Báo, hắc ám bác sĩ đưa tới cửa. Lúc này có người đến thông báo. Đó là bởi vì trước đó chư thần phòng thí nghiệm tư liệu đầy đủ. Biết có một cái nghiên cứu cổ tu sĩ tổ chức. Biết đại khái một chút. Bởi vậy, hắc ám bác sĩ mang theo Lý Tử Nhiễm một đoàn người lảo đảo đến nơi này. Thời gian hẳn là còn kịp, đem hắn hấp dẫn đến nơi đây. Một người cầm đầu nói. Làm tốt mai phục, đến bao nhiêu người toàn bộ đều cầm xuống. Sau đó những người khác chuẩn bị rút lui, nghênh đón hạo kiếp đến. Chấm. Lúc này, Thiên Sách Phủ cùng Bảo Long nhất tộc cũng tại tích cực rút lui. Liền Côn Luân học viện trên dưới đều nhất trí rút đi. Chẳng qua Diệp Quân Lâm các đệ tử ngay tại khổ tu, bọn hắn một mực bị lãng quên. Mặc dù tại Côn Luân học viện, nhưng mọi người cũng không biết bọn hắn ở nơi nào. Bởi vậy, lần này lớn rút lui bên trong đem bọn hắn lãng quên. Thiên Sách Phủ cùng Bảo Long nhất tộc bí mật nhiều lắm. Nhất là, Bảo Long nhất tộc truyền ngôn càng là thủ hộ lấy đại hạ bí mật lớn nhất. Bọn hắn đem nên lấy đi toàn bộ mang đi. Mang không đi toàn bộ giấu đi. Mà dùng đồ vật chính là ngày đó vây khốn Diệp Quân Lâm hắc ám lao lung. Đem từng cái mang không đi đồ trọng yếu toàn bộ giấu ở trong đó. Bọn hắn rất tin tưởng hắc ám lao lung trình độ chắc chắn. Dù là những người khác toàn bộ đều hủy diệt. Thế nhưng là hắc ám lao lung là không cách nào phá hủy. Chỉ cần bọn hắn không có việc gì, có thể sống sót. Liền có thể lấy ra. Các phương đều tại giành giật từng giây. Chẳng qua. Chẳng ai ngờ rằng chính là Thiên Sách thiếu soái tuyệt không rút lui. Hắn nghĩ lấy kim cương bất hoại thần công đến đối kháng. Cũng một bên nghĩ đề cao đến cảnh giới tối cao. Điên. Hắn cũng là điên. Luyện võ luyện đến điên cuồng trình độ. Chấm. Một bên khác, hắc ưng đặc công bọn hắn lấy tốc độ cực nhanh bay đến khu vực an toàn. Nam cực sông băng lại còn không có xuất hiện tình huống. Chẳng lẽ là hắn? Gấu bắc cực đặc công vô ý thức đạo. T. Tất cả mọi người khí lạnh hít vào. Sức một mình ngăn cản tai nạn phát sinh. Cái này mẹ hắn là cái gì kinh khủng biến thái tồn tại? Dựa theo thời gian đến nói, cái này đã qua nửa giờ. Biến thái. Thật sự là bọn hắn gặp qua mạnh nhất biến thái. Thượng đế chi não thậm chí cảm thấy được chủ thần ti những cái kia chính là nhỏ cặn bã. Căn bản cùng Diệp Quân Lâm không thể so sánh. Hắn còn có thể sống được ra tới sao? Lưỡi đao đặc công nhỏ giọng hỏi. Đoán chừng từ hắn để chúng ta rời đi một khắc này, không có ý định từ bên trong còn sống ra tới. Hắn thật quá điên cuồng. Chấm. Sau 40 phút. Răng rắc, toàn bộ nam cực sông băng chia 5 x 7, khắp nơi đều nổ tung. Ầm ầm, một tiếng oanh thiên cự bạo. Toàn bộ nam cực sông băng triệt để vỡ vụn. Siêu cấp linh mạch bên trong đáng sợ năng lượng hoàn toàn bộc phát. Bay thẳng thiên khung, che khuất bầu trời, đem hết thảy đều bao phủ. Trời trực tiếp biến thành hắc ám. Đúng, toàn thế giới tất cả mọi người cảm nhận được cái này động tĩnh khổng lồ. Đất rung núi chuyển. Nam cực lân cận rung động phải quả thực muốn đem thế giới này xé rách đồng dạng. Đều không thể dùng địa chấn đẳng cấp đến định nghĩa. Quá mạnh. Bởi vì xưa nay sẽ không có một trận địa chấn, để toàn thế giới mỗi một cái góc đều cảm nhận được. Chỗ gần quá cường liệt. Dù là xa xa cũng cảm thụ cực kỳ mãnh liệt. Ầm ầm. Khắp nơi đều là đất rung núi chuyển. Dù là cách chỗ rất xa đều là chỉ ít cấp 7 cấp 8 động đất động tĩnh. Toàn thế giới đều động tĩnh này. Mọi người đều bị hù đến. Khắp nơi biển gầm địa chấn chờ tai nạn toàn bộ đi vào. Các loại kỳ dị hình tượng cũng bắt đầu xuất hiện. Thậm chí thiên không xuất hiện từng đạo cùng loại cực quang tia sáng, đủ mọi màu sắc. Thế giới này trở nên kỳ quái lạ lùng. Mà có thể quan trắc đến nam cực phương hướng, lại là phát hiện bên kia trời hoàn toàn là đen. Đêm tối cùng ban ngày vậy mà tại mắt thường bên trong phân biệt rõ ràng. Mà lại đêm tối dường như còn tại khuếch trương. Đây là nhìn bằng mắt thường phải rõ rõ ràng ràng. Không chỉ như thế. Mưa to gió lớn gào thét, không trung sấm sét vang dội, từ trường dị thường, dẫn đến các loại tình huống xuất hiện. Cùng lúc đó, toàn các nơi trên thế giới động vật cũng bắt đầu điên cuồng chạy trốn. Chủ yếu tất cả đều là động vật hoang dã, từ thâm sơn rừng hoang bên trong toàn bộ bôn ba. Tất cả đều là mọi người chưa bao giờ thấy qua động vật hoang dã. Bọn chúng kỳ thật đã sớm cảnh giác. Từ siêu cấp linh mạch bộc phát một khắc này, bọn chúng liền phát giác được. So với người nhanh nhiều. Khi đó bọn chúng ngay tại chạy.
chỉ là cho tới bây giờ mới tiến vào mọi người trong tầm mắt. Cũng cho đến lúc này, những cái kia khai thác quan sát thái độ thế lực khắp nơi rốt cục ý thức được xảy ra chuyện. Đây là trước nay chưa từng có khủng bố. Làm sao lại có địa chấn trải rộng đến toàn thế giới đâu? Thật đáng sợ rồi. A, à, khắp nơi đều là gào thét âm thanh, đầu đường vô số người đều đang chạy trốn. Đều đang tìm kiếm một cái che chở. Lẫn nhau chém giết đám người cũng không ít. Loạn. Dù sao khắp nơi đều loạn. Những quan vọng giả kia nhóm lần này đều hoảng. Dưới mắt lại không có bất kỳ cái gì chuẩn bị. Liền những cái này các quyền quý cũng không biết muốn chạy trốn tới đâu đây. Trốn nơi nào cũng đỡ không nổi điệu bộ này a. Ầm ầm. Đất rung núi chuyển tư thế càng ngày càng mãnh liệt. Phong bạo cũng càng ngày càng mạnh. Phàm là bị xung kích đến, trực tiếp vỡ nát hết thảy. Cái này ai không sợ? Đã tại Atlantis kế hoạch trong căn cứ quan sát đến Tào Chí Quốc một đoàn người. Bọn hắn thật sự là đánh bạc mệnh đến quan sát. Bởi vì hơi không cẩn thận phía dưới long mạch nếu là bộc phát, bọn hắn là cái thứ nhất bị vỡ nát. Chỉ là quan sát nửa ngày. Đây là không có chút nào động tĩnh. Đến thời điểm bọn hắn không sai biệt lắm đã biết chặn đường thất bại sự tình. Như vậy linh mạch nhất định sẽ bộc phát. Chỉ là nơi này chậm chạp không có động tĩnh. Đó chỉ có thể nói cái này siêu cấp linh mạch cùng nam cực siêu cấp linh mạch cũng không phải là một cái. Lập tức đem tin tức truyền đi. Tào Chí Quốc hạ lệnh. Một cái truyền một cái, đem tin tức truyền đi. Chấm. Sau đó không lâu tin tức liền truyền đến Viêm Long Vệ. Mà lúc này, đại hạ các hạng cũng chuẩn bị kết thúc. Bọn hắn nhiều lần gia tốc, tăng thêm Diệp Quân Lâm tranh thủ đến thời gian. Đầy đủ bọn hắn kết thúc công việc. Lại nhiều lắm là một cái giờ. Tất cả kết thúc công việc cũng có thể làm xong, sau đó toàn bộ đại hạ đều có thể giấu ở an toàn đảo hoặc là cái khác địa phương bí ẩn. Các lớn các đồng minh nhìn thấy hiện tại động tĩnh này, nhao nhao đều thở phào một hơi. May mắn, lúc ấy đi theo đại hạ cùng một chỗ làm an toàn đảo. Không phải hiện tại cái này hạo kiếp đi vào về sau, tránh đều không có chỗ trốn. Không nói đến an toàn đảo có thể ngăn trở hay không lần hạo kiếp này, nhưng tối thiểu là có thể có tránh né địa phương. Không giống những phe khác, hiện tại biết hạo kiếp tiến đến, đều không có địa phương đi tránh né. Đây mới là nhất làm cho người tuyệt vọng. May mắn đi, mọi người tối thiểu có một nửa xác suất có thể còn sống sót. Phần lớn người đều đã tránh né tiến an toàn đảo bên trong. Cái gọi là an toàn đảo chính là tìm một chút đặc biệt địa phương, sau đó dùng đặc thù vật liệu tu kiến lên thành lũy tới. Một khi an toàn đảo mở ra, đem đóng chặt hoàn toàn. Đem bên trong cùng ngoại giới cách ly chết. Ngăn cách. Đây chính là an toàn đảo tác dụng. Mấu chốt là tu kiến vật liệu đều là tuyển chọn tỉ mỉ, có thể gánh vác hết thảy. Vốn là vì phòng ngừa Leviathan loại này cự hình sinh vật công kích. Hiện tại vừa vặn dùng tới. Chỉ cần có thể ngăn trở siêu cấp linh mạch năng lượng xung kích, người ở bên trong liền có thể còn sống sót. Nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Lúc này có không ít người bắt đầu xin giúp đỡ đại hạ, khẩn cầu giúp bọn họ một tay. Nhưng lúc này, đại hạ miễn cưỡng có thể cố được chính mình. Kia còn có thể kiêng kỵ những người khác. Cũng có một chút chủng tộc mạnh mẽ, cho rằng đây là lần trước ban thưởng lễ. Cảm thấy không nên tránh né, mà là đi đối mặt. Trong đó có chiến hùng quốc cái này tồn tại cường đại. Bởi vì an toàn đảo bọn hắn tuyệt không cùng đại hạ liên thủ. Cho nên thời khắc thế này, bọn hắn lựa chọn đối mặt. Chấm. Giờ phút này, một bên khác. Thần quốc tương lai khoa học kỹ thuật quốc gia cũng bị bắt đầu dùng lên, bên trong trốn vào đến rất nhiều người cùng thiết bị vân vân. Mà tương lai khoa học kỹ thuật quốc gia cũng bị bắt đầu dùng, một đạo vòng bảo hộ hình thành, đem toàn bộ khoa học kỹ thuật quốc gia đô hộ vệ ở trong đó. Đây coi như là một cái siêu cấp cỡ lớn an toàn đảo. Cái khác các quốc gia vô số người chạy trốn đến tương lai khoa học kỹ thuật quốc gia chung quanh, ý đồ tiến vào trong đó. Nhưng Ngân Hà hộ vệ liên minh rất tuyệt tình, kiên quyết không mở ra tương lai khoa học kỹ thuật thành. Đến mức tương lai khoa học kỹ thuật ngoài thành mặt, khắp nơi đều là người, bên trong ba vòng bên ngoài ba vòng, lít nha lít nhít, như là châu chấu bộc phát. Mà khoa học kỹ thuật thành bên trong, rất nhiều tay sai cầm ly rượu đỏ. Lạnh lùng nhìn xem đây hết thảy. Ngân Hà hộ vệ liên minh cái khác các thế lực lớn, tại thời khắc này, toàn bộ trốn vào chiến ưng quốc lãnh thổ bên trong. Chấn động nhất một màn xuất hiện. Chiến ưng quốc biên giới bên trên vậy mà xuất hiện từng cái trang bị.
chính là lúc trước diệt trừ chư thần phòng thí nghiệm dùng trang bị. Từng khối trang bị đột ngột từ mặt đất mọc lên, đem toàn bộ chiến ưng quốc cho bao phủ lại. Lập tức trang bị khởi động. Tất cả trang bị lẫn nhau ở giữa bắt đầu tác dụng. Nhìn như không biến hóa. Trên thực tế có cái lực trường đem toàn bộ khu vực cho bao phủ lại. Tương đương với trống rỗng nhiều vô hình vòng phòng hộ. Từ trong ra ngoài đều gắt gao bao phủ lại. Cho tới giờ khắc này, rất nhiều người mới minh bạch. Nguyên lai Ngân Hà hộ vệ liên minh cũng tại làm phòng ngự biện pháp A. Lúc đầu bọn hắn còn tưởng rằng Ngân Hà hộ vệ liên minh không có chút nào chuẩn bị cùng động tác. Dù sao chưa từng xuất hiện đại quy mô nhân viên chuyển di những thứ này. Nhất là cùng đại hạ bên kia so ra, càng là chênh lệch quá lớn. Gần như không có động tác có thể nói. Bởi vậy để rất nhiều các quan vọng giả đều coi là Ngân Hà hộ vệ liên minh không có bất kỳ động tác gì. Kết quả người ta rất sớm đã tại làm chuẩn bị. Hiện tại càng là một lần tính lấy ra nhiều như vậy trang bị tới. Đem toàn bộ chiến ưng quốc cho bảo vệ. Mắt trợn tròn. Các quan vọng giả triệt để mắt trợn tròn. Hiện tại lại nghĩ tiến vào chiến ưng quốc đã trễ. Đàm đi theo cái gì đều đã trễ. Chẳng qua vẫn là có không ít người vẫn là đi vào, chỉ là xa xa liền gặp phải lực lượng vô hình vỡ nát mà chết. Nguyên lai chiến ưng quốc cái này đặc thù trang bị lại còn có ngoại lực nhằm vào bên ngoài. Phàm là tới gần phạm vi, liền sẽ bị rảo sát. Nguyên lai khoảng cách rất xa cái này trang bị liền đã tại phòng ngự. Tương đương với chiến ưng quốc thượng song trọng bảo hộ. Tương lai khoa học kỹ thuật quốc gia còn có thể dựa vào gần. Hiện tại chiến ưng quốc chung quanh khu vực liền thành sinh mệnh cấm khu. Phàm là tới gần, liền phải chết. Mọi người còn muốn sống thêm một hồi. Tự nhiên sẽ không tới gần. Thượng đế chi não mấy người đi theo hắc ưng đặc công trốn vào cái này khu vực an toàn. Hiện tại nam cực sông băng bên kia đã toàn diện bộc phát. Đây chẳng phải là nói rõ Diệp Quân Lâm đã chết rồi. Vậy khẳng định, này làm sao có thể sống được xuống tới. Mọi người nói. Hắc ưng đặc công gật gật đầu, hắn phải sống, hắn còn phải tiếp tục. Nhưng bây giờ toàn diện bộc phát. Hắc ưng đặc công không có tiếp tục nói hết. Nhưng hắn ý tứ tất cả mọi người đã nghe hiểu. Diệp Quân Lâm là không thể nào còn sống. Hắn phải sống, sẽ tiếp tục ngăn cản. Hiện tại không ngăn cản. Nơi nào còn có thể sống sót. Mà lại loại này hạo kiếp làm sao có thể dựa vào lực lượng một người ngăn cản đâu. Diệp Quân Lâm trọn vẹn ngăn trở hơn nửa giờ, đã là biến thái bên trong biến thái. Hắn cũng hoàn thành sứ mệnh. Còn nữa nói nào có người có thể đối kháng cấp bậc này cơn bão năng lượng. Diệp Quân Lâm lại là một mình đối kháng siêu cấp linh mạch bộc phát trung tâm năng lượng. Thừa nhận mạnh nhất năng lượng xung kích. Làm sao có thể sống sót? Tuyệt không có khả năng này. Tất cả mọi người vì Diệp Quân Lâm mặc niệm. Cái này siêu cấp linh mạch uy lực so ta trong tính toán còn muốn đáng sợ. Tiếp xuống liền chăm sóc che đậy có thể ngăn trở hay không? Thượng đế chi não nói. Lúc trước hắn đối siêu cấp linh mạch trải qua tính toán. Coi là chuẩn xác nắm giữ trị số. Hiện tại xem ra cũng không có. Siêu cấp linh mạch năng lượng so hắn chính xác tính toán sau còn muốn đáng sợ nhiều. Chân thực uy lực có thể là hắn tính toán ra đến gấp 5-6 lần. Hoặc là còn mạnh hơn. Loại này cấp bậc năng lượng dưới, kỳ thật nhiều 1-2 lần khủng bố đến cực hạn. Chân thực lại là chỉ ít gấp 5-6 lần. Đây quả thực khủng bố đến cực hạn. Quá dọa người. Nhìn đầu này siêu cấp linh mạch số lượng dự trữ cùng kéo dài vượt xa khỏi chư thần phòng thí nghiệm thăm dò. Hiện tại nhất bạo phát, chính là đem tất cả đều bạo phát đi ra. Bao quát cất giữ tại chỗ sâu, thăm dò không đến. Cái này uy lực quả thực khủng bố tuyệt luân. Sao mà may mắn, có thể sinh ở cái này quốc gia. Hắc ưng đặc công bọn hắn cũng bắt đầu tại may mắn. Chiến ưng quốc tất cả mọi người bắt đầu cười. Đồng dạng, đại hạ bên kia cũng đều là tại may mắn. Không giống như là những người khác, tại loại này hạo kiếp tiến đến thời khắc, liền tránh đều không có địa phương đi tránh. Quả thực quá bi thảm. Biết rõ tai nạn hạo kiếp tiến đến, lại có thể ra sức, chỉ có thể chờ đợi. Đó là một loại cỡ nào bi thương a? Hiện nay, trừ phần lớn địa phương vẫn là rối bời bên ngoài. Đại hạ liên minh cùng Ngân Hà hộ vệ liên minh đã làm tốt chuẩn bị. Hết thảy kết thúc công việc đều đã hoàn thành. Chờ đợi hạo kiếp đến. Giờ phút này, nam cực sông băng hoàn toàn vỡ vụn. Siêu cấp linh mạch điên cuồng đại bạo phát.
hóa thành đáng sợ cơn bão năng lượng từ bốn phương tám hướng bắt đầu càn quét toàn cầu. Phàm là chỗ đến, vỡ nát hết thảy. Đem mỗi cái khu vực đều hóa thành cực hạn đêm tối. Dẫn đến tất cả dị thường hiện tượng xuất hiện. Dù sao năng lượng quá mạnh, nhiễu loạn từ trường chờ một chút rất dễ dàng. Mà lại chỗ sâu linh mạch lỗ hổng còn tại mở rộng bên trong. Từ khu vực khác cũng bộc phát ra. Trực tiếp từ chỗ sâu vỡ ra, bay thẳng thiên khung. Chỉ có thể nói đây chỉ là bắt đầu. Sau đó sẽ bộc phát càng ngày càng kinh khủng. Thẳng đến toàn bộ linh mạch cơn bão năng lượng toàn bộ bạo phát đi ra. Ầm ầm. Động tính thật là nghiêng trời lệch đất, phá hủy hết thảy. Đêm tối bộ phận tại mắt thường tốc độ rõ rệt bên trong cấp tốc mở rộng. Lúc trước chỉ có một phần rất nhỏ, cho tới bây giờ đã chỉ ít một phần ba trong tầm mắt, tất cả đều là đêm tối. Phải biết mắt người đều có thể nhìn thấy rộng như vậy phạm vi, tốc độ nhanh như vậy. Kỳ thật thế giới này như thế lớn. Cái này bộc phát tốc độ là tương đương nhanh. Nhất là phóng đại đến cục bộ thời điểm, cái kia tốc độ là nhanh đến làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Một khi cơn bão năng lượng đi vào, cho dù là siêu cấp cường giả đều không thể thoát đi. Cơn bão năng lượng chỗ đến, càn quét hết thảy, càng là khu vực này hóa thành tạm thời hắc ám. Dần dần siêu cấp linh mạch sinh ra cơn bão năng lượng vượt qua không người khu vực cùng mảng lớn hải dương. Sắp đối với nhân loại tụ tập khu vực tiến hành quét ngang. Tốc độ nhanh chóng quả thực để người không thể tưởng tượng. Đến rồi, muốn tới. Sau đó không lâu, chiến ưng quốc phạm vi đem gặp phải cơn bão năng lượng xâm nhập. Mở ra trang bị, mở ra, mở ra. Mắt thấy cơn bão năng lượng xung kích đi vào. Chiến ưng quốc toàn tuyến bắt đầu trang bị đến ngăn cản. Bọn hắn nghịch thiên trang bị, có thể thay đổi hoàn cảnh, đem khu vực biến thành bọn hắn lĩnh vực trang bị mở ra sau. Nơi này phát sinh biến hóa cực lớn. Đến phòng ngự đây hết thảy. Ầm ầm. Chẳng qua tại một trận khoa trương long trời lở đất xung kích sau. Cơn bão năng lượng gần như nháy mắt đem toàn bộ chiến ưng quốc cho càn quét. Toàn bộ chiến ưng quốc lập tức liền thành hắc ám bao bọc khu vực. Về phần bọn hắn trang bị ngăn trở lần này phong bạo không, không có người có thể biết. Còn có một bộ phận khoa học kỹ thuật công ty hoặc là các quyền quý cưỡi hàng không vũ trụ phi hành khí, trực tiếp từng chiếc phóng lên không. Bọn hắn ý đồ đi vào trong vũ trụ trốn qua một kiếp nạn này. Chẳng qua cũng chỉ có đỉnh cấp các quyền quý lúc này mới có thể làm được điểm này. Hoặc là nhất quốc chi lực mới bảo tồn một chút hạt giống của hy vọng loại hình. Mới có thể khởi động hàng không vũ trụ phi hành khí đem những này phát xạ đến không trung. Đến rồi, rất nhanh. Thần quốc di chỉ tương lai khoa học kỹ thuật thành cũng rất nhanh gặp cơn bão năng lượng càn quét. Bởi vì toàn bộ tương lai khoa học kỹ thuật thành là trong suốt. Có thể nhìn thấy phía ngoài. Cho nên khi phong bạo tiến đến thời điểm, tất cả mọi người có thể rõ ràng nhìn thấy bên ngoài đám người kia chết thảm hình tượng. Về phần tương lai khoa học kỹ thuật thành cũng rất nhanh bị càn quét. Một chỗ lại một chỗ khu vực bị cơn bão năng lượng xâm nhập càn quét. Đáng sợ từng màn trình diễn. Phương Tây Châu gần như đều luân hãm. Mà giờ khắc này, bắt đi quân quân cái kia cổ xưa thế lực đã cùng hắc ám bác sĩ một nhóm người đã chạm mặt. Vốn muốn đem hắc ám bác sĩ bọn hắn nhẹ nhõm cầm xuống. Dù sao Lý Tử Nhiễm đám người chiến lực trong mắt bọn hắn là không đáng giá được nhắc tới. Thế nhưng là ai có thể muốn lấy được hắc ám bác sĩ vậy mà biểu hiện ra cường đại kinh khủng chiến lực đến. Chẳng ai ngờ rằng người bình thường này quả thực khủng bố đến cực hạn. Hắn không đơn giản đang nghiên cứu bên trên kinh động như gặp thiên nhân. Thực lực cũng kinh khủng như vậy. Tất cả mọi người minh bạch. Hắn có thể đi vào chủ thần ti, không chỉ có riêng là dựa vào cái khác. Trọng yếu nhất chính là thực lực A. Một trận đại chiến bắt đầu. Mọi người tại hắc ám bác sĩ dẫn đầu dưới, vậy mà cùng cổ xưa thế lực các cường giả quần nhau ra. Đánh túi bụi. Cổ xưa thế lực nhóm mặc dù cường đại, thế nhưng là hắc ám bác sĩ quá mạnh. Trong lúc nhất thời thật bắt không được. Đừng đánh, đều đừng đánh, đến rồi, lập tức tới, chúng ta vẫn là trốn đi A. Lúc này, có người vội vàng chạy trước đi vào. Mọi người hướng mặt ngoài xem xét, đáng sợ cơn bão năng lượng sắp càn quét đi vào. Trốn trước, cổ xưa thế lực nhóm hô. Lại liếc mắt nhìn hắc ám bác sĩ, các người cũng cùng theo đi. Vì quân quân, hắc ám bác sĩ cùng Lý Tử Nhiễm bọn hắn tự nhiên đáp ứng. Đi theo cổ xưa thế lực cùng một chỗ tiến vào trong thành bảo mật thất.
không biết thâm nhập dưới đất bao sâu khoảng cách. Cơn bão năng lượng một đường càn quét. Tại từng tiếng kêu thảm bên trong, càn quét mỗi một vùng. Đưa tới phản ứng dây chuyền cũng là càng ngày càng kinh khủng. Phương Tây Châu luân hãm. Phương Bắc Châu luân hãm. Đến cuối cùng, Đông Phương Châu cũng luân hãm. 500 cái an toàn đảo cùng các loại khẩn cấp cùng loại với an toàn đảo căn cứ gặp cơn bão năng lượng xung kích. Toàn thế giới, không có một chỗ khu vực may mắn thoát khỏi. Quang minh hoàn toàn bị thôn phệ. Toàn bộ thế giới đều bị hắc ám bao vây. Từ trong vũ trụ phi hành khí, hoặc là trạm không gian nhìn thấy hình tượng cũng giống như vậy. Cái này thế giới này trở nên một mảnh đen kịt, giống như là bị hoang phế tĩnh mịch tinh cầu đồng dạng. Thậm chí cơn bão năng lượng đều xung kích đến tuyến đường, không ít hàng không vũ trụ dụng cụ nhận cực lớn trình độ ảnh hưởng. Từ giờ khắc này, hắc ám triệt để bao phủ toàn bộ thế giới. Thế giới này tựa như đình chỉ. Xong, triệt để xong. Lần này tận thế, cái này sao có thể có người dừng lại. Toàn bộ thế giới đều xong. Chỉ còn lại chúng ta. Trạm không gian bên trong, mọi người thấy thế giới này bộ dáng, nhao nhao sợ hãi than nói. Không nghĩ tới nhanh như vậy, toàn thế giới đều hủy diệt. Chỉ còn lại bọn hắn. Cái này chính là lịch sử loài người bên trên dày đặc nhất một bút. Cũng chính là kết cục. Thế giới đình chỉ. Triệt để biến thành hắc ám. Lại, siêu cấp linh mạch bên trong cơn bão năng lượng còn tại bộc phát, vậy mà tụ tập ở trên không, căn bản không cách nào tán đi. Đây cũng là che khuất bầu trời, đem thế giới biến thành hắc ám trọng yếu nguyên nhân. Mà lại bởi vì năng lượng quá mạnh. Dẫn đến các loại dị thường tấp nập bộc phát. Nước biển chảy ngược chờ hiện tượng đều xuất hiện. Chỉ có điều bao phủ trong bóng đêm, không ai nhìn thấy. Tuyệt vọng. Dù là trạm không gian hoặc là lên tới vũ trụ tất cả mọi người phiền muộn. Bọn hắn hiện tại là sống lấy không sai, nhưng là làm như thế nào a? Tại vũ trụ đợi cả một đời. Không có khả năng sự tình. Tài nguyên đồ ăn các loại đều sẽ thiếu. Chỉ là tạm thời chạy tới tránh né thôi. Nên làm cái gì? Tuyệt vọng. Một đám người nằm, sinh không thể luyến. Chết lặng đến giống từng cái xác không hồn. Không có cái gì so mắt thấy gia viên của mình bị phá hủy càng khó chịu hơn. Vốn cho là bọn họ trốn qua một kiếp nạn này sẽ cao hứng đến mức độ không còn gì hơn. Thế nhưng là không nghĩ tới. Một chút cũng cao hứng không nổi. Thậm chí mọi người hối hận. Không nên thoát đi, mà là cùng gia viên cùng một chỗ. Chết đều so hiện tại mạnh hơn. Chấm. Không biết qua bao lâu. Chúng ta đây là gắng gượng qua tới rồi sao? An toàn đảo bên trong. Tiêu Liệt Quân bọn người mơ mơ màng màng mở to mắt, phát hiện mọi người vẫn là tại an toàn đảo bên trong, cũng chưa chết. Tiếp nhận cơn bão năng lượng xung kích thời điểm, tất cả mọi người là có thể cảm nhận được. Dù là an toàn đảo có thể tạo được ngăn cách hiệu quả. Thế nhưng là cơn bão năng lượng xung kích đi tới thời điểm, tất cả mọi người cảm nhận được. Đó là một loại cực hạn tuyệt luân lực lượng. Kém chút liền an toàn đảo nhổ tận gốc. Kém chút đem đại địa vỡ ra. Làm cơn bão năng lượng xung kích đến trong nháy mắt đó, tất cả mọi người bị chấn choáng đi qua. Vô luận cường giả vẫn là người bình thường. Đều không thể thừa nhận lấy mãnh liệt nhất xung kích. Lần này bọn hắn không biết mê man bao lâu. Hiện tại mới từng cái tỉnh lại. Sống sót, chúng ta đều sống sót. Chúng ta còn sống, chúng ta còn sống. Dần dần tỉnh lại đám người bắt đầu gieo hò. Khắp nơi đều tràn đầy sống sót sau tai nạn cảm giác. Nhất tự Tịnh Kiên Vương mới là thần. Còn có Lục thủ lĩnh. Chấm. Tất cả mọi người bắt đầu nhắc tới Diệp Quân Lâm cùng Lục Hùng. Dù sao cũng là bọn hắn một tay kiến tạo an toàn đảo. Tương đương hiện tại mọi người mệnh đều là bọn hắn cho. Là bọn hắn tái sinh phụ mẫu. Đi qua bao lâu thời gian rồi? Tiêu Liệt Quân lập tức hỏi. Kết quả sau một khắc, mọi người phát hiện các loại dụng cụ đều mất linh. Thậm chí liền bình thường nhất đồng hồ đều hỗn loạn. Căn bản không có chính xác thời gian. Mà những cái kia công nghệ cao nhóm càng là dị thường, trước mắt căn bản là không có cách bắt đầu dùng. Dù sao cơn bão năng lượng xung kích từ trường vân vân. Những dụng cụ này không loạn mới kỳ quái. Trong lúc nhất thời mọi người liền đi qua bao lâu thời gian cũng không biết. Thậm chí liền cường giả ý thức cảm giác đều có ảnh hưởng. Ta cảm giác đi qua thời gian rất lâu, không biết bên ngoài cái dạng gì rồi. Có người đưa ra tất cả mọi người muốn biết một cái nghi vấn. An toàn đảo bên trong không có việc gì.
Thế nhưng là bên ngoài đâu? Hiện tại thế giới bên ngoài là cái dạng gì? Lúc trước vì an toàn đảo hiệu quả tối đại hóa, là đóng chặt hoàn toàn. Không lưu bất luận cái gì khe hở. Ngăn cách. Nghĩ biết tình huống bên ngoài, nhất định phải dùng dụng cụ đi kiểm tra đo lường tình huống bên ngoài. Ví dụ như lưu lại chuyên môn kiểm tra đo lường trang bị. Thời gian thực truyền về phía ngoài hình tượng. Chẳng qua là bây giờ từ trường hoàn toàn hỗn loạn, tất cả dụng cụ đều không thể sử dụng. Bởi vậy, bọn hắn không cách nào biết được tình huống bên ngoài. Đúng a, không biết bên ngoài hiện tại cái dạng gì rồi. Mọi người nhao nhao hỏi. Không có khả năng tại an toàn đảo sinh hoạt cả một đời a. Có muốn hay không chúng ta phái người đi xem một cái? Có người đề nghị. Không thể. Hiện tại không biết bên ngoài tình huống như thế nào, nếu như tùy tiện mở ra an toàn đảo về sau, rất có thể có nguy hiểm cực lớn. Tiêu Liệt Quân nghĩ nghĩ, không khỏi nói. Lại chờ một đoạn thời gian, hiện tại còn không thể đi ra ngoài, vạn nhất có cái gì nguy hiểm. Những người khác nhao nhao nói. Nếu như cơn bão năng lượng tuyệt không dừng lại, như vậy an toàn đảo chỉ cần mở một cái miệng nhỏ, sợ là muốn bị nháy mắt phá hủy. Thậm chí loại này hạo kiếp tiến đến về sau, dù là đi qua thời gian rất lâu. Dẫn đến phía ngoài hoàn cảnh làm cho không người nào có thể sinh tồn. Tùy tiện ra ngoài, sợ là muốn chết người. Cho nên phải cẩn thận. Chỉ có lại chờ một đoạn thời gian sau, mới có thể ra ngoài tìm kiếm tình huống bên ngoài. Chấm. Một bên khác, Ngân Hà Hộ Vệ Liên Minh, Chiến Ưng Quốc. Bọn hắn thời khắc mấu chốt khởi động nghịch thiên trang bị. Vậy mà đem trận này cơn bão năng lượng tránh thoát đi. Chỉ có điều tất cả mọi người cũng cùng đại hạ an toàn đảo bên trong đồng dạng tình huống, đều bị chấn choáng. Chẳng qua nghịch thiên trang bị mở ra về sau, trong suốt vô hình vòng bảo hộ đem toàn bộ Chiến Ưng Quốc đô bảo hộ ở trong đó. Chẳng qua mọi người rõ ràng có thể nhìn thấy trang bị xuất hiện rất nhiều hư hao. Hiển nhiên lần này cơn bão năng lượng xung kích bên trong, liền Chiến Ưng Quốc cái này trang bị đều kém chút không có đứng vững. Nhanh, chữa trị. Nếu như vậy xuống dưới, chúng ta trang bị chống đỡ không được mấy ngày. Cái này cơn bão năng lượng vẫn còn tiếp tục xung kích. Ngân Hà Hộ Vệ Liên Minh cao tầng Nelson lập tức hạ lệnh. Chiến Ưng Quốc thượng hạ vẫn là bận bịu sống lại. Nhao nhao bắt đầu chữa trị lên. Nếu là trang bị xấu, hậu quả có thể nghĩ. Mọi người còn có thể thấy rõ ràng phía ngoài tình trạng. Một mảnh đen kịt. Đáng sợ phong bạo tại thôn vệ một điểm. Sấm sét vang dội. Các loại kỳ dị hiện tượng tấp nập xuất hiện. Thậm chí còn có rất nhiều kỳ quái thanh âm đáng sợ. Chỉ là bọn hắn bị phong kín nghe không được mà thôi. Đây chính là tận thế sao? Tất cả nhìn xem bên ngoài, sợ hãi đến cực điểm. Phảng phất phía ngoài trong bóng tối có cái gì đồng dạng. Bên ngoài tình huống như thế nào? Chiến Ưng Quốc cũng không nhàn rỗi. Tiếp tục thăm dò tình huống bên ngoài. Không được a, tất cả dụng cụ đều mất linh. Bên ngoài bây giờ hết thảy đều dị thường. Từ trường dị thường, các loại năng lượng lạp tử đi loạn, cái gì đều kiểm tra đo lường không đến. Dù là mạnh như Chiến Ưng Quốc công nghệ cao cũng vô pháp kiểm tra đo lường đi ra bên ngoài có cái gì. Tiếp tục, lúc này ngàn vạn không thể đi ra ngoài. Smith hạ lệnh, cứ việc không thể đi ra ngoài. Nhưng cũng có thể tưởng tượng đi ra bên ngoài cảnh hoang tàn khắp nơi cảnh tượng. Cái gì cũng sẽ không lưu lại, hết thảy đều diệt tuyệt. Gấu Bắc Cực Đặc Công nói. Trách ta, đều tại ta. Thượng đế chi não nhìn xem đây hết thảy, đều là mình tự tay tạo thành. Hắn hận không thể đập đầu chết được rồi. Ngươi không thể chết, ngươi còn hữu dụng đâu. Hắc Ưng Đặc Công lập tức phái người ngăn cản hắn. Chiến Ưng Quốc không ngại. Tương lai khoa học kỹ thuật quốc gia coi như thảm. Cuối cùng tương lai khoa học kỹ thuật quốc gia màn ngăn tuyệt không ngăn trở cơn bão năng lượng xâm nhập. Cuối cùng vẫn là bị phá hủy. Loại này cấp bậc cơn bão năng lượng tuyệt không phải chư thần phòng thí nghiệm có thể chống lại. Mà lại tương lai khoa học kỹ thuật thành là lồi ra đến, chính diện tiếp nhận cơn bão năng lượng xung kích. Giống đại hạ an toàn đảo thì là tu kiến dưới đất hoặc là trong biển rộng, thậm chí bồn địa chỗ chúng. Tuyệt không chính diện tiếp nhận cơn bão năng lượng xung kích. Bởi vậy mới có thể khỏi bị tại khó. Bằng không, an toàn đảo cũng vô pháp gặp cường hoành như vậy cơn bão năng lượng xung kích. Tại một bên khác, nghiên cứu cổ tu sĩ cổ xưa thế lực cũng sinh tồn. Bọn hắn mang theo hắc ám bác sĩ một đoàn người, ẩn thân tại cùng loại kim tự tháp kiến trúc bên trong.
hơn nữa còn là khảm nạm tại sâu trong lòng đất kim tự tháp cùng loại kiến trúc bên trong. Bởi vậy tránh thoát kiếp nạn này. Chẳng qua bọn hắn cũng không dám ngay lập tức ra ngoài. Chấm. Toàn thế giới khắp nơi đều may mắn tồn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Ước chừng 10 ngày qua về sau. Trạm không gian bên trong nhân viên vẫn như cũ âm u đầy tử khí. Hiện tại bọn hắn chính là sống tạm. Không có một chút điểm hy vọng. Nhà đều không có. Còn ở đâu ra hy vọng. Thế nhưng là đột nhiên, bọn hắn nhìn thấy phía dưới có dị thường xuất hiện. Mau nhìn. Một người trong đó nhìn chòng chọc vào thế giới, lên tiếng kinh hô. Phảng phất nhìn thấy cái gì không được sự tình. Cái gì a? Những người khác cũng đều nhao nhao xông tới. Xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn về phía dưới. Cái này xem xét quả thực đem người dọa sợ. Bởi vì bọn hắn trong mắt thế giới bắt đầu phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nguyên bản bị bóng tối bao trùm thế giới, giờ phút này vậy mà biến thành đủ mọi màu sắc cột sáng chiếu sáng toàn thế giới. Từng đạo đủ mọi màu sắc tia sáng từ trên trời giáng xuống, đều nhịp đem thế giới bao bọc. Phảng phất đây là một cái thế giới hoàn toàn mới. Mọi người thấy khí thể mờ mịt, năng lượng dồi dào, vạn vật tân sinh. Cho người ta một loại rực rỡ một cảm giác mới. Đây là phá hủy sao? Mọi người trong lòng toát ra dấu chấm hỏi đến. Cái này rõ ràng là cải tạo thế giới này a. Nhìn khắp nơi đi, đều là vui vẻ phồn vinh cảm giác. Tân sinh. Đối toàn bộ thế giới đến nói chính là tân sinh. Năng lượng vẫn như cũ phá trần. Bên ta vẫn là không cách nào thăm dò. Nhưng là phát hiện một điểm. Bây giờ cái này từng cái từng chùm sáng phảng phất có phóng xạ tác dụng. Dường như nhân thể hoặc là động vật có thể từ phóng xạ bên trong thu hoạch năng lượng. Rất nhanh, trạm không gian có phát hiện trọng đại. Cái gì, có phóng xạ tác dụng? Đối cái này chùm sáng phóng xạ đến người hoặc là động vật, thậm chí thực vật đều sẽ cải tạo bọn hắn. Thông tục điểm nói, chính là bị cái này chùm sáng phóng xạ đến về sau, đều biến dị. Các ngươi nhìn, có phải là thảm thực vật càng tươi tốt rồi? Chấm. Cứ việc vẫn như cũ năng lượng phá trần. Mọi người không cách nào thăm dò đến. Thế nhưng là đã thông qua dụng cụ có thể quan sát được đại khái tình huống. Dù sao hắc ám đã bị đuổi tản ra. Bọn hắn có thể thấy rõ ràng. Kết quả cái này xem xét. Phát hiện thế giới này đại biến dạng. Cho dù là hoang vu cằn cỗi địa phương, cũng là thảm thực vật bao trùm, từng cây thương thiên đại thụ đột ngột từ mặt đất mọc lên. Các loại kỳ hoa dị thảo dày đặc, sinh cơ giạt rào. Như trước kia hoang vu quả thực là long trời lở đất khác biệt. Sa mạc đi thẳng đến hải dương màu xanh lục biến hóa. Mà bản thân liền thảm thực vật tươi tốt địa phương, kết quả lần này biến hóa sau khi, càng phát rậm rạp khủng bố. Từng cây đại thụ hình thể tăng lớn gấp mấy lần không chỉ. Cái khác hoa hoa thảo thảo cũng đều biến dị, cái đầu lớn đến khiến người sợ hãi. Ví dụ như một bụi cỏ nhỏ bây giờ lại dài đến 2-3 mét, so với người hình thể còn muốn lớn. Đồng thời tươi tốt đến khí thể quanh quẩn, lá cây sung mãn, phảng phất ẩn chứa rượu ngon ngọc lộ. Đóa hoa cái đầu lớn không nói, tiên diễm đến cực hạn, đây chính là đỉnh cấp phân bón đổ vào. Bây giờ toàn bộ thế giới, khắp nơi linh khí mờ mịt, mây mù lượn lờ, phảng phất tiên cảnh. Tại hiện nay thế giới này, dù là hô hấp một hơi không khí mới mẻ liền có thể thanh địch thân thể, khứ trừ bách bệnh. Chính là khoa trương như vậy. Đây chính là siêu cấp linh mạch bạo tạc dây năng lượng đến biến hóa. Bên trong linh khí quá khủng bố. Đủ để thay đổi thế giới này. Chẳng qua bởi vì dụng cụ có hạn, bọn hắn chỉ có thể quan sát được đại khái tình huống. Cũng liền có thể nhìn thế giới cũ đại biến dạng. Chẳng qua chi tiết một điểm liền không nhìn thấy. Bởi vậy, bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy hiện nay thế giới tùm. Mà hạo kiếp xung kích vết tích lại một chút cũng không nhìn thấy. Không biết là bị che giấu, vẫn là căn bản liền chưa từng xảy ra. Cái này, vậy mà không phải phá hủy. Ngược lại còn cho thế giới này mang đến như vậy biến hóa. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Thế giới này biến hóa quá lớn. Rực rỡ hẳn lên. Lúc đầu rách nát không chịu nổi, bây giờ trở tại xuyên quần áo mới. Liền sa mạc những cái kia đất nghèo đều có nghịch thiên biến hóa, quá làm cho người không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ nói gia viên của chúng ta vẫn tồn tại, chúng ta có hay không có thể trở về rồi? Rất nhiều quyền quý nhìn thấy thế giới hiện tại biến hóa, đều nhao nhao nghĩ đến chuyện đi về. Mà lại thế giới hoàn cảnh lại trở nên tốt như vậy. Trong lúc nhất thời,
tất cả mọi người nghĩ mau trở về. Không được, khả năng trước đó bóng tối bao trùm thời điểm ngược lại là an toàn. Hiện tại nhìn xem tiên diễm xinh đẹp, thường thường cất giấu vô số hung hiểm. Có người nói, trải qua một nhắc nhở về sau, mọi người nhao nhao kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người tới. Lại nhìn thế giới này, mặc dù rực rỡ hẳn lên, khắp nơi đều bị hoa cỏ thảm thực vật bao trùm. So trước đó đều hoàn cảnh tốt bên trên vô số lần. Có thể bày tỏ mặt càng là quang vinh xinh đẹp, liền cảm giác càng khủng bố hơn, phía sau ẩn giấu đi cái gì. Đây cũng không phải là mọi người quen thuộc thế giới. Tương đương với một cái xa lạ tinh cầu. Tùy tiện trở về, không biết có thể bị nguy hiểm hay không. Ai cũng khó mà nói. Lại có người nói, hiện tại thực vật đều phát sinh như vậy biến hóa. Dù là người hoặc là động vật cũng khó nói phát sinh biến hóa. Nói trắng ra, đây chính là một cái nguy hiểm mà thế giới xa lạ. Chúng ta kiên quyết không thể trở về đi. Đúng à, đừng nói cái khác, chính là kia biến dị hoa cỏ khả năng đều sẽ ăn ngươi. Đám người nhìn không được dùng mình một cái. Chấm. Tại những ngày này toàn thế giới phát sinh như vậy biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ngân Hà hộ vệ liên minh là nhìn ở trong mắt. Nhất là bọn hắn nhìn thấy trong suốt mái vòm bên trên bắn xuống đến một từng chùm sáng. Mỗi người hiếu kỳ không thôi. Cho dù là chiến ưng quốc cao tầng cũng không ngoại lệ. Thế giới này phát sinh biến hóa quá lớn. Chẳng qua bọn hắn không dám đánh mở trang bị vòng bảo hộ, sợ vẫn là gặp nguy hiểm. Bên ngoài năng lượng vẫn như cũ phá trần. Chúng ta dụng cụ ở vào mất linh trạng thái. Căn bản kiểm tra đo lường không ra. Chẳng qua dường như năng lượng tại tiến một bước yếu đi. Chấm. Chiến ưng quốc các bộ vẫn là tại quan sát tình huống bên ngoài. Một cái chi tiết đều không buông tha. Đối với bên ngoài bọn hắn thế nhưng là đem so với trạm không gian còn muốn cẩn thận. Nhất là ở vào hoang mạc biên cảnh vị trí bên trên xem xét bên ngoài, càng là đại biến dạng. Sa mạc đổi xanh châu. Hoàn cảnh tuyệt đẹp đến mức tận cùng. Dù là chiến ưng nền tảng lập quốc thổ đều không có hoàn cảnh như thế địa phương tốt. Cả đám đều mắt trợn tròn. Bên này vẫn là hoang mạc đâu. Bên kia chính là ốc đảo rồi. Trước đây sau biến hóa cũng quá lớn đi. Để người có loại không thực tế cảm giác. Cái này siêu cấp linh mạch bên trong năng lượng cũng quá mạnh đi. Tùy tiện đem hoang mạc cải tạo thành ốc đảo rồi. Cái này nhân công tiêu tốn món tiền khổng lồ đều tạo không ra dạng này ốc đảo a. Người nói, chúng ta có phải là bỏ lỡ cái gì rồi? Có người bắt đầu hoài nghi. Trước đó phòng ngự được, kỳ thật đem thiên đại kỳ ngộ chặn lại. Muốn không nên mở ra đi bên ngoài nhìn xem. Càng là có người đề nghị. Không được, vạn nhất gặp nguy hiểm coi như phiền phức. Mà lại cái này trang bị là một thể. Vì đứng vững cơn bão năng lượng xâm nhập, toàn bộ trang bị đều là một thể. Không tồn tại cục bộ vấn đề. Mở ra một góc, chẳng khác nào bao phủ lại chiến ưng quốc tất cả trang bị đều mất đi hiệu lực. Chấm. Cuối cùng ý nghĩ này vẫn là bị bác bỏ. Đồng thời các ngươi nhìn, mặc dù bên ngoài phát sinh biến hóa long trời lở đất. Thế nhưng là có người sao? Có động vật sao, một cái đều không có a. Nói rõ bên ngoài vẫn là nguy hiểm. Có người nói ra một cái đáng sợ vấn đề. Hoàn toàn chính xác. Mặc dù mọi người mắt thấy phía ngoài một hệ liệt biến hóa. Nhất là thảm thực vật phương diện biến hóa. Thế nhưng là người và động vật những cái này một cái đều chưa thấy qua đâu. Hơn nữa nhìn bên ngoài yên tĩnh. Lộ ra quỷ dị. Cứ như vậy, mọi người càng không dám đi ra ngoài. Chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. Về phần cụ thể bên ngoài, bọn hắn vẫn là cần chờ một chút nhìn. Thượng đế chi não nhìn xem biến hóa ở bên ngoài cũng là mộng. Từ chư thần phòng thí nghiệm suy nghĩ đến xem, đây là phá hủy thế giới này a. Làm sao lại xuất hiện cải tạo tình huống? Đây là vì cái gì? Không nghĩ ra. Toàn thế giới nhân họa đắc phúc tưởng gặp nạn mà hóa ra gặp may rồi. Một bên khác, đại hạ an toàn đảo bên trong. Cuối cùng là khôi phục thời gian chờ khái niệm. Chẳng qua đối với ngoại giới phát sinh biến hóa. Bọn hắn vẫn là hoàn toàn không biết gì. Dù sao an toàn đảo đều là phong kín. Vẫn là chờ một chút đi, chờ tiếp qua 10 ngày nhìn xem. Đại hạ phương diện vẫn là lựa chọn tiếp tục chờ đợi. Thời gian chậm rãi trôi qua. Trên bầu trời cột sáng chậm rãi yếu đi chờ tối. Toàn thế giới năng lượng thoáng yếu đi, nhưng một mực đang quanh quẩn. Chẳng qua các phương diện dị thường ngược lại là dần dần đều không có. Thời gian một cái nháy mắt. 10 ngày đi qua.
Cái này thời gian 10 ngày cũng là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Kia từng đạo cột sáng toàn bộ biến mất. Thiên không khôi phục lại trời xanh mây trắng thông thường bộ dáng. Chẳng qua hoàn cảnh tốt hơn trăm lần cũng không chỉ. Hết thảy giống như là tẩy qua đồng dạng. Dần dần những cái kia dị thường hiện tượng toàn bộ biến mất, từ trường cũng ổn định lại. Nhất là tự nhiên tình huống càng là biến mất. Năng lượng cũng hướng tới trạng thái thăng bằng, trải rộng ở thế giới mỗi một cái góc. Tư dưỡng vạn vật sinh trưởng. Trước đó là sa mạc đổi xanh châu. Này 10 ngày về sau. Càng phát rậm rạp cùng rộng lớn. Hoa cỏ cây cối những cái này vô luận số lượng vẫn là cái đầu phồn thịnh trình độ lần nữa tăng vọt. Tăng thêm linh khí quanh quẩn, hư vô mờ mịt. Thật cùng mọi người trong tưởng tượng tiên cảnh đồng dạng. Đây là một cái thế giới hoàn toàn mới. Ai cũng không biết sẽ là kết quả này. Tuyệt không phá hủy đi nhân loại văn minh, ngược lại là cải tạo. Này 10 ngày bên trong. Ngân Hà hộ vệ liên minh một mực đang quan sát biến hóa ở bên ngoài. Nhất là từ vừa mới bắt đầu dụng cụ mất linh hỗn loạn, đến bây giờ có thể kiểm tra đo lường. Bọn hắn chẳng khác gì là nắm chắc tất cả biến hóa. Ngay từ đầu cảm thấy bên ngoài nhìn quá an tĩnh quá nguy hiểm. 10 ngày đi qua, không có tình huống xuất hiện. Thế nhưng là chiến ưng quốc vẫn là không dám ra ngoài. Dù sao bên ngoài tình huống như thế nào vẫn là không rõ ràng. Mà lại nếu ra ngoài điều tra lời nói, bao phủ toàn bộ chiến ưng quốc trang bị đều phải đóng lại. Bọn hắn vẫn là không dám. Chẳng qua qua nửa ngày về sau. Cục thủ Smith cùng cao tầng Nelson vội vàng chạy đến. Tuyên bố một hạng quyết định trang bị đóng lại. Lại, Ngân Hà hộ vệ liên minh đem tổ chức đội thám hiểm có thể ra ngoài xem xét tình huống. Bởi vì nhóm này cao tầng là đạt được người chủ sử sau màn lời hứa, mới dám làm như vậy. Rất nhanh. Đội thám hiểm tổ kiến. Hắc ưng đặc công tự mình dẫn đội, ngay cả thượng đế chi não cũng bị thu xếp ở trong đó. Ầm ầm. Tại mọi người lo lắng bất an tình huống dưới, nương theo lấy long trời lở đất động tĩnh, trang bị đóng kín. Bao phủ chiến ưng quốc trong suốt vòng bảo hộ trong khoảnh khắc biến mất. Oanh. Trong chớp nhoáng này. Phảng phất trên trời hạ xuống trời hạn gặp mưa. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy một trận ướt át trời hạn gặp mưa rơi xuống. Đem thể xác tinh thần đều thẩm thấu. Giờ khắc này, mọi người cảm thấy toàn thân lỗ chân lông thư giãn, vô số khí đục tạp chất đều bài trừ bên ngoài cơ thể, vô hình trời hạn gặp mưa đem thân thể gột rửa thanh tẩy một lần. Một dòng nước ấm từ toàn thân trải rộng toàn thân, đem người khí quan mạch máu gân mạch toàn bộ cải tạo một lần. Thân thể truyền ra lốp bốp bạo động âm thanh đến. Mỗi người chỉ cảm thấy giành lấy cuộc sống mới, toàn thân trên dưới tràn ngập lực lượng. Vô luận là người bình thường vẫn là võ giả siêu năng giả thân thể đều bị gột rửa tăng lên. Mà lại đều là tăng lên trên diện rộng. So trước đó đỉnh cấp phòng thí nghiệm dược tề đều dùng tốt. Liền cái này một hồi. Tất cả mọi người cảm thấy bất luận cái gì ám tật cùng trọng đại tật bệnh đều quét sạch sành xanh. Thể chất càng là đạt được nghịch thiên thay đổi. Tất cả mọi người bị chấn động ở. Thật đáng sợ. Bây giờ thế giới hoàn cảnh quá tốt. Dù là liền tùy tiện như vậy hô hấp một chút. Liền như là ăn linh đan rượu dược đồng dạng. Có thần kỳ công hiệu. Chớ đừng nói chi là thời gian dài tại loại hoàn cảnh này bên trong gột rửa. Vậy sẽ sinh ra không cách nào tưởng tượng kỳ hiệu. Không nói những cái khác, chính là ở trong môi trường này đi ngủ. Tiếp nhận linh khí gột rửa, đều có thể tạo thành cao thủ một đời. Có thể nói như vậy. Loại hoàn cảnh này thời gian dài cải tạo dưới, có thể khiến người ta thể chất huyết mạch đạt tới trạng thái tốt nhất. Rất nhiều phòng thí nghiệm khả năng nghiên cứu chế tạo ra siêu cấp nhân loại, tiêu tốn món tiền khổng lồ đều không có hiện tại quang tiếp nhận hoàn cảnh tẩy lễ hiệu quả tốt. Cái này ngay tại lúc này thế giới hoàn cảnh sao? Đây cũng quá tốt đi, quá khiến người ngoài ý. Trời ạ, ta cảm giác chính mình cũng phải bay lên. Toàn thân có dùng không hết lực lượng. Chấm. Đám người bị hoàn cảnh gột rửa về sau, từng cái hưng phấn ngửa mặt lên trời hò hét. Lại nhìn xung quanh hoàn cảnh cũng thay đổi tốt hơn nhiều. Mặc dù không có bên ngoài sa mạc đổi xanh châu khoa trương như vậy. Thế nhưng là chiến ưng quốc thổ địa vừa mới tiếp nhận tẩy lễ về sau, thảm thực vật lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên tùm vô cùng. Một chút hạt giống lập tức nảy mầm, sinh hóa kết quả. Mặc dù cùng bên ngoài không có cách nào biến. Nhưng đây cũng là mắt trần có thể thấy biến hóa. Trước kia nơi nào thấy qua cái này. Ta minh bạch. Siêu cấp linh mạch năng lượng bị triệt để kích phát về sau,
hiện tại trải rộng toàn thế giới mỗi một góc, tại tư dưỡng toàn bộ thế giới. So trước kia hoàn cảnh tốt bên trên hàng ngàn hàng vạn lần cũng không chỉ. Dựa theo Đông Phương thuyết pháp, chính là linh khí mờ mịt. Chúng ta kỳ thật hô hấp đến đều là độ tinh khiết siêu cấp cao linh khí, một ngụm nhỏ đủ để thay đổi nhân thể. Bách bệnh quét dọn, đạt tới trạng thái tốt nhất. Có người giải thích nói. Đây chẳng phải là nói chúng ta có thể lợi dụng những linh khí này rồi. Hiện tại toàn thế giới linh khí trải rộng, khắp nơi đều là. Chúng ta tùy tiện nhắc tới lấy. Cục thủ Smith lập tức nghĩ tới là điểm này. Đương nhiên có thể, mạnh như vậy năng lượng tài nguyên tùy tiện nhắc tới lấy, tùy tiện dùng. Vũ khí các phương diện đều có thể vận dụng a. Cái này so với lúc trước đá mặt trời bên trong năng lượng ẩn chứa không biết mạnh hơn bao nhiêu đến. Chiếu lời của chúng ta đến nói chính là siêu cấp nguồn năng lượng mới. Một khi vận dụng linh khí về sau, chúng ta trước kia năng lượng tài nguyên có thể toàn bộ vứt bỏ. Cái này hoàn toàn là ngàn vạn cấp bậc. Chấm. Thậm chí chúng ta bỏ lỡ linh khí nồng nặc nhất đỉnh phong. Nelson đột nhiên nói. Cục thủ Smith ý thức được cái gì, vô ý thức mà hỏi. Chẳng lẽ ý của ngài là trước khi nói hắc ám biến thành đủ mọi màu sắc, kia từng đạo cột sáng hạ xuống xong? Khi đó không nói là đỉnh phong nhất thời điểm, hẳn là kỳ ngộ lớn nhất thời điểm. Kia từng đạo cột sáng hẳn là ẩn chứa linh khí nồng nặc nhất. Những cái kia cột sáng kỳ thật chân chính hình thái không phải như thế, chỉ là chúng ta nhìn thấy chính là như thế. Kỳ thật bọn chúng cũng đều là linh khí. Ta hoài nghi những cái này cột sáng trực tiếp đối vạn vật tiến hành phóng xạ. Phàm là bị cột sáng phóng xạ đến, hẳn là sinh ra biến dị. Cho nên chúng ta đội thám hiểm muốn cẩn thận một chút. Khả năng ngoại giới người hoặc là động vật, thậm chí thực vật đều bị cột sáng phóng xạ biến dị. Vạn vật đều có thể biến dị, đều có thể tồn tại công kích. Chấm. Chiến ưng quốc vẫn là siêu cấp lợi hại. Đại khái phân tích ra hạo kiếp sau hết thảy vấn đề. Đối siêu cấp linh mạch bên trong năng lượng trải rộng toàn thế giới phân tích càng là chính xác. Bọn hắn hiện tại cảm thấy chiến ưng quốc bỏ lỡ một cái thiên đại kỳ ngộ. Nếu như tiếp nhận những cái kia cột sáng phóng xạ, khả năng mỗi người biến hóa so hiện tại phải lớn gấp mấy trăm lần, thậm chí không thôi. Thậm chí đem chiến ưng quốc bảo vệ, là một sai lầm. Bỏ lỡ một cái thiên đại kỳ ngộ. Làm đội thám hiểm vừa rời đi chiến ưng quốc cảnh bên trong. Đi vào bên ngoài. Cảm giác hoàn cảnh quá tốt. Chiến ưng việc lớn quốc gia vừa tiếp nhận tẩy lễ. Cùng bên ngoài đã tiên cảnh một loại hoàn cảnh vô pháp so sánh. Ở bên ngoài, đi đường hô hấp đây đều là hưởng thụ. Nhưng càng như vậy, mọi người thì càng khẩn trương. Loại xinh đẹp này bề ngoài hạ ẩn tàng thường thường là nguy hiểm nhất. Tiểu nhị, khả năng ngươi mang cho thế giới này thiên đại kỳ ngộ. Mà không phải phá hủy. Có người nhìn xem thế giới bên ngoài, đối thượng đế chi não nói. Nghe nói như thế. Thượng đế chi não trong lòng dễ chịu một điểm. Kỳ ngộ đó cũng là vô số diệt vong đổi lấy. Đây là hậu kỳ mới mang tới kỳ ngộ. Ngay từ đầu chính là phá hủy. Hắc ưng đặc công thản nhiên nói. Hiện tại chúng ta đi đâu? Rời đi về sau. Gấu bắc cực đặc công hỏi. Cái này cũng là mọi người quan tâm vấn đề. Hắc ưng đặc công còn chưa lên tiếng. Thượng đế chi não liền mở miệng nói. Ta muốn đi nam cực nhìn xem. Nhìn xem Diệp Quân Lâm tiên sinh có phải là còn sống. Không có khả năng, Diệp Quân Lâm không có khả năng còn sống. Hắn nhưng là một người tiếp nhận cơn bão năng lượng trung tâm xung kích. Hắc ưng đặc công nói. Chẳng qua hắn chuyển đề tài nói, ngươi có thể mang mấy người đi xem một chút. Tốt. Cuối cùng, Thượng đế chi não cưỡi một khung phi hành khí tiến về Nam cực phương hướng. Rốt cục lại chờ 10 ngày về sau. Dấu ở an toàn đảo bên trong đại hạ cũng kìm nén không được. Theo năng lượng từ trường các loại phương diện hướng tới ổn định về sau, bọn hắn dụng cụ đo lường cũng khôi phục bình thường. An toàn đảo một phần nhỏ phạm vi bên trong tình huống đều có thể bắt được. Bên ngoài hoàn cảnh biến hóa làm cho tất cả mọi người kinh ngạc không thôi. Hoàn cảnh bề ngoài hoàn toàn đại biến dạng. Từng cây đại thụ giờ phút này cảm giác cao vút trong mây, phảng phất sinh trưởng ngàn vạn năm đồng dạng. Một đóa tiểu hoa lớn lên so đầu người đều lớn. Hoàn cảnh đủ loại kiểu dáng biến hóa, để đại hạ tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Bọn hắn không hề giống là chiến ưng quốc như thế, mỗi ngày thời thời khắc khắc đều có thể quan sát được biến hóa ở bên ngoài. Bọn hắn là trực tiếp cách đem gần một tháng, mới quan sát được bên ngoài. Đây mới là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thiên đường cùng địa ngục chênh lệch để người đều sắp điên.
nhìn xem từng cái trạm giám sát gửi tới bên ngoài hoàn cảnh hình ảnh, đại hạ đám người nhao nhao đổ rút khí lạnh. Cái này cũng quá khó mà tin nổi. Bên ngoài đến cùng làm sao rồi? Đây là tại thế giới cũ sao? Làm sao một cái nháy mắt, gia viên không có rồi? Giật mình. Rất là giật mình. Tranh thủ thời gian kiểm tra đo lường hạ bên ngoài có hay không nguy hiểm. Ví dụ như đại khí hoàn cảnh bên trong có hay không độc tố phóng xạ loại hình. Phải chăng với thân thể người có hại? Dựa theo lệ cũ đến nói, một loại này hạo kiếp qua đi, nương theo lấy đều là một hệ liệt phóng xạ xương độc xuất hiện. Đừng nhìn hiện tại hoàn cảnh cỡ nào quang vinh xinh đẹp, trên thực tế tất cả đều là ẩn giấu đi cực hạn nguy hiểm. Đúng, chỉ có kiểm tra đo lường ra phía ngoài không có nguy hiểm, chúng ta mới dám ra ngoài. Chấm. Đại hạ hiện tại vẫn là không dám tùy tiện xuất kích. Chờ kiểm tra đo lường phía ngoài hoàn cảnh sau này hãy nói. Sau đó không lâu, kiểm tra đo lường kết quả ra tới. Bên ngoài hoàn cảnh trừ có siêu cường năng lượng bên ngoài, tuyệt không có cái khác nguy hại vật chất hoặc là tình huống khác xuất hiện. Dựa theo chúng ta có quan hệ nhân viên phân tích, dẫn đến hoàn cảnh đại biến dạng chính là bởi vì siêu cấp linh mạch bộc phát về sau, còn sót lại linh khí trải rộng ở thế giới mỗi một góc, cải tạo tầm bổ hoàn cảnh, từ đó để hoàn cảnh đại biến dạng. Lúc này trọng yếu nhất kết quả phân tích ra tới. Tiêu Liệt Quân hiểu ý, không khỏi nói, nói cách khác bên ngoài bây giờ hoàn cảnh bên trong tràn ngập tất cả đều là linh khí. Tùy tiện hô hấp một hơi đều là linh khí, là chúng ta lý giải bên trong truyền thuyết thời kỳ viễn cổ những cường giả kia cần linh khí. Đúng, căn cứ kiểm tra đo lường kết quả đến nói hiện tại hoàn cảnh với thân thể người không những không có hại, ngược lại đại hữu ích. Tùy tiện hút một luồng linh khí, đều có thể cải tạo thân thể. Có cái này kiểm tra đo lường kết quả. Đại hạ bên này lập tức tổ chức đội ngũ, mở ra từng cái an toàn đảo về sau, ra ngoài tự mình dò xét phía ngoài hoàn cảnh. Dù sao dụng cụ vẫn là băng lãnh, cũng không phải là hết thảy đều có thể dò xét ra đến. Gần như 500 cái an toàn đảo đều tổ chức thám hiểm đội ngũ. Tại đội thám hiểm ngũ từng điều tra sau, mọi người mới có thể đều ra ngoài. Ầm ầm, rất nhanh, an toàn đảo đều bị mở ra. Từng nhánh đội thám hiểm ngũ rời đi. Mạnh nhất một chi đội thám hiểm ngũ từ Thiên Sách Thần Soái bọn hắn dẫn đầu. Đi vào bên ngoài về sau. Hoàn cảnh đại biến dạng. Phảng phất đưa thân vào tiên cảnh bên trong. Vẻn vẹn hô hấp một hơi liền gột rửa toàn thân. Bọn hắn cũng xuất hiện cùng Chiến Ưng Quốc đám người đồng dạng biến hóa. Đám người từng cái hưng phấn không thôi. Chẳng qua bọn hắn kiềm chế lại hưng phấn, tiếp tục tiến lên. Tại tầng tầng thâm lâm bên trong xuyên qua. Không biết vì sao, mọi người nhìn chung quanh thực vật đều có chút sợ hãi. Từng cái thực vật thúy diễm ướt át, giống như vật sống. Kia từng cái so đầu lớn đóa hoa, phảng phất một giây sau liền phải mở ra miệng to như chậu máu đem đầu người nuốt vào đi đồng dạng. Đây chính là linh khí phóng xạ nguyên nhân. Đủ để thay đổi hết thảy. Mọi người cẩn thận một chút, có chút cổ quái, quá an tĩnh. Thiên Sách Thần Soái nhắc nhở. Tất cả mọi người nhìn chòng chọc vào hoàn cảnh chung quanh. Ngao! Đột nhiên hét dài một tiếng truyền đến. Một tiếng này lực xuyên thấu siêu cấp cường đại, bay thẳng thiên khung. Ầm ầm! Càng có đáng sợ sóng âm xung kích đi vào. Phốc! Phốc! Chấm! Tại chỗ có không ít cường giả trực tiếp bị chấn động đến miệng phun máu tươi, phần lớn người đều là sắc mặt đau khổ. Chỉ có Thiên Sách Thần Soái loại này cấp bậc, mới có thể bình yên vô sự. Hù đến! Tất cả mọi người bị hù dọa. Không được, đây cũng là mãnh thú loại hình. Nhưng mà cái gì dạng mãnh thú một cuống họng có cái này uy lực. Thiên Sách Thần Soái sắc mặt biến. Đều cẩn thận một chút. Nhắc nhở tất cả mọi người cẩn thận một chút. Mà hắn tâm cũng đi theo chìm đến đáy cốc. Lúc đầu lần này ra ngoài, một phương diện tựa như vì cha rõ ràng phía ngoài hoàn cảnh. Một mặt là muốn biết nhi tử cùng Diệp Quân Lâm bọn người phải chăng còn sống. Thế nhưng là vừa mới cái này đột nhiên một tiếng giống, để tâm hắn đều lạnh. Cái này nói rõ hiện tại thế giới rất là khác biệt, khắp nơi tràn ngập hung hiểm. Như vậy Diệp Quân Lâm mấy người dù là từ bên trong cơn bão năng lượng còn sống sót, ở cái thế giới này sống sót xác suất cũng là tương đương với thấp. Chỉ là vừa rồi cái này hung thú vừa hô, hắn liền có thể đoán được. Phía trước 80 cây số kiểm tra đo lường đến mãnh liệt năng lượng phóng xạ. Theo khoảng cách tiếp cận, càng ngày càng mãnh liệt. Cũng là vừa mới sóng âm truyền đến đầu nguồn vị trí. Đội thám hiểm ngũ,
rất nhanh kiểm tra đo lường đến thanh âm truyền đến vị trí. Lại có mãnh liệt năng lượng phóng xạ cùng chấn động. Mọi người cẩn thận một chút, góp đi lên xem một chút. Lần này, mọi người đổi cưỡi phi hành khí. Hướng phía trước 80 cây số vị trí chậm rãi tới gần mà đi. Không lâu sau đó, bọn hắn đã tới âm thanh nguyên vị trí bên trên không. Tích tích tích. Dụng cụ phát ra dồn dập tiếng còi cảnh sát. Phía dưới năng lượng phóng xạ đã đạt tới phá trần trị số. Muốn vượt qua dụng cụ phạm vi chịu đựng. So với lúc trước Leviathan đeo trên người năng lượng đều mạnh hơn quá nhiều. T. Khi thấy phía dưới cụ thể hung thú thời điểm, tất cả mọi người hít sâu một hơi. Bởi vì dẫn vào tầm mắt chính là một con hổ. Nhưng con cọp này hình thể quá lớn. Như núi lớn. So mọi người trong ấn tượng lão hổ lớn chí ít gấp 5-6 lần. Hình thể kỳ thật không có hù đến mọi người bao nhiêu. Dù sao được chứng kiến Leviathan gia cường phiên bản. Mấu chốt là con cọp này thân thể có một tầng vầng sáng nhàn nhạt, giống như dòng điện tại toàn thân chạy khắp. Kia là siêu cấp mạnh năng lượng phóng xạ. Là trước đó vài ngày, từ không trung hạ xuống cột sáng đối hung thú tẩy lễ, để bọn chúng thân thể biến dị, linh trí biến dị, thu hoạch được năng lượng cường đại. Ầm ầm. Làm quan sát được giữa không trung có từng chiếc phi hành khí, cái này hung thú trên thân tụ tập năng lượng lập tức oanh kích. Cẩn thận. Đám người lập tức bắt đầu kinh hô lên. Có thể tránh né tránh thoát khỏi đi. Tránh né không được trực tiếp bị đánh nát. Tạo thành thương vong. Còn có phi hành hơi thấp, cái này biến dị sau lão hổ đột nhiên vọt lên, trực tiếp đem phi hành khí bắt lấy. Răng rắc. Tại mọi người trong tầm mắt xé vỡ thành hai mảnh. Phải biết cái này phi hành khí vật liệu thế nhưng là đại hạ cấp cao nhất A, bị tùy tiện xem như trang giấy xé rách. Rút lui, rút lui. Mọi người bắt đầu chạy trốn tứ phía. Đại hạ cái khác các chi đội thám hiểm ngũ đều nhao nhao gặp không sai biệt lắm tình huống. Đều gặp được biến dị loại hung thú này. Thậm chí có chút thực vật biến dị về sau, cũng biến thành cuồng bạo vô cùng. Không đơn giản đại hạ bên này như thế. Giống ngân hà hộ vệ liên minh đội thám hiểm cũng giống như vậy. Gặp phải rất nhiều loại tình huống này. Cũng kiến thức rất nhiều hung thú biến dị. Nhất là hắc ưng đặc công tổ này. Càng là gặp được một đầu siêu cấp mãng xà. Tại gặp phải cột sáng năng lượng phóng xạ về sau, biến dị thành cùng loại với giao long một loại tồn tại. Quả thực quét ngang hết thảy. Chẳng qua tưởng tượng cũng thế, tùy tiện hô hấp một hơi đều có thể đem thân thể người cải tạo. Huống chi trải qua cột sáng phóng xạ tẩy lễ đâu. Chẳng qua để hắc ưng đặc công cùng tất cả đội thám hiểm nghi ngờ một điểm là người đâu. Làm sao không gặp được nhân loại? Chẳng lẽ toàn bộ biến mất? Tiêu tốn lớn nửa ngày thời gian. Mọi người đã thấy thế giới này đại khái biến hóa. Từng cái biến dị hung thú những cái này đều nhìn thấy. Cái thế giới mới này quả nhiên khắp nơi tràn ngập nguy hiểm. Chẳng qua thật không thấy người. Trong lúc nhất thời để tất cả mọi người hoài nghi nhân loại có phải là không có có thể gánh vác trường hạo kiếp này. Cuối cùng toàn bộ biến mất. Các lớn đội thám hiểm chỉ có thể tiếp tục thâm nhập sâu. Đi vào chiến ưng quốc sát phách mèo rừng quốc trung tâm thành thị. Tích tích tích. Bỗng nhiên, hắc ưng đặc công dẫn đầu đội thám hiểm mấy tiểu tổ, đều phát ra mãnh liệt tiếng cảnh báo tới. Đây là năng lượng phóng xạ cảnh báo. Vừa mới là gặp được biến dị sau hung thú mới có thể phát ra. Nhưng bây giờ đội thám hiểm dụng cụ trên màn hình khắp nơi đều có điểm đỏ đang lóe lên, lít nha lít nhít, cảm giác được có hàng ngàn hàng vạn. Mỗi cái tiểu tổ dụng cụ đều là như thế. Lại đại biểu mỗi cái điểm đỏ vị trí đều có thể lượng phá trần. Không so với lúc trước chút biến dị hung thú yếu. Thậm chí càng mạnh. Cẩn thận, chúng ta khả năng gặp được phiền phức. Hắc ưng đặc công nhắc nhở. Toàn bộ tiến vào trạng thái chiến đấu. Phía trước gặp gỡ những hung thú kia, tất cả mọi người bị thua thiệt không nhỏ. Hiện tại cái này khắp nơi đều là, khó tránh khỏi để người e ngại. Người, chúng ta nhìn thấy người. Bỗng nhiên lưỡi đao đặc công hô lớn. Quả nhiên tại phía trước mọi người thấy từng đạo nhân loại thân ảnh. Có thể dựa theo dụng cụ kiểm tra đo lường, từng cái năng lượng phá trần, tản mát ra khủng bố tuyệt luân lực lượng tới. Mỗi người phảng phất sao trời. Tia sáng bắn ra bốn phía. Năng lượng vô song. Mà những cái kia kiểm tra đo lường đến chấm đỏ chính là bọn hắn. Hắc ưng đặc công bọn hắn khiếp sợ không thôi. Nhân loại vẫn tồn tại. Quả nhiên như là động vật thực vật đồng dạng, tại hấp thu siêu cấp linh mạch linh khí về sau, từng cái phát sinh bay vọt về chất. Hoàn cảnh bây giờ,
vẻn vẹn hô hấp một hơi liền trở nên siêu cấp vô địch. Mà những người này thì là từ đầu tới đuôi trải qua cơn bão năng lượng xâm nhập, lại trải qua kia từng đạo cột sáng phóng xạ. Bọn hắn thể chất chẳng những bị gột rửa, thậm chí có thể nói là bị cải tạo. Huyết mạch, ngũ tạng lục phủ, thể chất các phương diện đều bị thay đổi đến cực hạn. Có thể nói cùng trước đó hoàn toàn không giống. Dù là bây giờ một sợi tóc đều ẩn chứa cực hạn năng lượng. Chớ đừng nói chi là địa phương khác. Mọi người từ nhân loại bình thường, đã biến thành một cái siêu cấp chủng tộc mạnh mẽ. So trước đó chủ thần ti kia 18 vị thần chủng tộc còn phải cường đại hơn nhiều. So số 76 cấm địa chủng tộc không biết cường đại đi nơi nào. Dù sao siêu cấp linh mạch bạo về sau linh khí quá khủng bố. Có thể để cho thế giới này hoàn cảnh đều đại biến dạng. Chớ đừng nói chi là nhân loại động vật. Trải qua linh khí tẩm bổ tẩy lễ về sau, từng cái trở nên vô cùng cường đại. Bọn hắn cường đại đến bạo tạc. Giống như thiên thần giáng lâm. Trước đó từng cái tự xưng thần, chỉ là chủng tộc mạnh mẽ thôi. Nhưng bây giờ những người này thật đúng là có thể gọi là thần. Bởi vì quá mạnh, mà lại đột nhiên lên linh khí tẩy lễ, liền như là thượng thiên ban ân. Đây không phải thiên thần là cái gì. Liền hạ mặt hướng liền lựa đi ra một vị, đều không phải hắc ưng đặc công bọn hắn có thể ứng phó. Chẳng qua phía dưới đám người cũng là có mạnh có yếu. Đương nhiên đây là yếu là tương đối. Bọn hắn chỉ là biến dị, có được năng lượng cường đại. Chẳng qua không có công pháp hoặc là tương ứng phương pháp, đem thân thể năng lượng vận dụng ra tới. Chẳng qua có ít người, bản thân liền có được công pháp hoặc là phương pháp kỹ xảo. Có thể đem trong thân thể tiềm lực năng lượng toàn bộ vận dụng ra tới, có được hủy thiên diệt địa bản lĩnh. Rất nhanh mèo rừng quốc những người này phát hiện hắc ưng đặc công bọn hắn giấu chân. Chẳng qua cũng không có giống những hung thú kia đồng dạng, ngay lập tức đi công kích. Là chiến ưng quốc. Mèo rừng quốc những cái này tụ tập các cường giả nhận ra đây là chiến ưng quốc phi hành khí. Hắc ưng đặc công hạ lệnh, phi hành khí toàn bộ rơi xuống đất. Chuyện gì xảy ra? Hắc ưng đặc công hỏi thăm tình huống như thế nào? Nhìn ra được, mèo rừng quốc đám người cũng là một mặt mộng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Bọn hắn kỳ thật cũng là chậm rãi tụ tập đến nơi đây. Làm hạo kiếp phát sinh thời điểm, bọn hắn cũng là tìm các loại công sự che chắn tránh né lên. Có chút vận khí kém tại bên trong cơn bão năng lượng biến mất hy sinh. Chẳng qua phần lớn người vẫn là đều sống tiếp được. Lại đằng sau chính là hắc ám biến thành đủ mọi màu sắc thế giới, từng đạo cột sáng rơi xuống. Bọn hắn phát hiện thân thể của mình hết thảy đều thay đổi. Nhất là bị cột sáng bao phủ về sau, thân thể càng là phát sinh biến hóa long trời lở đất. Thân thể các ngươi phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, ta đều có thể lý giải. Thế nhưng là những cái kia mạnh cơn bão năng lượng liền tử thương một phần nhỏ người. Hắc ưng đặc công hiểu rõ đến tình huống về sau, phát hiện không thích hợp địa phương. Mạnh như vậy cơn bão năng lượng vậy mà chỉ tạo thành nhỏ như vậy thương vong. Không khoa học à. Liền lấy mèo rừng quốc đến nói. Cơn bão năng lượng qua đi, khẳng định có may mắn còn sống sót. Ít thì mấy chục trên trăm, nhiều thì hơn ngàn. Mạnh như vậy dị thường cơn bão năng lượng, may mắn còn sống sót mấy ngàn người, kia đã là khá nhiều người. Thế nhưng là tình huống hiện tại là như thế lớn một quốc gia, khả năng liền tử thương mấy ngàn người mà thôi. Hơn ngàn vạn người một chút sự tình đều không có. Còn từng cái thu hoạch được thiên đại kỳ ngộ. Kết quả hoàn toàn là trái lại. Không có khả năng a. Cái này như thế khả năng. Mạnh như vậy siêu cấp cơn bão năng lượng chẳng lẽ không có lực sát thương. Làm sao có thể? Không thể tin được. Bọn hắn thế nhưng là tận mắt thấy cơn bão năng lượng xung kích. Mạnh như vậy trang bị đều kém chút bị phá hủy. Người gặp được làm sao liền không sao. Nhân thể có thể mạnh hơn loại trang bị này. Không có khả năng. Trong này nhất định có ẩn tình. Hắc ưng đặc công bắt đầu truy vấn lúc ấy đám người gặp phải cơn bão năng lượng sau tình huống. Kỳ thật chúng ta công sự che chắn căn bản là vô dụng. Trên cơ bản chính là trực diện trận gió lốc này hạo kiếp. Chẳng qua khi đó chúng ta coi là đều phải chết thời điểm. Chỉ cảm thấy phong bạo xâm nhập thân thể, không có được tổn thương, mà là giống dược tề đồng dạng, gột rửa thân thể. Đám người bắt đầu đem ngay lúc đó gặp phải toàn bộ nói ra. Nguyên lai gặp phải phong bạo về sau, ngược lại tựa như là dòng nước ấm nhập thể, căn bản không có tạo thành tính thực chất tổn thương. Là thượng thiên ban ân. Là thượng thiên kỳ ngộ.
Hắc Ưng Đặc Công mấy người càng kinh ngạc. Chỉ có thể tạm thời tổng kết vì siêu cấp linh mạch bên trong linh khí là nhân thể có thể hấp thu. Bởi vậy mới không có tạo thành nhân loại hủy diệt. Dù sao mọi người gặp phải đều là dạng này. Sinh ra từng cái cường đại kinh khủng tồn tại. Ta mèo rừng quốc hữu thần minh, còn không chỉ một vị. Tụ tập lại mèo rừng quốc cao tầng đột nhiên hét lớn. Thần minh dĩ nhiên không phải trên trời rơi xuống, mà là từ siêu cấp linh mạch phóng xạ ra tới cường giả. Tại mọi người trong quan niệm, đã mạnh đến khiến người giận sôi tình trạng. Mạnh đến cùng trong truyền thuyết thần thoại thần minh đồng dạng. Bởi vậy gọi thần minh. Sau đó, các lớn đội thám hiểm tại từng cái quốc gia đều phát hiện đồng dạng tình huống. Lần hạo kiếp này tuyệt không để bao nhiêu người tử thương, thương vong gần như không đáng kể. Mà phần lớn người đều bị cột sáng phóng xạ sau biến dị. Một cái biến thành không gì sánh kịp cường giả. Gần như mỗi cái quốc gia cùng thế lực đều xuất hiện cường đại như thần minh tồn tại. Cả đám đều tại tuyên bố thần minh xuất hiện. Hiện tại từng cái quốc gia so đều là thần minh số lượng. Dĩ nhiên không phải thần thật minh, mà là đối một loại không cách nào dự đoán thực lực cường giả xưng hô. Dù sao tiếp nhận siêu cấp linh mạch bên trong linh khí tẩy lễ về sau, cường đại đến không cách nào dùng thông thường đi giải thích tồn tại. So trước đó chủ thần ti kia 18 vị không biết phải cường đại tới trình độ nào. Nhân họa đắc phúc tưởng gặp nạn mà hóa ra gặp may. Tất cả quốc gia cùng khu vực đều nhân họa đắc phúc tưởng gặp nạn mà hóa ra gặp may. Nhất là chủ động đối mặt hết thảy, không tìm công sự che chắn, không trốn chiến hùng quốc gia càng là đạt được gần như lớn nhất kỳ ngộ. Xuất hiện thần minh số lượng cũng là nhiều nhất. Đại hạ cũng phát sinh loại tình huống này, tới gần đông đảo cùng tinh quốc cũng đều đồng dạng thu hoạch. Mộng. Đại hạ liên minh cùng ngân hà hộ vệ liên minh đều mộng. Bọn hắn đều trốn đi, kết quả bỏ lỡ một trận thiên đại kỳ ngộ. Nguyên vốn cho là bọn họ là lần hạo kiếp này tiến đến về sau, an toàn nhất. Kết quả ai có thể nghĩ tới là tình huống này. Hạo kiếp biến thành thiên đại kỳ ngộ. Tất cả nhân loại chẳng những không có chết, ngược lại bị linh khí tẩy lễ về sau, từng cái biến thành cường giả. Thậm chí còn xuất hiện thần minh. So trước đó hạo kiếp tiến đến trước chư thần phòng thí nghiệm loại hình đều cường đại đến mức không thể tưởng tượng nổi. Trước đó, đại hạ cùng chiến ưng quốc chi loại chính là toàn thế giới cấp cao nhất tồn tại. Song lần này hạo kiếp sau cách cục đại biến. Tất cả quốc gia cùng thế lực đều mạnh lên. Tập thể đều mạnh lên. Mạnh đến mức không phải một điểm nửa điểm. Đại hạ mạnh như thiên sách thần soái loại này đỉnh cấp cường giả, hiện nay, nếu là ném ở bọn này quốc gia bên trong, chỉ có thể là thế lực thường thường không có gì lạ. Siêu cấp linh mạch bên trong linh khí quá mạnh mẽ, phóng xạ nhân thể về sau, trực tiếp cải tạo thành trí cường giả, tùy tiện liền vượt qua thiên sách thần soái dạng này. Chớ đừng nói chi là thần minh tồn tại. Thiên sách thần soái tại trước mặt bọn hắn, chính là kẻ như run rế. Nói như vậy, nếu là hiện tại Leviathan xuất hiện lần nữa, đám người này sẽ ngao ngao hô hào đi lên, đem bọn nó toàn bộ tay không xé nát, không tốn sức chút nào. Thần minh cấp bậc, khả năng khí thế trên người tùy tiện phát ra, liền đem Leviathan toàn bộ chấn vỡ. Hoặc là tùy tiện nhìn một chút, đôi mắt bên trong liền có đáng sợ tia sáng vỡ nát hết thảy. Siêu cấp linh mạch bạo tạc, dẫn đến linh khí khôi phục, vạn vật đều bị phóng xạ. Nhất là bị cột sáng phóng xạ qua, càng là siêu cấp cường đại, có chút còn thu hoạch được một chút siêu cấp thiên phú. Thần minh chính là như vậy đến. Nhưng tình huống trước mắt là đại hạ liên minh cùng ngân hà hộ vệ liên minh cường giả, đừng bảo là có thể so với thần minh. Chính là người bình thường nhất bầy đều vô pháp so sánh. Bọn hắn chịu qua linh khí phóng xạ, có thể xưng trên thế giới này mạnh nhất chủng tộc. Tuyệt không phải trước đó đại hạ công pháp cùng chiến ưng quốc khoa học kỹ thuật có khả năng bù đắp. Mắt trợn tròn. Triệt để mắt trợn tròn. Vốn là hàng trước nhất siêu cường quốc, lần này linh khí khôi phục về sau, vậy mà thành đếm ngược. Không nói đến chiến ưng quốc phía sau có cái gì đang duy trì, chỉ từ bây giờ chiến ưng quốc thế lực đến nói, tuyệt đối không sánh bằng tại hạo kiếp bên trong những quốc gia này. Dù là trước đó bị chiến ưng quốc một mực áp chế nước láng giềng mèo rừng quốc, một lần quật khởi, có thể đem chiến ưng quốc đè xuống đất ma sát. Vô luận như thế nào, những cái này tránh thoát hạo kiếp quốc gia thế lực trực tiếp trở thành đếm ngược. Nghiêm trọng cùng hiện nay thế giới này tách rời. Nói như vậy, chính là đội thám hiểm phát hiện những cái kia chịu đựng phóng xạ sau biến dị đám hung thú, mèo rừng quốc những quốc gia này người hoàn toàn có thể ứng phó.
lớn không được để thần minh cấp bậc ra tay. Thế nhưng là đại hạ liên minh cùng ngân hà hộ vệ liên minh nếu là gặp phải lời nói, khả năng thật là bất lực. Trong nhân loại có cường giả biến thành thần minh cấp bậc. Như vậy những cái này dã thú ở trong cũng có xác suất xuất hiện so sánh thần minh cấp. Dạng này vừa xuất hiện. Đại hạ khả năng thật là không thể làm gì. Đến lúc đó chỉ có thể từ hướng thế lực khác xin giúp đỡ thần minh cường giả. Chiến ưng quốc không biết người sau lưng sẽ như thế nào, riêng là trước mắt biểu diễn ra khoa học kỹ thuật những cái này, tuyệt đối không đủ để ứng phó. Làm theo từng cái quốc gia thế lực tuyên cáo bình an vô sự, tuyên cáo sinh ra thần minh số lượng. Đại hạ liên minh cùng ngân hà hộ vệ liên minh trực tiếp chết lặng. Chẳng ai ngờ rằng sẽ là loại kết quả này a. Bọn hắn cố gắng như vậy, coi là hơn người một bậc, coi là làm mọi người làm không được. Vốn là ngăn trở tai nạn cùng hạo kiếp. Kết quả đem một trận đầy trời phú quý chặn lại. Mộng, không biết làm sao. Một bên khác, bay về phía nam cực phương hướng thượng đế chi não bọn hắn một đường cũng đại khái hiểu rõ ràng hiện tại thế giới biến hóa. Không đến đến nam cực khu vực, vẫn là cùng địa phương khác không giống. Đây là vẫn như cũ là bóng tối bao trùm, hình thành thiên nhiên sinh mệnh cấm khu. Ta có dự cảm mãnh liệt, Diệp tiên sinh còn sống. Đây là thượng đế chi não dự cảm mãnh liệt. Nếu như nói nam cực vị trí này, cùng địa phương khác đồng dạng, hoàn cảnh cực kỳ tốt. Dù sao nói rõ Diệp Quân Lâm sẽ không còn sống. Nhưng hết lần này tới lần khác cái này khu vực, giờ phút này hoàn cảnh ác liệt đến cực hạn. Kia nói không chừng Diệp Quân Lâm còn sống. Nơi này dù sao cũng là siêu cấp linh mạch phát sinh bộc phát vị trí cụ thể. Bởi vậy bóng tối bao trùm, nương theo lấy mãnh liệt năng lượng phóng xạ cùng dị thường chấn động, vẫn là rất bình thường. Ai cũng biết, siêu cấp linh mạch khẳng định không có hoàn toàn bạo phát đi ra, tuyệt đối có lưu lại. Dù cho một chút lưu lại liền tạo thành sinh mệnh cấm khu một loại tồn tại. Thượng đế chi não xuất hiện một cái ý nghĩ. Không có từ hạo kiếp ở bên trong lấy được kỳ ngộ đại hạ cùng chiến ưng quốc nhóm thế lực, kỳ thật có thể tới nơi này thu hoạch kỳ ngộ. Tích tích tích. Lúc này phi hành khí đã phát ra dị thường tiếng cảnh báo tới. Tiếp cận khu vực này về sau, hết thảy đều muốn mất linh. Chúng ta vẫn là rút đi đi, nơi này quá quỷ dị. Người điều khiển nói. Thượng đế chi não kiên trì nói, đi xuống xem một chút. Yên tâm đi, ta tái thiết kế mấy bộ hệ thống phòng ngự, cam đoan chúng ta có thể còn sống rời đi. Nghe được cái này cam đoan về sau, mọi người lúc này mới một chút xíu chui vào nam cực sông băng bên trong. Cũng chính là bây giờ bóng tối bao trùm địa phương. Tích tích tích, quả nhiên một xâm nhập khu vực này về sau, các loại dị thường xuất hiện. Còi báo động chói tai không ngừng vang lên. Phi hành khí hệ thống toàn bộ hỗn loạn. Ta tự mình đến. Thượng đế chi não tự mình đến điều khiển hệ thống, đồng thời không ngừng tăng cường. Dù là như thế, phi hành khí cũng hướng tới hủy diệt trạng thái. Chẳng qua một đường có kinh sợ nhưng không nguy hiểm tiến vào bóng tối bao trùm bên trong. Đại khái trên tình huống đế chi não quan trắc đến nam cực sông băng đã triệt để bị xé nát, nơi này một bộ phận khu vực là đại hải, một bộ phận khu vực sông băng cùng nước biển toàn bộ bị bốc hơi sạch sẽ, lộ ra lúc đầu địa thế, các loại hang động chờ kỳ lạ hình dạng mặt đất. Mà tại phía trước chỗ rất xa, bọn hắn thình lình quan trắc đến một cái siêu cấp đại thuyền qua. Dù là giờ phút này, vòng xoáy đều đang gây sóng gió bên trong. Vòng xoáy khổng lồ này cũng là siêu cấp linh mạch linh khí chủ yếu phát ra điểm. Có thể nói trước đó siêu cấp linh mạch bạo tạc về sau, có thể số lượng lớn bộ phận đều là từ nơi này trùng kích ra. Vòng xoáy khổng lồ này, khả năng trước đó chính là một cái lỗ nhỏ. Đến bây giờ vị trí, gần như là nam cực diện tích 1/3. Có thể thấy được cuối cùng vỡ ra trình độ khủng bố đến mức nào. Rút lui đi. Những người khác có chút bối rối. Thế nhưng là thượng đế chi não một câu để bọn hắn lòng như cho nguội, rút không được. Chúng ta bị vòng xoáy hút tới. Vòng xoáy quá lớn, mà lại vẫn còn tiếp tục. Đáng sợ hấp lực tuyệt không phải phi hành khí có thể ngăn cản. Dù là thượng đế chi não liên tục gia cố, cũng mảy may vô dụng. Rất nhanh, phi hành khí liền mất đi cân bằng. Tại một trận trời đất quay cuồng bên trong liền bị hút vào vòng xoáy bên trong. Càng đến gần, nhận hấp lực cùng ảnh hưởng cũng liền càng lớn. Tất cả căn bản là không có cách khống chế. Xong. Lần này toàn bộ đều xong. Rơi cái phi cơ hủy người vong hạ tràng. Rất nhanh, phi hành khí liền tới đến vòng xoáy trong miệng trung tâm.
Nơi này tựa như một cái thế giới bên trên loại cỡ lớn nhất quạt, không ngừng đổi thành khí lưu. Đem siêu cấp linh mạch bên trong linh khí còn tại liên tục không ngừng ra bên ngoài chuyển vận. Chẳng qua khiến người nghi ngờ là vì sao sẽ là dạng này. Thật giống như vòng xoáy phía dưới lắp đặt cái gì dụng cụ đồng dạng, tại một chút xíu loại bỏ đổi thành đồng dạng. Không chờ thêm đế chi não tốt bao nhiêu kỳ, phi hành khí trực tiếp bị cuốn vào vòng xoáy bên trong. Giờ phút này, từng đạo hệ thống phòng ngự đều là lọt vào phá hư. Sắp đến phi cơ hủy người vong tình trạng. A! À, tất cả mọi người điên cuồng kêu to. Phi hành khí thân thể đã đang bốc hỏa quang. Đã thiêu đốt. Sẽ phải nổ. Mà lại sức mạnh đáng sợ trực tiếp hút vào vòng xoáy bên trong. Đang lúc tất cả mọi người coi là muốn cho tới khi nào xong thôi, đột nhiên phi hành khí đột nhiên dừng lại. Cảm giác này tựa như là có một đôi tay níu lại. Xong là thật sự có tay níu lại. Sửng sốt. Tất cả mọi người là mặt mũi tràn đầy không thể tin. Bọn hắn thình lình nhìn thấy bên cạnh có một thân ảnh. Trên thân không có quần áo, thân hình hoàn mỹ, tựa như hoàng kim đúc kim loại. Giống như thiên thần. Thấy rõ ràng. Diệp Quân Lâm. Còn sống. Hắn còn sống. Thế nhưng là làm sao có thể? Đây là linh mạch bộc phát điểm trung tâm. Chẳng khác gì là Diệp Quân Lâm rắn rắn chắc chắc, từng chịu đựng siêu cấp linh mạch chỉ ít 70% 8 linh khí xung kích. Đây là không cách nào tưởng tượng sự tình. Linh khí cường đại cỡ nào, nhìn xem bây giờ thế giới liền biết. Thế nhưng là Diệp Quân Lâm một mình tiếp nhận phần lớn linh khí xung kích. Vậy mà không chết. Cái này cũng quá khó mà tin nổi. Nhưng không chờ bọn hắn nhiều kinh hỉ, chỉ cảm thấy phi hành khí lần nữa nhanh chóng hành động. Lại bị Diệp Quân Lâm từ vòng xoáy bên trong mạnh mẽ túm ra tới. Tại một trận đất rung núi chuyển bên trong, tất cả mọi người hôn mê bất tỉnh. Chờ bọn hắn tỉnh lại về sau, phát hiện người đã ở an toàn vị trí. Chỉ là nơi nào còn có Diệp Quân Lâm. Vừa mới chúng ta có phải là làm giấc mộng, ta giống như nhìn thấy Diệp Quân Lâm. Có người xoa đầu nói. Là đang nằm mơ sao? Thượng đế chi não cũng bắt đầu hoài nghi. Hết thảy chân thật như vậy, lại như vậy hư ảo. Chân thực là bởi vì bọn hắn lúc đầu bị cuốn vào vòng xoáy trung tâm, hiện tại chẳng hiểu ra sao sống sót. Nhưng hư ảo chính là Diệp Quân Lâm làm sao có thể còn sống. Không xác định. Tất cả mọi người không xác định. Bao quát thượng đế chi não. Chấm. Diệp Quân Lâm còn sống sao? Đương nhiên còn sống. Bất quá đường sơ siêu cấp linh mạch bộc phát thời điểm, Diệp Quân Lâm lấy sức một mình gắt gao chống lại ở linh khí bộc phát. Ngay từ đầu hắn còn có thể ngang hàng. Nhưng theo linh mạch càng ngày càng kinh khủng bộc phát, vỡ ra lỗ hổng càng lớn. Diệp Quân Lâm cũng liền gánh không được. Tại kiên trì sau 40 phút, cũng không còn cách nào ngăn chặn lại linh mạch bộc phát. Diệp Quân Lâm sụp đổ. Hắn giống như là một mảnh lá cây đồng dạng, vô lực phiêu diêu tại bàng bạc linh khí bên trong. Bị lần lượt rửa sạch. Trên người hắn càng là vỡ ra từng đạo vết thương. Dù là thể chất của hắn cùng thực lực cũng ngăn không được linh khí như vậy xung kích. Hắn sắp bị linh khí xé nát, mình cũng bất lực. Nhưng lại tại cái này thời điểm mấu chốt nhất. Thân thể của hắn giống như đột nhiên bị rót vào lực lượng mới, toàn thân trên dưới bị hoàn toàn kích hoạt. Hắn không còn e ngại linh khí này xung kích, mà là mượn nhờ linh khí xung kích đến rèn luyện thân thể của mình. Cứ như vậy, Diệp Quân Lâm ở vào điểm trung tâm, tiếp nhận linh khí một lần lại một lần xung kích. Tương đương bộc phát ra đi phần lớn linh khí là trước xung kích Diệp Quân Lâm, biến hóa về sau, mới phát tán ra. Chẳng khác gì là mạnh nhất sát phạt một mặt bị Diệp Quân Lâm ngăn lại. Linh khí trải qua thân thể của hắn về sau, mặc dù năng lượng vẫn như cũ bạo tạc, thế nhưng là trở nên có thể bị nhân thể hấp thu. Đây cũng là vì sao linh khí khôi phục về sau, nhân loại không những không có diệt tuyệt, không tử thương mấy người, ngược lại từng cái gặp linh khí phóng xạ tẩy lễ sau trở nên vô cùng cường đại. Thông tục điểm nói kia là Diệp Quân Lâm tại tuyến đầu đã đem siêu cấp linh mạch bên trong linh khí loại bỏ một lần. Lại phát ra linh khí, đã là nhân thể có thể hấp thu. Chính là không có thương tổn, mà là kỳ ngộ. Lúc này mới có thế giới này biến hóa. Tương đương cuối cùng vẫn là Diệp Quân Lâm cứu vớt thế giới này. Nếu như không có hắn đứng ở phía trước, đem linh khí chuyển hóa một lần. Như vậy toàn thế giới đem phá hủy không thể nghi ngờ. Chẳng qua Diệp Quân Lâm chính mình cũng không nghĩ ra, có thể có năng lượng lớn như vậy. Mấu chốt là linh khí bộc phát một khắc này, hắn vốn là muốn chết.
nhưng đột nhiên ở giữa, thân thể lại bị kích hoạt. Cái này không cần nghĩ đều biết, có người đang trợ giúp chính mình. Cái này giúp Diệp Quân Lâm người là ai? Diệp Quân Lâm không cần nghĩ, liền biết đây là tiện nghi của mình sư phụ. Thời khắc mấu chốt xuất hiện. Lại cứu mình một lần. Đồng thời còn thông qua mình cứu vãn thế giới này. Mà Diệp Quân Lâm tại trải qua linh khí rèn luyện về sau, hắn càng cường đại. Cụ thể mạnh cỡ nào? Diệp Quân Lâm cũng không biết. Thế nhưng là so với trước đó, hắn hoàn toàn tăng lên một hai cái cấp độ không thôi. Cụ thể mạnh cỡ nào? Diệp Quân Lâm cũng không biết. Thế nhưng là so với trước đó, hắn hoàn toàn tăng lên một hai cái cấp độ không thôi. Đây là một loại cảm giác hoàn toàn khác biệt. Trước đó Diệp Quân Lâm bản thân cảm giác chính là mạnh, cường đại đến trong cơ thể cảm giác có thể phá hủy sao trời lực lượng. Nhưng hôm nay cảm giác, tựa như trong thân thể chất chứa thiên địa vạn vật, đó là một loại siêu nhiên vật ngoại cảm giác. Phảng phất hết thảy đều là trống rỗng, Diệp Quân Lâm vượt lên trên vạn vật, lấy thượng đế thị giác quan sát hết thảy. Cảm giác này rất kỳ diệu. Thế gian vạn vật chẳng qua Diệp Quân Lâm một chút ở giữa. Đây là chẳng ai ngờ rằng, Diệp Quân Lâm chẳng những còn sống, còn lần nữa cứu vớt thế giới này. Nhất định là sư phụ cứu mình. Vốn cho rằng một khắc này, hắn đều đã chết rồi. Từ Nam Cực rời đi sau, Diệp Quân Lâm liền hướng Đại Hạ tiến đến. Hắn phải biết thân bằng hảo hữu nhóm cùng những đồng bào phải chăng tránh thoát lần này kiếp nạn. Rất nhanh hắn cũng biết thế giới hoàn cảnh biến hóa. Chẳng qua tuyệt không nhiều chấn kinh. Dù sao cái này cùng hắn có quan hệ. Mà hắn trực diện siêu cấp linh mạch trung tâm bộc phát điểm, cái gì chưa thấy qua. Cái này đáng là gì? Chẳng qua sau một khắc, tại ở gần Nam Cực hải vực địa phương. Hắn gặp quái vật khổng lồ. Đây cũng là mãng xà biến dị mà đến, biến dị sau dáng vẻ càng giống là một đầu giao long. Toàn thân trên dưới kết thành lân phiến đang lóe lên vầng sáng nhàn nhạt. Đây chính là nhân loại thần minh tiêu chí. Trên thân có vầng sáng nhàn nhạt. Cái này so Hắc Ưng Đặc Công cùng Thiên Sách Thần Soái bọn hắn gặp phải mạnh hơn nhiều lắm. Mặc dù đều là biến dị, nhưng nơi này tới gần Nam Cực cái này bộc phát điểm, tương ứng linh khí càng dày đặc, kỳ ngộ cũng liền lớn hơn. Bởi vậy nhiều như vậy mãng xà biến dị, nhưng Diệp Quân Lâm gặp phải cái này một con nhất giống giao long. Cũng là cường đại nhất hung thú. Dựa theo các quốc gia hiện tại tiêu chuẩn, đây chính là so sánh thần minh tồn tại. Nó gặp được Diệp Quân Lâm về sau, liền phải mở ra miệng to như chậu máu nuốt vào. Đây là hung thú bản năng phản ứng. Muốn chết. Diệp Quân Lâm hừ lạnh một tiếng. Bước ra một bước, quanh thân sinh ra chấn động. Diệp Quân Lâm tuyệt không thi triển bất kỳ lực lượng nào cùng công pháp. Chỉ là đơn thuần khí tức tán giật ra, liền có sóng chấn động sinh ra. Xuy xuy xuy. Đầu này biến dị mãng xà lại bị sinh ra chấn động, từng khúc xé nát. Diệp Quân Lâm mấy bước bước qua. Đầu này dài đến 100 mét biến dị hung thú vậy mà hóa thành xương máu biến mất. Rung động. Quá rung động. Không biết Diệp Quân Lâm đến trình độ nào, dù sao loại này so sánh thần minh hung thú liền Diệp Quân Lâm khí tức đều không chịu nổi. Nhẹ nhõm đánh giết cấp bậc này biến dị hung thú sau. Phiến khu vực này cho nên biến dị đám hung thú, toàn bộ nằm dạp trên mặt đất, run rẩy đối cúng Diệp Quân Lâm tiến hành cúng bái. Những đám hung thú này biến dị, tương ứng linh trí cũng sẽ biến hóa. Cả đám đều minh bạch Diệp Quân Lâm cường đại cỡ nào. Nơi nào còn dám đi khiêu khích. Từng cái chỉ có thể quỳ trên mặt đất yếu thế. Mà lại đây là huyết mạch áp chế. Đây là đám hung thú trong tiềm thức cảm giác, bọn hắn so với nhân loại càng có thể cảm ứng được khí tức những vật này. Riêng là vừa mới Diệp Quân Lâm khí tức, bọn chúng liền minh bạch người này đến cường đại đến loại tình trạng nào. Ai cũng không dám gây. Diệp Quân Lâm cứ như vậy một đường nghênh ngang đi tới. Phải biết, hoàn cảnh bây giờ. Các đại quốc gia đều sợ vị trí nguy hiểm, biến dị sau hung thú khắp nơi đều là. Ai cũng không dám tùy tiện ra ngoài. Dù là các đại quốc nhân loại đều phóng xạ, đạt được chưa từng có lực lượng. Không ai dám dạng này nghênh ngang. Thậm chí rất nhiều quốc gia đều đem biến dị hung thú lượng lớn tụ tập địa phương liệt vào cấm khu, kiên quyết không thể tiến về. Chẳng qua Diệp Quân Lâm nơi nào quản nhiều như vậy. Ai chặn đường liền làm ai. Cần nuông chiều những cái này dã thú. Cái này cùng nhau đi tới. Diệp Quân Lâm cũng biết toàn thế giới tình huống. Nguyên lai thế giới phát sinh như vậy biến hóa. Mấu chốt là Đại Hạ trốn ở an toàn đảo lại bỏ lỡ thiên đại kỳ ngộ.
Hiện tại cũng lưu truyền một câu đại hạ vô thần minh. Diệp Quân Lâm cười lạnh, ai nói đại hạ vô thần minh. Cái này cùng nhau đi tới, hắn cũng kiến thức rất nhiều. Bởi vì hoàn cảnh biến hóa, dẫn đến vài chỗ hoặc là trở thành vĩnh cửu hắc ám khu vực, hoặc là trở thành vĩnh cửu hỏa diễm bừa bãi tàn phá, băng xương bừa bãi tàn phá địa phương. Nơi này hỏa diễm hoặc là băng xương thế nhưng là linh khí chuyển biến mà đến, cùng mọi người nhận biết không giống. Những địa phương này mới thật sự là cấm khu, khủng bố tuyệt luân. Dù là những cái này trải qua cột sáng phóng xạ sau cường giả, tiến vào nơi này cũng là cửu tử nhất sinh. Những cái kia tự xưng thần minh cũng không thể nói tùy tiện ở đây còn sống. Cứ việc thế giới này hoàn cảnh đều biến tốt, nhưng cũng có địa phương biến thành luyện ngục đồng dạng địa phương. Từng cái còn không biết bên ngoài cụ thể tình huống như thế nào, cũng dám tự xưng thần minh. Chẳng qua là hắn hiện tại chỉ muốn nhìn thấy thân bằng hảo hữu nhóm, không có cái khác hứng thú. Cái gọi là thần minh, cũng chỉ một bàn tay chụp chết mà thôi. Huống chi những cái này thần minh xuất hiện, cũng là bởi vì hắn a. Gián tiếp đến nói, chính là hắn cho. Làm Diệp Quân Lâm trở lại đại hạ thời điểm. Đại hạ các bình phục toàn trong đảo người chờ tất cả, đã toàn bộ ra tới. Mà lại đại hạ đã khôi phục bình thường trật tự. Chẳng qua bởi vì hoàn cảnh biến hóa, rất nhiều khu vực đều bị liệt là cấm khu. Bên trong có cường đại biến dị hung thú vân vân. Đại hạ trước mắt căn bản không có người có thể là lấy đi chống lại những cái này biến dị hung thú. Cho nên chỉ có thể liệt vào cấm khu, dùng các loại phòng hộ thiết trí đem cấm khu bao vây lại, phòng ngừa bên trong hung thú những cái này ra tới. Đối với phần lớn người mà nói, ảnh hưởng không lớn, sinh hoạt như cũ. Nhưng khủng hoảng lại một mực đang. Bây giờ tất cả mọi người minh bạch, đến cùng mất đi cái gì. Bởi vì tránh né, bỏ lỡ dội thiên cơ gặp. Vốn cho rằng những cái kia không có chỗ trốn tránh người, đều muốn lần này trong lúc nguy nan diệt tuyệt. Nhưng ai có thể tưởng đạt được, người ta không chết không nói, còn thu hoạch được thiên đại kỳ ngộ. Đại hạ trực tiếp từ đỉnh trở thành trong cùng nhất tồn tại. Chiến hùng quốc cũng không cần nói. Bọn hắn là toàn thể trực diện hạo kiếp, bởi vậy đạt được trình độ lớn nhất linh khí phóng xạ xung kích. Cũng sinh ra nhiều nhất thần minh cấp cường giả. Chỉnh thể cường giả số lượng cùng cấp độ đều là toàn thế giới nhiều nhất. Dứt bỏ những thứ không nói khác. Chiến hùng quốc chính là đương kim đệ nhất thế giới. Tùy tiện phái ra một cái thần minh, liền đem đại hạ tùy tiện cho diệt. Cái này đại hạ căn bản là không có cách so sánh. Cũng không dám so. Thế nhưng là đại hạ xung quanh đông đảo cũng tại lần này hạo kiếp bên trong được lợi. Bây giờ thực lực hoàn toàn nghiền ép đại hạ mấy lần không chỉ. Viêm long vệ các vị cấp cao trái tim đều đang chảy máu. Ai có thể nghĩ tới là loại tình huống này a? Mình đem một trận thiên đại kỳ ngộ mạnh mẽ ngăn trở. Quái nhân. Nhưng là sự tình này thật không có cách nào trách ai. Thậm chí phải cảm tạ Tu Kiến An toàn đảo Diệp Quân Lâm cùng Lục Hùng bọn người. Dù sao dự tính ban đầu là cứu người. Chỉ là xảy ra ngoài ý muốn. Ai cũng không lạ. Dù là đại hạ những cái kia các đồng minh có lời oán giận cũng không có cách nào. Vô luận như thế nào, đại hạ đều xem như bọn hắn ân nhân cứu mạng. Chỉ có thể trách mình vận khí không tốt. Dù là chiến ưng quốc cũng không có dự liệu được điểm này, thậm chí liền bọn hắn thế lực sau lưng cũng không có dự liệu được điểm này. Siêu cấp linh mạch bộc phát vậy mà không phải hạo kiếp tai nạn, ngược lại là thiên đại kỳ ngộ. Diệp Quân Lâm vội vã đi vào đại hạ về sau. Biết đại hạ toàn bộ người đều còn sống, không có gặp hạo kiếp, mới buông lỏng một hơi. So với từng cái trở thành cường giả tuyệt thế. Đầu tiên phải sống sót. Còn sống mới có cơ hội. Ngươi còn sống, thật sự là quá tốt. Chúng ta cho là ngươi đều. Thiên sách thần soái một đám người nhìn thấy Diệp Quân Lâm, vô cùng kích động. Diệp Quân Lâm thế nhưng là tiến về bộc phát điểm ngăn cản. Có thể còn sống quả thực là kỳ tích. Diệp Quân Lâm còn chưa kịp hỏi thăm Lý Tử Nhiễm Quân Quân tung tích của bọn hắn. Ầm ầm. Lúc này, đông phương không trung truyền đến trận trận tiếng oanh minh. Một thân ảnh đạp không mà đến. Thần minh. Đại hạ tất cả mọi người sắc mặt biến. Quả nhiên đại hạ một yếu về sau, thần minh liền khi dễ đến trên đầu đến. Cứ việc đại hạ không có thần minh, nhưng đó cũng là nghe nói qua. Hiện tại vị này vừa đến, khí tức bao phủ lại toàn bộ khu vực. Giống như là Thái Sơn đặt ở mỗi người trên thân. Khí tức căn bản không kịp thở. Phù phù. Mọi người một cái tiếp một cái quỳ rạp xuống đất.
thực sự là không thể thừa nhận cái này thông thiên uy áp. Nếu là vị này thần minh muốn giết người, chỉ là hắn khí tức trên thân phát ra, phiến khu vực này mấy chục vạn người đem trong khoảnh khắc máu thịt be bét, không có một cái sống sót. Dù sao mạnh hơn nhiều lắm. Hiển nhiên đột nhiên đến thăm vị này thần minh không phải đến giết người, mà là đến giễu võ dương oai. Đương nhiên mục đích chủ yếu là vì tìm tòi hư thực đại hạ là có hay không tránh thoát trận này kỳ ngộ, là có hay không có cường giả sinh ra, nhất là thần minh. Dù sao mọi người vẫn là đối đại hạ kiêng kỵ. Đại hạ đồ chơi cất giấu thần minh, cố ý thả ra tin tức tê liệt đám người. Bởi vậy bọn hắn muốn tìm tòi nghiên cứu rõ ràng, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Ha 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 ha, đại hạ thật sự chính là tránh thoát trận này đầy trời phú quý rồi. Là thật không có thần minh a. Liếc mắt quét tới, tất cả đều là chút gà đất chó sành, trong thân thể gần như không có chút điểm linh khí. Cái này cùng phế vật có khác biệt gì? Mênh mông đại hạ vậy mà luân lạc tới mức này. Hiện tại chỉ cần ta nguyện ý, liền có thể tùy tiện đem đại hạ diệt. Vẻn vẹn một người liền có thể thả ra như thế cuồng vọng lời nói. Nhưng căn bản không có người hoài nghi hắn lời này thật giả. Hắn thật có thể làm được. Đây chính là thần minh a. Tất cả mọi người dừng run rẩy không ngừng. Bao quát thiên sách thần soái cấp bậc này. Gặp được hiện tại loại này thần minh, kém cách xa vạn dặm, cùng sâu kiến không có gì khác biệt. Sợ a? Ai không sợ? Loại này thần minh một cái không vui, rất có thể đem đại hạ từ trên bản đồ xóa đi, đem tất cả mọi người cho giết. Ngươi lại không có biện pháp nào. Vị nào thần minh mở miệng lần nữa, chẳng qua đem các ngươi giết, đem đại hạ từ trên bản đồ xóa đi, kỳ thật một điểm ý tứ đều không có. Thật quá yếu, một chút hứng thú đều không có. Chẳng qua đại hạ yếu như vậy, về sau trên thế giới này rất khó sinh tồn a. Bỗng nhiên, người này đôi mắt bên trong sáng lên, ta ngược lại là nghĩ đến một cái các ngươi có thể sinh tồn biện pháp. Hắn liếc nhìn tất cả mọi người một vòng sau nói. Các ngươi tất cả mọi người làm nô lệ của ta. Trở thành ta người, đời đời kiếp kiếp quỳ rạp xuống ta dưới chân hầu hạ ta. Dạng này các ngươi mới có thể sống lấy. Ta cũng không cần quá nhiều nô lệ, liền cái này khu vực bên trong tất cả mọi người. Lập tức theo ta đi, nếu không ta toàn bộ giết. Vị này đông đảo đến thần minh chỉ định nô lệ ứng cử viên. Ầm ầm, tất cả mọi người muốn nổ. Đầu ông, muốn thành nô lệ rồi. Vẫn là đời đời kiếp kiếp. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người có thể nghĩ đến thê thảm nô lệ hạ tràng. Vận mệnh của bọn hắn không thể so chó hoang tốt hơn chỗ nào. Đem nhận hết các loại khuất nhục. Nhưng mà này còn là tại đại hạ thổ địa bên trên, liền phải mang đi đại hạ nhiều như vậy người đi làm nô lệ. Sỉ nhục. Thiên đại sỉ nhục. Thế nhưng là không có chút nào biện pháp. Đối phương thế nhưng là một tôn thần minh a. Ngươi có thể có biện pháp nào? Người ta một cái không vui vẻ, có thể đem đại hạ toàn diệt. Mọi người có thể phản kháng sao? Thậm chí có thể nói khi hắn nô lệ, đích thật là cái không sai đường sống. Đại hạ hiện tại yếu như vậy. Hiện tại mới là bắt đầu. Sau đó đoán chừng đều muốn thỉnh thoảng đến khi phụ một chút. Đại hạ hạ chàng sẽ rất thảm rất thảm. Bọn hắn hiện tại làm nô lệ, tối thiểu còn có thể giữ được tính mạng. Thế nhưng là tiếp xuống thê thảm gặp phải bắt đầu. Đại hạ có thể có mấy người có thể trước sau vẹn toàn. Làm nô lệ ngược lại là tốt nhất đường ra. Mọi người đã có thể tưởng tượng. Sau đó, đại hạ người đem là nhất ti tiện đám người. Nô lệ, khổ lực cùng tất cả tầng dưới chót đều là đại hạ người. Nhận đi, không nhận nhất định phải chết. Mọi người thở dài một hơi. Đi thôi, nô lệ của ta nhóm, toàn bộ đều đi cho ta. Đông đảo thần minh quát lớn. Một tiếng này như là thiên lôi cuồn cuộn, có thể đem tất cả mọi người đánh nát. Tất cả mọi người cảm nhận được đến từ ở sâu trong nội tâm sợ hãi. Cái này phảng phất là thần ý, không người dám làm trái. Liền phản kháng ý nghĩ đều không có. Ha ha ha, trong đó còn có đã từng cá lớn a. Thiên sách phủ thủ lĩnh thiên sách thần soái. Chẳng qua ngươi bây giờ cùng bọn hắn khác nhau ở chỗ nào. Đều là sâu kiến, ha ha ha. Chấm. Bỗng nhiên vị này đông đảo thần minh phát hiện trong đám người thiên sách thần soái bọn người. Thanh âm của hắn lập tức hưng phấn lên. Không đến một tháng trước, thiên sách thần soái vẫn là cái tinh cầu này cường giả đỉnh cao, vô số trong lòng người ác mộng. Nhưng là bây giờ cùng sâu kiến không có gì khác biệt, đều muốn trở thành nô lệ. Cảnh còn người mất, vốn là tay nhưng hái ngôi sao tồn tại,
bây giờ lại là tại vũng bùn bên trong lăn lộn. Để người không được thổn thức. Rất tốt, về sau ngươi chính là ta chó giữ nhà. Ta cho ngươi buộc một đầu dây chuyền vàng, đây là ngươi chuyên môn. Đông đảo vị này thần minh thậm chí muốn đem thiên sách thần soái xem như mình chuyên môn nô lệ. Ngẫm lại đều cảm thấy kích động, khoái cảm 10 phần. Các ngươi cũng đều thất thần làm gì? Đi a, cùng ta trở về, đừng ép ta đại khai sát giới. Đông đảo thần minh uy thế lăng không đè xuống, tất cả mọi người vô ý thức tụ tập tại cùng rời đi. Bọn hắn tất cả mọi người phảng phất bị một cái bàn tay vô hình đẩy đi. Căn bản là không có cách trưởng khống thân thể của mình. Muốn phản kháng, thế nhưng là không có cách nào. Còn nữa nói, ai không sợ chết a? Làm nô lệ còn có cơ hội, chết liền một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. A, thiên sách thần soái bọn hắn tự nhiên không muốn làm nô lệ, từng cái liều chết dẫy dụa vật lộn. Thế nhưng là căn bản vô dụng. Liền thân thể của mình không cách nào trưởng khống, chớ đừng nói chi là cái khác. Lực lượng vô hình thao túng bọn hắn quỳ xuống, đồng thời không ngừng bò. Trên mặt đất lít nha lít nhít đám người toàn bộ quỳ dạp xuống đất, một chút xíu bò. Bỗng nhiên giữa không trung đông đảo thần minh kinh ngạc phát hiện, cái này nhiều người ở trong lại có không bị khống chế. Đây là có chuyện gì? Không có khả năng a. Sâu kiến làm sao không nhận mình khống chế? Liền thiên sách thần soái dạng này sâu kiến cũng là tùy tiện bị mình khống chế a. Những người khác làm sao không có khả năng? Đáng sợ hơn chính là hắn hoảng hốt công phu, lại nhìn thời điểm, người kia đã không gặp. Cái này, chấn kinh, đông đảo bắc đạo một lang đều muốn điên. Hắn nhưng là thần minh a. Lại có hắn khống chế không nổi người, còn có thể từ hắn ngay dưới mắt chạy. Cái này sao có thể? Sắp điên. Hắn vội vàng sử xuất tất cả vốn liếng tại phiến khu vực này tìm kiếm biến mất người kia. Hắn hiện tại là thần minh cấp bậc. Ý thức của hắn có thể bao quát khu vực này hết thảy. Bất luận cái gì có dị động hắn đều sẽ biết. Cho dù là một con nhỏ đến nhìn không thấy ruồi trùng kích động cánh đều có thể. Thậm chí hạt giống nảy mầm quá trình hắn có thể rõ ràng. Dù sao đây chính là thần minh đồng dạng tồn tại. Đối với vạn vật cảm giác quá nhạy cảm. Nhưng vì cái gì lớn như vậy một người sống, làm sao liền biến mất không thấy gì nữa rồi. Đang tìm ta sao? Đúng lúc này đợi. Một thanh âm đột ngột vang lên. Bắc đạo một lang trực tiếp bị hù dọa. Cả người hoảng hốt sợ hãi, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Hắn nhưng là thần minh a. Có người biến mất hắn không biết, có người đột nhiên xuất hiện tại phía sau hắn hắn cũng không biết. Hắn nhưng là có được thiên thần thực lực bình thường tồn tại a. Cái này như thế nào khả năng? Còn nữa nói đại hạ vô thần minh a. Ầm ầm. Đột nhiên hắn đụng phải một cỗ khí tức cường đại xuyên vào trong thân thể của hắn. Giờ khắc này, hắn cảm giác mình linh hồn từ thân thể thoát ly đồng dạng. Quỷ dị. Khủng bố. Bắc đạo một lang sắc mặt biến đổi lớn, mồ hôi lạnh ứa ra. Cảm giác này phảng phất thiên ngoại có một đôi mắt ngay tại nhìn chòng chọc vào hắn. Cảm giác của hắn năng lực đã đi tới một cái kinh khủng cấp độ. Những người khác cảm giác không đến, nhưng chính hắn lại có thể. Đại hạ là địa phương ngươi có thể tới. Một thanh âm tựa như trên 9 tầng trời truyền đến thần lôi thế nào vang. Bắc đạo một lang nghe được thanh âm này, cảm giác linh hồn của mình đều muốn nổ tung. Trong khoảnh khắc theo thần đàn lăn xuống như địa ngục. Oanh! Đột nhiên, chân trời truyền đến một đạo thần lôi. Mấy chục vạn người ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, chỉ thấy đông đảo vị nào thần minh trực tiếp nổ tung. Hóa thành đầy trời huyết vũ huy sái. Hùng vĩ lại thê thảm. Bị một thanh âm đánh chết. Đây chính là một vị thần minh a. Lại bị thanh âm chấn vỡ, ai có thể tưởng tượng. Huyết phũ rơi xuống, giọt vẩy vào đám người trên thân thể, vậy mà trong khoảnh khắc bị hấp thu. Tất cả mọi người cảm giác ăn linh đan rượu dược đồng dạng. So hấp linh khí nhưng có dùng nhiều. Quanh mình thực vật cũng phát sinh điên cuồng biến hóa. Dù sao một vị thần minh trong cơ thể linh khí càng dày đặc, máu tươi những cái này liền giống với linh đan rượu dược. Chẳng qua mọi người hiện tại cũng sẽ không đi kinh ngạc biến hóa. Mà là toàn bộ dọa sợ. Một vị thần minh bỗng nhiên liền tự bạo rồi. Liền chết tại đại hạ giữa không trung rồi. Rung động. Quá rung động. Đông đảo thần minh vẫn lạc. Mọi người từng cái kinh ngạc trong mắt đều muốn bay ra ngoài. Một tôn thần minh liền dễ dàng như vậy vẫn lạc rồi. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Đây chính là thần minh a.
Có được thần minh lực lượng tồn tại à? Ha ha ha, chẳng lẽ nói ta đại hạ cũng có thần minh? Đúng à, ta đại hạ khả năng không có ở lần hạo kiếp này bên trong có thần minh xuất hiện, thế nhưng là chúng ta trước đó có thần minh tồn tại à? Không phải là đại hạ trong truyền thuyết hai loại tồn tại thiên sư phủ cùng chấn ma ti. Hơn phân nửa là, bây giờ ta đại hạ suy thoái, người người đều nghĩ chia cắt đại hạ, còn muốn đem đại hạ người biến thành nô lệ. Bọn hắn tự nhiên không đáp ứng. Chấm. Trải qua lần trước phân tranh về sau, chấn ma ti cùng thiên sư phủ đã không còn là bí mật. Gần như trở thành người người say sưa ngon lành đề tài câu chuyện. Nhưng là bây giờ mọi người tin tưởng truyền thuyết này là thật. Bằng không giải thích thế nào. Kia là một tôn thần minh a. Nói không có liền hết rồi. Khẳng định là có mạnh hơn nhân vật ra tay. Chẳng qua lần này hạo kiếp đại hạ toàn bộ tránh thoát đi. Căn bản không có loại cường giả cấp bậc này sinh ra. Tăng thêm đại hạ minh hữu cũng đều là tránh thoát lần này thiên đại kỳ ngộ. Ý vị này, đại hạ bên này không có người, cũng không có người trợ giúp. Mình không ai có thực lực này, lại không có người trợ giúp. Hiện tại đông đảo thần minh vẫn lạc. Như vậy chỉ có thể nói rõ là thiên sư phủ cùng chấn ma ti ra tay. Đại hạ gần như người người đều đang hoan hô. Mặc dù lần này bọn hắn không có thần minh, nhưng tại trước kia, bọn hắn có chấn ma ti cùng thiên sư phủ a. Đây là ai cũng không sánh bằng. Giải quyết hết bác đạo một lang Diệp Quân Lâm đi vào thiên sách thần soái bên người. Tất cả mọi người không có phát hiện hắn biến mất qua. Đương nhiên, liền bác đạo một lang loại này thần minh cũng không tìm tới Diệp Quân Lâm thân ảnh. Những người khác làm sao lại? Giải quyết bác đạo một lang so phía trước giải quyết hết đầu kia biến dị cự mãng còn phải nhiều buông lỏng. Diệp Quân Lâm hoàn toàn không có để ở trong lòng. Hắn cùng thiên sách thần soái hỏi thăm Lý Tử Nhiễm tình huống của bọn hắn. Thiên sách thần soái do dự một chút, vẫn là nói, Quân Quân bị người thần bí bắt đi. Lý Tử Nhiễm tiểu thư cùng hắc ám bác sĩ bọn hắn chạy tới tìm kiếm. Tại phương Tây Châu, cuối cùng chúng ta cũng không đợi được bọn hắn trở về. Cái gì, Quân Quân bị người bắt đi rồi, vậy nói rõ cái này một nhóm người là hướng về phía Quân Quân đến. Diệp Quân Lâm lập tức nghĩ đến lúc trước ngăn cản hắn nhóm người kia. Hiện tại xem ra hoàn toàn đối bên trên. Hắn coi là nhóm người kia là hướng về phía hắc ám bác sĩ đến. Hiện tại xem ra Quân Quân giá trị lớn hơn. Đúng, nghe hắc ám bác sĩ nói đây là một đám nghiên cứu cổ tu sĩ tổ chức. Hắc ám bác sĩ tại bọn hắn trong danh sách, Quân Quân chắc hẳn cũng tại trong danh sách. Thiên sách thần soái nói. Tốt, tại phương Tây Châu đúng không? Ta đi tìm, người không có việc gì, hết thảy dễ nói. Người xảy ra chuyện. Thế giới này đừng nghĩ sống yên ổn. Diệp Quân Lâm lạnh đến cực hạn. Răng rắc, nương theo lấy trên bầu trời trận trận sấm sét. Thiên sách thần soái mắt trợn tròn. Cái này tựa như là bởi vì nhất tự tỉnh Kiên Vương. Đột nhiên thiên sách thần soái trong đầu xuất hiện một cái đáng sợ ý nghĩ. Chẳng lẽ vừa rồi đông đảo thần minh? Nghĩ đến đây, cả người hắn nhịn không được run. Rất nhanh. Đông đảo thần minh bác đạo một lang tại đại hạ vẫn lạc sự tình, cấp tốc truyền ra ngoài. Toàn thế giới chấn kinh. Vừa mới các thế lực lớn đem đại hạ cùng liên minh quốc gia nhóm trọng điểm liệt vào không có thần minh tồn tại. Cũng là phân loại đến toàn thế giới yếu nhất mấy cái quốc gia một trong. Nhưng một giây sau, liền trực tiếp xảy ra chuyện. Đông đảo thần minh chạy tới diễu võ dương oai, trực tiếp bị đánh giết. Lần này tất cả mọi người mộng. Đại hạ vô thần minh. Đến cùng có hay không? Rõ ràng đại hạ tất cả mọi người trốn vào an toàn đảo, bỏ lỡ trận này dội thiên cơ gặp. Không có khả năng có thần minh đản sinh. Thế nhưng là nếu như không có thần minh, bác đạo một lang là ai diệt trừ? Nghi hoặc, trăm mối vẫn không có cách giải. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Đại hạ thật chẳng lẽ có thần minh? Lúc đầu rất nhiều cường giả, bao quát không ít thần minh đều muốn đi đại hạ tự mình tìm một chút, nhìn xem tình huống cụ thể. Thậm chí muốn chia cắt đại hạ tài nguyên nhân lực những thứ này. Chẳng qua nghe được tin tức này về sau, toàn bộ dừng lại. Liên chiến ưng quốc đô mộng. Đại hạ cái này chẳng lẽ còn có dấu bài tẩy gì? Thế nhưng là có bài tẩy gì có thể một lần tính diệt trừ thần minh a? Sau đó không lâu, từ đại hạ tin tức truyền đến xưng là đại hạ trong truyền thuyết hai loại tồn tại thiên sư phủ cùng chấn ma ti ra tay. Lần này toàn thế giới phải sợ hãi. Bất kể có phải hay không là bọn hắn. Thế nhưng là đã xảy ra chuyện. Bác đạo một lang xác thực chết rồi.
Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chấm. Diệp Quân Lâm một người vội vã chạy tới phương Tây Châu. Đoạn đường này hắn nghênh ngang. Hiện tại hắn đã không có bất luận cái gì kiêng kỵ. Giống trước đó hắn còn muốn kiêng kỵ chư thần phòng thí nghiệm, kiêng kỵ chiến ưng quốc. Hiện tại không sợ hãi. Người nào cản trở ta làm ai? Đoạn đường này, phàm là gặp được ngăn cản. Diệp Quân Lâm một đường đẩy. Phương Tây Châu tòa kia cổ xưa tòa thành. Lần này cơn bão năng lượng xung kích dưới, đã sớm chia năm xẻ bảy. Chẳng qua cái này cổ xưa thế lực dưới mặt đất kiến trúc lại bảo vệ được bọn hắn. Tại ẩn thân thời gian dài như vậy sau, cổ xưa thế lực vẫn là phái người đi quan sát tình huống bên ngoài. Điều tra đi ra bên ngoài hoàn cảnh bên trong, tất cả mọi người biết nguy hiểm giải trừ. Chẳng qua đôi bên tranh chấp tái khởi. Hắc ám bác sĩ thể sống chết muốn đem Quân Quân mang đi. Đôi bên lại bắt đầu hỗn chiến. Cổ xưa thế lực cường giả như mây, từng cái cường đại tuyệt luân. Có thể so với trước đó chư thần phòng thí nghiệm. Kỳ thật trước đó có rất nhiều cổ xưa thế lực, chỉ là không có ngoi đầu lên mà thôi. Chẳng qua hắc ám bác sĩ cũng cường đại đến không thể địch nổi. Dù sao trước đó Diệp Quân Lâm tự mình tán thưởng qua. Trong lúc nhất thời đôi bên đánh cho có đến có hồi, đem nơi này lật cả đáy lên trời. Lý Tử Nhiễm bọn hắn đương nhiên là giúp không được gì. Chẳng qua tối thiểu có thể quấy rối một chút. Lúc này, Diệp Quân Lâm đã đi tới phương Tây Châu. Diệp Quân Lâm cảm giác toàn bộ phương Tây Châu đều tại ý thức của mình bên trong, khắp nơi mọi cử động có thể trưởng khống. Nhất là năng lượng chấn động những thứ này. Hắc ám bác sĩ. Diệp Quân Lâm đã khóa chặt hắc ám bác sĩ vị trí. Lúc trước hắn cùng hắc ám bác sĩ giao thủ qua, hắc ám bác sĩ vừa ra tay, hắn bây giờ có thể cảm thấy được. Diệp Quân Lâm lập tức tiến về hắc ám bác sĩ vị trí. Chấm. Thời khắc này hắc ám bác sĩ đã cùng như bị điên. Hắn cùng thượng đế chi não đồng dạng, cảm thấy thua thiệt Diệp Quân Lâm, nhất là cuối cùng Diệp Quân Lâm chạy tới cứu vớt tai nạn. Càng là ở trong mắt hắn lưu lại ấn tượng không thể xóa nhòa. Hắn nhất định phải đem Quân Quân cứu trở về. Dù là chết, bởi vậy hắc ám bác sĩ như bị điên. Không biết chuyện gì xảy ra, lực chiến đấu của hắn đột nhiên đề cao, trực tiếp phá trần. Tất cả mọi người minh bạch, hắn dùng tăng thực lực lên biện pháp. Rất nhanh. Cổ xưa thế lực liền bắt đầu ngăn không được. Mắt thấy Quân Quân liền phải được cứu đi, một người trong đó đột nhiên lấy ra một cái bình thuốc, đổ ra một viên dược hoàn, nhét vào Quân Quân trong miệng. Các ngươi làm gì? Hắc ám bác sĩ cùng Lý Tử Nhiễm bọn hắn sắc mặt đại biến, điên cuồng hô lớn. Gấp! Tất cả mọi người gấp! Không biết bọn hắn cho Quân Quân cho ăn là thuốc gì đây? Nhất là, Lý Tử Nhiễm càng như bị điên. Đây là các ngươi ép. Người ai cũng đừng nghĩ mang đi. Người kia điên cuồng hô to. Người cho ăn là cái gì? Lý Tử Nhiễm hô to. Ha 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 ha, đây là chúng ta từ xưa đến nay nghiên cứu ra được ra tới mạnh nhất độc dược. Từ xưa đến nay chúng ta vơ vét trên thế giới rất nhiều độc dược. Nhưng cuối cùng lựa chọn trên thế giới này lợi hại nhất 87 loại độc dược, hoàn mỹ phải dung hợp một chỗ, trở thành trên thế giới mạnh nhất độc dược. Bởi vì là mạnh nhất độc dược. Cho nên bất luận cái gì danh tự đều xứng đôi không được. Loại độc dược này là không có danh tự. Người kia giải thích nói. Yên tâm đi, cái này mạnh nhất độc dược không có người giải phải mở. Chúng ta một mực nghiên cứu cổ tu sĩ, những cái này độc dược đều là cùng Đông Tây phương cổ xưa các tu sĩ dính dáng. Ví dụ như một loại độc dược là cùng Đại Hạ Tiên Tần luyện khí sĩ có liên quan, căn cứ truyền thuyết ghi chép, liền Đại Hạ Trấn Ma Ti đối loại độc dược này không thể làm gì. Còn có một loại độc dược là phương Tây cổ xưa thần minh chúng về sau, sẽ mất đi tất cả thần lực. Chấm. Ngẫm lại đi, loại này 87 loại độc dược đặt chung một chỗ dung hợp lại cùng nhau mạnh nhất độc dược, ai có thể giải khai? Nghe xong sau khi giới thiệu. Hắc ám bác sĩ mặt âm trầm. Bởi vì vừa mới cái này người nói bên trong, có trong đó 7-8 loại độc dược hắn là biết đến. Hơn nữa còn nghiên cứu qua. Đều là không cách nào giải khai độc tố. Hắn nghiên cứu mười mấy năm, đối với mấy cái này độc dược không có cách nào. Bởi vậy cũng không có vận dụng tại chư thần phòng thí nghiệm trong kế hoạch. Hắc ám bác sĩ nghiên cứu có cái quen thuộc. Chính là bất luận là cái gì nghiên cứu, chế tạo ra mạnh cỡ nào vật lớn, đầu tiên hắn phải cần trưởng khống. Ví dụ như Leviathan, cường đại như vậy.
hắn đầu tiên phải nghiên cứu ra có thể đối phó Leviathan biện pháp, lúc này mới chịu đem Leviathan chế tạo ra. Những cái này độc dược cũng giống như vậy. Hắn trước được nghiên cứu rõ ràng, tìm tới giải quyết xử lý biện pháp, mới nguyện ý đem những này độc dược thu xếp tại kế hoạch ở trong. Thế nhưng là nghiên cứu thời gian dài như vậy. Những cái này độc dược hắn căn bản tìm không thấy biện pháp giải quyết. Trong tay hắn, loại độc dược này chính là vô giải. Phải biết hắn nhưng là hắc ám bác sĩ A. Chuyên môn nghiên cứu loại này. Mà bây giờ hắn liền trong đó 7-8 loại độc dược đều giải không được. Chớ đừng nói chi là 87 chồng. Quá khủng bố. Không cách nào tưởng tượng. Hắc ám bác sĩ mộng. Hắn hiểu những cái này độc dược, cho nên hắn tin tưởng vừa mới Quân Quân ăn vào chính là mạnh nhất độc dược. Khó giải chi độc. Các ngươi nhưng có biện pháp giải quyết. Hắc ám bác sĩ gấp. Người kia lắc đầu, đương nhiên không có. Nếu như chúng ta có bản lĩnh giải quyết loại độc dược này. Ngươi cảm thấy ngươi sẽ còn đứng sao? Hắc ám bác sĩ thân thể run lên. Xong. Lần này triệt để xong. Hắn đều không cách nào tưởng tượng Quân Quân là hậu quả gì. Lý Tử Nhiễm bọn hắn nghe được những cái này về sau. Cũng đều mắt trợn tròn. Các ngươi cần thiết hay không? Hắc ám bác sĩ tức giận đến hô lớn. Nếu không phải ngươi làm cho quá gấp, chúng ta làm sao lại như vậy? Đã chúng ta không chiếm được, các ngươi cũng đừng nghĩ đạt được. Mà lại thế giới này đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chúng ta rất nhanh liền sẽ bại lộ, chúng ta không thèm đếm xỉa. Người kia điên cuồng hô to. Hắc ám bác sĩ khí đến run rẩy. A, à, bị ép ăn vào mạnh nhất độc dược Quân Quân, bỗng nhiên hét thảm một tiếng. Lý Tử Nhiễm bọn hắn toàn bộ vây lại. Mà cái này cổ xưa thế lực tất cả mọi người tại thời khắc này, toàn bộ rút lui đi. Hắc ám bác sĩ hữu tâm đuổi theo, thế nhưng là lo lắng Quân Quân vẫn là ngừng lại. Ầm ầm. Một giây sau, nương theo lấy đất rung núi chuyển động tính, Diệp Quân Lâm đến rồi. Chuyện gì xảy ra, Quân Quân ngươi làm sao rồi? Quân Quân. Diệp Quân Lâm đã thấy Quân Quân dị thường. Chưa. Vừa mới chạy trốn nhóm người kia cho nàng ăn vào mạnh nhất độc dược. Hắc ám bác sĩ một bên kiểm tra Quân Quân tình trạng cơ thể, một bên cho Diệp Quân Lâm giải thích vừa rồi phát sinh sự tình. Bởi vì tình huống quá khẩn cấp. Đối với Diệp Quân Lâm đột nhiên xuất hiện, tất cả mọi người không có đi suy nghĩ nhiều. Lực chú ý của mọi người toàn bộ tại Quân Quân trên thân. Bây giờ Quân Quân một bên phát ra thanh âm thống khổ, trên thân đã che kín một tầng băng xương, cả người phảng phất muốn đông kết. Mà hai chân của nàng lại là như là liệt hỏa, liền phải thiêu đốt đồng dạng. Đáng sợ nhất chính là trên mặt nàng hiện ra từng đạo đủ mọi màu sắc dây nhỏ, còn có mảng lớn màu đen bóng tối. Mà lại Quân Quân một thân thực lực cường đại ngay tại cấp tốc trôi qua, nháy mắt nàng đã biến thành người bình thường. Có thể thấy được độc dược này có bao nhiêu bá đạo. Hắc ám bác sĩ xem xét đồng thời, sắc mặt đại biến. Độc dược đã hoàn toàn xâm lấn thân thể mỗi một chỗ ngóc ngách. Ngay tại thôn vệ thân thể của nàng. Nếu không phải nàng thực lực cường đại, sợ là tại chỗ tử vong. Hắc ám bác sĩ nói. Có thể hay không cứu người. Lý Tử Nhiễm mang theo tiếng khóc nức nở nói. Hắc ám bác sĩ kiểm tra qua đi, lắc lắc đầu nói. Không thể, độc dược này bên trong tùy tiện chứa một loại độc tố ta đều cần dài đến 10 năm nghiên cứu giải quyết. Hiện tại thế nhưng là trọn vẹn 87 loại dung hợp được. Hiệu quả là lớn hơn 87. Không thể cứu vãn, không ai có thể giải khai loại độc này. Khoa trương là loại độc dược này lại muốn xâm chiếm người thân thể lớn não, thậm chí ý thức chờ chút. Không phải cùng nhân thể cùng tồn tại, mà là trước tiên đem nhân thể chiếm hữu, lại phá hủy đi. Hắc ám bác sĩ lời này mới ra, trời sập như vậy. Lý Tử Nhiễm trực tiếp đã hôn mê. Những người khác cũng không khá hơn chút nào. Vừa muốn đi lên nhìn Quân Quân, lại bị hắc ám bác sĩ ngăn lại. Không được, nàng hiện tại toàn thân đều là lợi hại nhất độc dược. Ai đụng ai chết. Ta vừa mới là dùng chuyên môn bao tay, có thể ngăn cách độc dược. Các ngươi tất cả mọi người không thể tới gần nàng. Hắc ám bác sĩ ngăn cản. Những người khác nhao nhao dừng lại. Hắc ám bác sĩ cũng sụp đổ. Cả người cũng tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Đôi mắt bên trong tràn đầy tự trách. Chuyện này hắn là đẩy không ra trách nhiệm. Thật có lỗi, ta không có cứu con gái của ngươi. Hắc ám bác sĩ cảm thán nói. Diệp Quân Lâm ngược lại là một mặt tỉnh táo. Không nói gì. Chậm rãi đi hướng Quân Quân. Hắc ám bác sĩ vội vàng hô lớn, không được,
ngươi không thể đụng vào nàng. Nàng hiện tại chính là mạnh nhất độc dược. Ngươi đụng, ngươi cũng phải chết. Hắn điên cuồng ngăn cản Diệp Quân Lâm. Thế nhưng là Diệp Quân Lâm căn bản đều không ngừng. Hắn tiến lên, trực tiếp ôm lấy Quân Quân. Hắn cẩn thận cảm thụ được Quân Quân biến hóa. Thời khắc này Quân Quân thân thể khắp nơi đều là thủng trăm ngàn lỗ, độc dược quá bá đạo quá khủng bố. Đã ăn mòn Quân Quân thân thể mỗi một tấc nơi hẻo lánh. Các loại vấn đề theo nhau mà tới. Thật chính là Quân Quân có được mạnh nhất thiên phú, mà lại mình đi ra một con đường, hiện tại vô cùng cường đại. Bằng không, Quân Quân cũng sớm đã chết rồi. Chẳng qua Hắc Ám bác sĩ nói không sai. Diệp Quân Lâm có thể cảm thụ ra tới, cái này mạnh nhất độc dược thật nói với hắn đồng dạng. 87 loại mạnh nhất độc dược xung hợp về sau, thật có trước xâm chiếm nhân thể đại não ý thức những tác dụng này. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được Quân Quân ý thức ngay tại yếu đi, độc tố tiếp tục lan tràn. Hiện tại Quân Quân thân thể đã thành độc thể. Thậm chí chính là Hắc Ám bác sĩ nói Quân Quân tự thân chính là mạnh nhất độc dược. Đây cũng không phải là Quân Quân, mà là mạnh nhất độc dược. Độc dược đã xâm chiếm Quân Quân, thay thế Quân Quân. Chẳng qua Diệp Quân Lâm không có chút nào sợ, nếu như Quân Quân xảy ra chuyện, hắn thì sợ gì độc dược. Lây nhiễm cũng không quan trọng. Có thể cứu Quân Quân, vậy liền có thể cứu chính mình. Cứu không được Quân Quân, hết thảy đều không có ý nghĩa. Ba ba, Quân Quân lạnh quá. Quân Quân điềm đạm đáng yêu hô hào. Quân Quân, yên tâm đi, ba ba tại, ba ba có biện pháp. Diệp Quân Lâm liền không tin. Hắn thực lực cường đại như vậy, còn giải không được cái độc dược này. Quân Quân, ba ba lập tức liền cứu ngươi. Diệp Quân Lâm một tay đặt tại Quân Quân đầu. Hắn muốn dùng siêu cấp lực lượng cường đại, đem Quân Quân thể nội độc tố loại trừ. Ong ong ong. Diệp Quân Lâm một tay phía trên, một cỗ đáng sợ hấp lực xuyên vào. Một bên Hắc Ám bác sĩ sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Không thể tin nhìn xem Diệp Quân Lâm. Trong mắt đều muốn bay ra ngoài. Hắn làm sao mạnh đến mức này rồi? Cái này so trước đó gặp qua Diệp Quân Lâm còn cường đại hơn. Trước đó Diệp Quân Lâm hắn liền nhìn không thấu đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Thế nhưng là bây giờ hắn cảm nhận được Diệp Quân Lâm càng mạnh. Nhất là Diệp Quân Lâm cái này khẽ hấp, hắn cảm giác mình linh hồn đều bị hút đi. Thậm chí Diệp Quân Lâm cái này khẽ hấp, hắn cảm giác tựa như toàn bộ thế giới đều bị hút đồng dạng. Đây là muốn đem Quân Quân thể nội độc tố toàn bộ hút ra đến a. Quá khủng bố. Hắc Ám bác sĩ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. A, Quân Quân hét thảm một tiếng. Nàng chỉ cảm thấy cả người muốn bị một cỗ cự lực hút đi vỡ nát. Diệp Quân Lâm cái này khẽ hấp, vẫn là có tương đương hiệu quả. Oanh, đáng sợ độc tố lại bị hút ra đến không ít. Cái này tại Hắc Ám bác sĩ xem ra là tuyệt đối không có khả năng. Thế nhưng là Diệp Quân Lâm như vậy bạo lực cách làm, vậy mà thật hút ra đến một bộ phận. Về phần Quân Quân vừa mới xuất hiện đóng băng chờ dấu hiệu cũng toàn bộ biến mất. Trên mặt đủ mọi màu sắc đường cong cùng màu đen bóng tối cũng toàn bộ bị đuổi tản ra mở. Đây chính là Diệp Quân Lâm đáng sợ. Dùng bạo lực biện pháp đem độc dược hút đi, đồng thời đem phát tác triệu chứng đều xua tan. Quân Quân lập tức sắc mặt hồng nhuận, cả người nhìn như khôi phục bình thường. Thế nhưng là Diệp Quân Lâm trên mặt vẻ lo lắng lại chậm chạp không có tán đi. Hắc Ám bác sĩ biết nguyên nhân. Diệp Quân Lâm vẫn là thất bại. Không sai. Diệp Quân Lâm cứ việc hút ra đến một bộ phận độc tố, đồng thời đem phát tác triệu chứng toàn bộ khống chế lại. Thế nhưng là phần lớn độc tố đã xâm lấn đến Quân Quân thân thể mỗi một cái góc, cùng Quân Quân cùng tồn tại. Chính là Hắc Ám bác sĩ nói tới câu nói kia Quân Quân hiện tại cùng mạnh nhất độc dược hòa làm một thể. Quân Quân chính là độc dược. Bởi vậy, Diệp Quân Lâm một hơi hút ra đến chỉ là còn không có cùng Quân Quân thân thể dung hợp, hoặc là ngay tại dung hợp một số nhỏ độc tố. Phần lớn độc tố đã sớm cùng Quân Quân dung hợp, Quân Quân chính mình là kịch độc. Diệp Quân Lâm có thể hay không đem cái khác độc tố hút ra đến? Có thể. Lấy hắn hiện tại lực lượng có thể nhẹ nhõm tách ra ngoài. Thế nhưng là như vậy, Quân Quân cũng phải chết. Hắc Ám bác sĩ cũng liền vội vàng đứng lên kiểm tra Quân Quân tình huống hiện tại. Hắn kinh ngạc nhìn xem Diệp Quân Lâm. Thật quá khủng bố. Quân Quân lúc đầu rõ ràng hẳn phải chết không nghi ngờ, lại mạnh mẽ bị hắn cứu vớt trở về. Chẳng qua đây cũng là tạm thời áp chế. Căn bản là vô dụng. Phần lớn độc tố đã cùng Quân Quân dung hợp. Đó căn bản không có cách nào.
nhất là không phải Diệp Quân Lâm loại này bạo lực biện pháp giải quyết. Kỳ thật kết quả cũng giống nhau. Quân quân chúng loại độc dược này hẳn phải chết không nghi ngờ. Mình sẽ còn trở thành độc thể. Trở thành độc dược. Sau đó, Diệp Quân Lâm nếm thử dùng các loại biện pháp đến cho quân quân giải độc. Nhất là đem sư phụ lưu cho hắn trong sách cổ tất cả biện pháp đều dùng một bên. Đối cái khác độc dược khả năng hữu dụng. Thế nhưng là đối quân quân bên trong mạnh nhất độc dược, căn bản không có bất kỳ cái gì dùng. Biện pháp gì đều dùng hết. Căn bản là vô dụng. Trước mắt hữu hiệu nhất chính là Diệp Quân Lâm bạo lực biện pháp. Tối thiểu hút đi một bộ phận độc tố, còn áp chế đến độc tố phát tác. Trước mắt Diệp Quân Lâm có thể làm chính là tiếp tục áp chế độc tố phát tác, trì hoãn quân quân triệt để biến thành mạnh nhất độc dược tốc độ. Tuyệt vọng bầu không khí một mực đang lan tràn. Hắc ám bác sĩ đều không dám nói chuyện. Nhất định có biện pháp. Diệp Quân Lâm tự nhiên không nhận thua. Tuyệt sẽ không để quân quân chết mất. Vô luận cái dạng gì phương pháp đều có thể. Hắn hiện tại mạnh như vậy, liền không tin không cứu sống quân quân rồi. Chỉ cần có thích hợp biện pháp, hắn nhất định có thể. Sau đó, Diệp Quân Lâm sẽ dùng tinh khiết nhất linh khí đến không ngừng gột rửa quân quân thân thể. Vừa đến, là trì hoãn độc dược phát tác. Thứ hai, nhìn xem có thể hay không đem độc tố từ quân quân trong thân thể một chút xíu tách ra ngoài. Tóm lại, có hắn tại, quân quân tạm thời sẽ không gặp nguy hiểm. Hắc ám bác sĩ cũng kinh ngạc đến ngây người. Nếu là những người khác, quân quân chết sớm, còn có thể giống như bây giờ bình yên vô sự. Độc dược này bá đạo đến cực hạn. Dù là trong đó tùy tiện một loại đều đủ để phá hủy quân quân. Chớ đừng nói chi là 87 loại hoàn mỹ dung hợp. Diệp Quân Lâm đây là mạnh mẽ tại Diêm Vương gia trên đầu cướp người. Mạnh nhất độc dược là bá đạo. Nhưng Diệp Quân Lâm càng bá đạo. Mạnh mẽ ngăn cản độc dược phát tác. Hiện tại quân quân trong thân thể, có một cỗ khí lưu cường đại chính cùng độc dược tại quần nhau, ức chế độc dược phát tác. Chẳng qua loại độc dược này quỷ dị chỗ, chính là dung hợp tiến quân quân thân thể mỗi một bộ phận, đem quân quân biến thành độc dược. Bằng không, chỉ là Diệp Quân Lâm tại quân quân trong cơ thể lưu lại cái này đạo khí lưu, là đủ loại trừ độc dược. Chỉ là nó cùng quân quân hiện tại là thể cộng đồng. Hoàn toàn sinh trưởng cùng một chỗ. Quân quân là độc dược. Độc dược cũng là quân quân. Có thời gian, tiếp xuống chỉ cần tìm được biện pháp, lấy ta năng lực tuyệt đối có thể. Diệp Quân Lâm tỉnh táo đạo. Hắc ám bác sĩ biết tình huống nghiêm trọng đến mức nào. Vừa định dội nước lạnh. Nhưng nghĩ lại, giống như Diệp Quân Lâm nơi này thật sự có kỳ tích. Ta cùng ngươi cùng một chỗ, chỉ cần có biện pháp, chúng ta liền nếm thử. Hắc ám bác sĩ cũng một mặt kiên định. Diệp Quân Lâm nghĩ đến cái gì, không khỏi nói, vừa rồi nhóm người kia có biện pháp không? Hẳn không có, độc dược này xưng chi mạnh nhất, bọn hắn chỉ là nghiên cứu dung hợp, căn bản không có cách nào giải quyết. Hắc ám bác sĩ lắc đầu. Độc dược này nếu là ai có biện pháp giải quyết, cái kia cũng quá nghiêu bức. Tốt, kia mạng chó của bọn họ giữ lại không được. Nhìn thấy ta toàn bộ giết. Chờ xem, bất luận các ngươi chạy đến chân trời góc biển, ta đều muốn giết sạch. Diệp Quân Lâm đôi mắt bên trong bắn ra từng đạo hàn mang. Hiện tại cứu quân quân quan trọng. Bằng không, Diệp Quân Lâm đã sớm đuổi theo. Như vậy giết hại nữ nhi của hắn, còn muốn còn sống. Chuyện không thể nào. Ta về trước đại hạ. Chính các ngươi đằng sau đuổi theo. Diệp Quân Lâm ôm lấy quân quân lập tức rời đi. Lấy hiện tại Diệp Quân Lâm bản lĩnh, đến đại hạ chính là rất trong thời gian ngắn. Đi vào bên ngoài về sau. Linh khí nồng đậm. Nhất là một chút hung hiểm chi địa, linh khí càng là khủng bố. Diệp Quân Lâm đột nhiên nghĩ đến một loại biện pháp quân quân tự cứu. Quân quân không phải tự sáng chế một con đường sao. Để người tưởng rằng luyện khí thuật. Nàng có thể đem tự nhiên nguyên tố khống chế tại công pháp của mình bên trong. Hiện tại linh khí như vậy nồng đậm, chính là quân quân phát huy ưu thế thời điểm. Nàng so bất luận kẻ nào đều thích hợp thời đại này. Những người khác là bị động tiếp nhận linh khí tẩy lễ. Nhưng quân quân tự sáng chế đến công pháp thì là chủ động có thể hấp thu linh khí. Cũng chính là thu hoạch tối đại hóa. Bởi vậy, Diệp Quân Lâm để quân quân hiện tại thử một lần. Nếu như nàng tự thân công pháp vận chuyển, hấp thu linh khí, đến gột rửa chính mình. Nói không chừng có một tia hy vọng. Diệp Quân Lâm cố ý dừng lại. Để quân quân tự hành vận chuyển công pháp đến hấp thu linh khí thử xem.
Quân Quân cũng dựa theo Diệp Quân Lâm nói, bắt đầu vận dụng công pháp, đến hấp thu linh khí. Ầm ầm, vừa mới bắt đầu hấp thu linh khí vẫn tương đối thuận lợi, tư thế kia tựa như toàn bộ khu vực bên trong linh khí đều vì Quân Quân sử dụng. Liên tục không ngừng bị nàng hấp thu. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quân Lâm lộ ra nụ cười. Trên mặt giấy lên hy vọng. Thật có hiệu quả. Người khác là không cách nào trực tiếp thanh trừ, nhưng Quân Quân tự hành vận chuyển công pháp thật đúng là có khả năng. Liền Quân Quân đều lộ ra nét mừng tới. Coi là thật có hiệu quả. Chợt, Quân Quân tăng lớn cường độ, hấp thu nhiều linh khí hơn tiến vào trong cơ thể. Thậm chí muốn đem độc tố bài trừ. Phốc, nhưng biến cố đột nhiên phát sinh. Quân Quân há miệng máu tươi phun ra, cả người nháy mắt đổ xuống. Quân Quân, Diệp Quân Lâm trực tiếp mắt trợn tròn. Hắn sốt ruột, điên cuồng hô to. Độc dược lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại phát tác. Quân Quân trên người trên mặt độc tố trực tiếp hiện ra, toàn thân trên dưới các loại độc tố tựa như rễ cây đồng dạng lan tràn. Độc dược này giống như vật sống đồng dạng, muốn đem Quân Quân thân thể triệt để chiếm hữu. Cái này xu thế tựa như biến thành một gốc độc cây đồng dạng. Khụ khụ khục, Quân Quân không ngừng ho ra máu. Cuối cùng, Quân Quân trực tiếp ngất đi. Cái này so vừa rồi phát tác còn muốn mãnh liệt. Diệp Quân Lâm lập tức ôm lấy Quân Quân, tay đè ở trên người nàng, lập tức đem khí lưu liên tục không ngừng chuyển vào Quân Quân thân thể, tới áp chế độc tố phát tác. Quả nhiên lần này độc dược phát tác lợi hại hơn. Quân Quân sử dụng công pháp, vận dụng linh khí không có vấn đề. Chỉ khi nào muốn tiêu diệt độc tố, độc như vậy thuốc trực tiếp bị kích thích đến, toàn diện bộc phát. Dù sao bọn chúng cùng Quân Quân hòa làm một thể. Dựa theo Hắc Ám bác sĩ nói tới độc dược này rất giàu hoạt, cho nên Quân Quân muốn đem bọn chúng khứ trừ, tuyệt đối không có khả năng. Dù sao hiện tại thân thể cũng là bọn chúng. Quân Quân muốn cưỡng ép khu trục bọn chúng, vậy sẽ chỉ tổn thương đến thân thể của mình. Cũng sẽ kích động đến độc tố phát tác. Cho nên Quân Quân lần này phát tác nghiêm trọng. Không ngừng ho ra máu. Máu tươi đỏ thắm. Đây mới là đáng sợ nhất. Nếu là máu tươi là màu đen, hoặc là cái khác nhan sắc còn tốt. Dù sao xem như đem độc tố mang ra. Nhưng bây giờ Quân Quân phun ra máu tươi là đỏ thắm vô cùng. Kia là tính mạng của nàng tinh huyết, thân thể căn bản. Mỗi phun ra một hơi, đều là tại hao tổn sinh mệnh nguyên khí. Diệp Quân Lâm có thể rõ ràng cảm nhận được Quân Quân sinh mệnh nguyên khí trôi qua. Diệp Quân Lâm gấp, vội vàng ngăn chặn độc tố phát tác. Cũng chính là Diệp Quân Lâm quá bá đạo. Không phải Quân Quân làm sao có thể tại mạnh nhất độc dược hai lần phát tác sau còn có thể sống sót. Lần này, cho dù là Diệp Quân Lâm cũng cảm thấy phí sức. Quả nhiên có một số việc không thể dựa vào thuần lực lượng giải quyết, hắn dù là có được lại lực lượng cường đại cũng không có cách nào. Hiện tại hắn chỉ có thể ngăn chặn độc tố phát tác. Thay Quân Quân thân thể rót vào cường đại linh khí khí lưu, đến đối kháng áp chế Quân Quân độc trong người thuốc. Chỉ thế thôi. Lần này, rõ ràng so vừa rồi muốn tốn sức rất nhiều. Diệp Quân Lâm hít sâu một hơi. Xem ra không thể tùy tiện nếm thử. Đây đối với Quân Quân tổn thương quá lớn. Hiện tại chỉ có thể chờ đợi lấy tìm ra chân chính biện pháp giải quyết. Vạn nhất nếm thử biện pháp gì? Để Quân Quân gặp nguy hiểm hắn khống chế không nổi, hối hận liền muộn. Cứ việc tạm thời ngăn chặn. Thế nhưng là Diệp Quân Lâm vậy mà nhìn thấy Quân Quân trên đầu xuất hiện mười mấy cây sợi tóc màu trắng. Quân Quân mới bao nhiêu lớn. Vậy mà xuất hiện già yếu dấu hiệu. Thật đáng sợ. Nếu như Lý Tử Nhiễm nhìn thấy, sẽ khóc chết đi. Độc dược này vậy mà bắt đầu hao tổn Quân Quân sinh mệnh nguyên khí. Quả nhiên là giảo hoạt độc dược. Không có chút nào có thể chủ quan. Ba ba ta không sao, ngươi không cần lo lắng. Quân Quân tỉnh lại, nhìn xem Diệp Quân Lâm hư nhược nói. Diệp Quân Lâm dọa sợ. Nước mắt đều kém chút ra tới. Chẳng qua vừa mới Diệp Quân Lâm phun ra mấy ngụm sinh mệnh tinh huyết, hiển nhiên là đối thân thể căn bản hao tổn. Dù là hắn khống chế lại phát tác, cũng đều xuất hiện dấu hiệu của sự già yếu. Đây cũng quá đáng sợ. Nhất định phải mau chóng tìm tới biện pháp giải quyết. Bằng không, cái này vẻn vẹn bắt đầu. Độc dược là sẽ dần dần chiếm thượng phong, cuối cùng sẽ đem Quân Quân biến thành mạnh nhất độc dược. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Diệp Quân Lâm hiện tại không đơn giản lo lắng độc dược cuối cùng phát tác hậu quả, còn lo lắng Quân Quân một mực giả yếu xuống dưới. Đúng, có, biện pháp này có thể.
Bỗng nhiên Diệp Quân Lâm nghĩ đến một loại biện pháp. Khả năng tạm thời có thể ứng phó một trận. Không đến mức để quân quân một mực giả yếu xuống dưới. Hắn nhưng không muốn nhìn thấy mình nữ nhi tuổi còn trẻ, liền tóc bạc trắng. Nhất là không thể để cho quân quân cùng Lý Tử Nhiễm bọn hắn nhìn thấy. Diệp Quân Lâm biện pháp rất đơn giản. Lấy máu tươi của mình dẫn thuốc, sau đó cho quân quân ăn vào. Mình bây giờ cường đại đến mức không thể tưởng tượng nổi. Như vậy mình toàn thân trên dưới đều là bảo. Cho dù là một giọt máu tươi, cũng có được thần kỳ công hiệu. Cho nên hắn muốn dùng máu tươi của mình đến bổ sung quân quân hao tổn rơi sinh mệnh tinh khí. Cứ như vậy, Diệp Quân Lâm lập tức cho mình lấy máu. Sau đó dựa theo cổ pháp chế thành dược hoàn. Cho quân quân ăn vào. Quả nhiên thần kỳ một màn xuất hiện, quân quân kia mười mấy cây tóc bạc biến đen. Diệp Quân Lâm máu tươi chế thành dược vật quả nhiên có tác dụng. Cứ như vậy, Diệp Quân Lâm cứ yên tâm. Sau đó quân quân tổn thất sinh mệnh tinh khí, hắn đến bổ sung. Nhưng về sau đối quân quân liền không thể tùy tiện thí nghiệm. Muốn xảy ra chuyện, Diệp Quân Lâm một đường chạy vội, trở lại đại hạ. Đại hạ nói không chừng có loại này biện pháp giải độc. Rất nhanh, Diệp Quân Lâm tìm đến Thiên Sách Thần Soái bọn hắn. Làm sao rồi, quân quân đây là... Thiên Sách Thần Soái mấy người nhìn thấy quân quân bộ dạng này, đều dọa sợ. Diệp Quân Lâm đem phát sinh sự tình đơn giản nói một lần. Cái gì, mạnh nhất độc dược? Đám người kinh ngạc đến ngây người. Vội vàng xem xét quân quân tình trạng. Quân quân mấy vị sư phụ các lão tổ tông cũng toàn bộ chạy đến, xem xét quân quân tình huống. Đám người cái này tra một cái nhìn, sắc mặt đều đen. Có thể thấy được cái này mạnh nhất độc dược có bao nhiêu bá đạo. Đây là cái gì độc dược, quá bá đạo đi, chúng ta vậy mà vô kế khả thi, bó tay hết cách. Này chúng ta đem linh đan rượu dược gì lấy ra đều vô dụng a. Thiên Sách Thần Soái lắc đầu liên tục. Diệp Quân Lâm thở dài nói, bình thường, đây là 87 loại độc dược hoàn mỹ dung hợp mà thành, dù là trong đó một loại độc dược, đoán chừng chúng ta đều vô kế khả thi, bó tay hết cách. Mấy vị các lão tổ tông sau khi xem xong, cũng là một mặt tuyệt vọng. Nhìn xem quân quân, bọn hắn đều kém chút muốn khóc. Sau đó, Thiên Sách Phủ cùng Bảo Long nhất tộc thần y cùng dùng độc cao thủ. Còn có 7 đại tà thần độc tà thần cũng toàn bộ đến. Gần như mọi người biết rõ cao thủ giải độc đều đến. Thậm chí liền hiện đại khoa học kỹ thuật bác sĩ cũng tới, mang theo nhất dụng cụ tân tiến đến quét hình. Chấm. Đây là tất cả cao thủ hội trần. Sau mấy tiếng, tất cả mọi người đi tới. Mỗi người sắc mặt ảm đạm, đi đều không dám ngẩng đầu nhìn Diệp Quân Lâm. Rất hiển nhiên, không ai có biện pháp. Quân quân độc căn bản không có người có thể giải mở. Nhất tự Tịnh Kiên Vương ngươi đừng lo lắng, ta lập tức đi đọc qua Thiên Sách Phủ cùng Bảo Long nhất tộc cổ tịch. Nói không chừng có biện pháp giải quyết. Thiên Sách Thần Soái nói. Đúng, không phải còn có thiên cơ các vị tiền bối sao. Bọn hắn kiến thức rộng rãi, nói không chừng có biện pháp. Có người nhắc nhở. Diệp Quân Lâm lập tức ôm lấy quân quân đi tìm thiên cơ các mấy vị lão tiền bối. Lần này, Diệp Quân Lâm cũng tận mắt thấy mấy vị lão tiền bối diện mục chân thật. Chẳng qua bọn hắn hình dạng thế nào, căn bản không có hứng thú. Chỉ muốn nhìn một chút có thể hay không chữa khỏi quân quân. Thiên cơ các mấy vị lão tiền bối cũng không nhàn rỗi, lập tức bắt đầu kiểm tra quân quân tình huống. Thế nhưng là kiểm tra một bên sau. Tất cả mọi người lắc đầu. Cái này độc quá bá đạo, thông thường thủ đoạn căn bản không có khả năng, ta chưa từng nghe qua có biện pháp nào có thể giải mở độc dược này. Mà lại hiện tại độc dược cùng hài tử thân thể là cùng tồn tại trạng thái, đây càng thêm không cách nào giải quyết. Độc dược này quá giảo hoạt, một bên hao tổn hài tử tinh khí, một bên lại đem hài tử thân thể chiếm thành của mình. Chấm. Không có cách nào. Liền thiên cơ các ba vị này mánh khóe thông thiên lão gia hỏa đều không có cách nào. Diệp Quân Lâm tâm lạnh một nửa. Thiên Sách Thần Soái đã đi đọc qua tất cả cổ xưa thư tịch, nhưng sẽ không có thu hoạch. Độc dược này không phải chúng ta có thể giải quyết. Quả nhiên sau đó không lâu, Thiên Sách Thần Soái một mặt mỏi mệt trở về. Ta đọc qua tất cả cổ tịch, không có cách nào. Diệp Quân Lâm trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất. Lần này nên làm cái gì? Hắn hy vọng hết rồi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hắn vội vã chạy đến đại hạ. Kỳ thật gửi hy vọng ở Thiên Sách Phủ cùng Bảo Long nhất tộc. Bọn hắn có dấu cổ xưa nhất thư tịch,
bao quát y thuật cùng độc thuật. Hiện tại liền bọn hắn đều không có biện pháp gì. Diệp Quân Lâm liền mộng. Vậy kế tiếp nên làm cái gì? Hy vọng toàn hết rồi. Mấu chốt là tìm không thấy phương hướng cùng phương pháp trị liệu a. Hắn hiện tại có thể làm dịu Quân Quân tình huống. Chỉ có thể nhất thời, lại không thể một thế. Khóc. Diệp Quân Lâm cố nén không để nước mắt ra tới. Hắn thực lực cường đại như vậy có làm được cái gì? Hắn ngăn được siêu cấp linh mạch bộc phát, cứu vớt thế giới này có làm được cái gì? Hắn có được lực lượng hủy thiên diệt địa, có thể tùy ý xử lý thần minh có làm được cái gì? Còn không phải không gánh nổi Quân Quân. Không có một hồi. Hắc ám bác sĩ liền mang theo Lý Tử Nhiễm một đám người trở về. Khi biết được kết quả sau, Lý Tử Nhiễm trực tiếp té xỉu đi qua. Diệp Quân Lâm mẫu thân cùng nhạc phụ nhạc mẫu bọn hắn cũng đều ngất đi. Tuyệt vọng. Hắc ám bác sĩ mặt mũi tràn đầy tự trách. Nếu như cho ta đầy đủ thời gian, ta có khả năng biết giải rơi độc dược này. Nhưng tối thiểu mấy chục năm a. Hắc ám bác sĩ cảm thán nói. Thật không có bất kỳ biện pháp nào sao? Mọi người đồng loạt mà hỏi. Thiên sách thần soái đột nhiên cảm thán nói. Nếu như chấn ma ti hoặc là thiên sư phủ chân thực tồn tại, nói không chừng có biện pháp, thế nhưng là cái này hai loại tồn tại chỉ ở trong truyền thuyết a. Nhưng thiên sách thần soái minh bạch. Cái này hai loại tồn tại chỉ ở trong truyền thuyết a. Sẽ không tồn tại. Những người khác lập tức kích động nói, vậy thì thật là tốt a. Chấn ma ti cùng thiên sư phủ là tồn tại a. Đông đảo thần minh bắc đạo một lang chính là bị bọn hắn xử lý. Hiện tại toàn thế giới đều đã nhao nhao điên. Đại hạ chấn ma ti cùng thiên sư phủ chính là tồn tại. Các ngươi có thể lập tức tìm chấn ma ti cùng thiên sư phủ tiền bối a. Đúng, lập tức đi tìm. Chấm. Chấn ma ti cùng thiên sư phủ nói ra, tất cả mọi người phảng phất tìm tới hy vọng đồng dạng. Lập tức thúc giục đám người đi tìm. Chẳng qua Diệp Quân Lâm một mặt bình tĩnh, bởi vì hắn biết bác đạo một lang là mình xử lý a. Nơi nào đến chấn ma ti cùng thiên sư phủ? Đây chính là truyền thuyết. Cho nên Diệp Quân Lâm không có chút nào kích động. Cái này hy vọng tương đương không có. Bởi vì chấn ma ti cùng thiên sư phủ đều không tồn tại a. Loại này hư vô mờ mịt đồ vật có làm được cái gì? Căn bản không có hy vọng a. Tìm không thấy, bọn hắn vẫn là không tồn tại. Giải quyết hết bác đảo một lang hẳn là những người khác. Thiên sách thần soái nhìn thật sâu liếc mắt Diệp Quân Lâm. Chẳng qua bây giờ hắn cũng không dám hỏi. Bầu không khí quá âm trầm. Loại độc này chúng ta căn bản không có cách nào giải hết. Đúng, muốn hay không cái khác các quốc gia thần minh thử xem. Bọn hắn cường đại như thần minh, những cái này độc hẳn là không đủ để khó xử đến bọn hắn. Có người đề nghị. Hiện tại tất cả mọi người thần minh đều không hiểu rõ. Thật đúng là tưởng rằng thần minh đồng dạng. Có thể giải quyết mọi chuyện, loại độc này không đáng kể. Thế nhưng là Diệp Quân Lâm sau khi nghe được. Đều sắp tức giận chết rồi. Hắn đều không được. Những cái kia thần minh có làm được cái gì? Thần minh là cái gì? Hắc ám bác sĩ bọn hắn còn cũng không biết, lập tức hỏi thăm. Biết cường đại thần minh sao? Một bộ phận người cảm thấy thật có thể a. Đều thần minh. Kia tất nhiên là mọi người trong tưởng tượng thần minh a. Điểm ấy độc giải quyết không phải hạ bút thành văn sao? Hắc ám bác sĩ vừa cảm thấy có thể. Chẳng qua nhìn Diệp Quân Lâm phản ứng, hắn không nói chuyện. Hắn ẩn ẩn cảm thấy Diệp Quân Lâm so cái gì thần minh đều cường đại hơn rất nhiều. Trước đó không lâu, hắn nhưng là cảm thụ qua Diệp Quân Lâm lực lượng. Đó là ngay cả toàn bộ thế giới đều có thể hút. Thần minh chỉ là đám người này nói khoác. Thực lực chân chính như thế nào, không ai biết. Tất cả mọi người bắt đầu nghĩ đến đi cầu quốc gia kia thần minh thời điểm, Diệp Quân Lâm thanh âm đột nhiên vang lên, tìm thần minh vô dụng. Bọn hắn không có bản sự này. Diệp Quân Lâm vừa nói như vậy. Hắc ám bác sĩ liền khẳng định. Thần minh không được. Diệp tiên sinh nếu không chúng ta đi chiến ưng quốc thử thời vận. Hắc ám bác sĩ nhắc nhở. Hiện tại có hy vọng nhất đại hạ không được. Như vậy nhìn chung toàn thế giới, khả năng thật chỉ còn lại chiến ưng quốc. Diệp Quân Lâm đáp ứng lập tức xuống tới. Tốt, chúng ta đi thử xem. Diệp Quân Lâm cũng không nói nhảm. Trực tiếp ôm lấy Quân Quân cùng Hắc ám bác sĩ trực tiếp tiến về chiến ưng quốc. Những người khác có chút mộng. Vì sao Diệp Quân Lâm không tin đại hạ chấn ma ti cùng thiên sư phủ tồn tại? Hiện tại là ai đều nói cái này hai loại tồn tại không phải truyền thuyết, là chân thật tồn tại.
càng là diệt trừ Bắc đảo một lang. Tiếp theo, vì cái gì không tin thần minh đâu? Đây chính là thiên thần một loại tồn tại. Siêu thoát ra người bình thường. Độc dược này mạnh hơn, kia cũng là loài người. Thần minh làm sao giải không xong? Đại đa số người đều là không hiểu. Rõ ràng hy vọng rất nhiều. Vì sao Diệp Quân Lâm như vậy chắc chắn? Trực tiếp không đi tìm Trấn Ma Ti cùng Thiên Sư Phủ. Trực tiếp phủ định thần minh không được. Bây giờ lại chạy tới Chiến Ưng Quốc tìm vận may. Bây giờ hoàn cảnh dưới, Chiến Ưng Quốc cùng Đại Hạ đồng dạng, cùng thuộc tầng dưới chót. Không tìm thần minh, đi Chiến Ưng Quốc tìm vận may, quả thực buồn cười. Nhất là nhìn thấy Diệp Quân Lâm lo lắng như thế ôm lấy Quân Quân rời đi. Mọi người càng phát ra không hiểu. Ta có chút không nghĩ ra, Diệp Quân Lâm theo lý thuyết rất để ý nữ nhi của hắn sinh tử. Nhưng cảm giác lại không quan tâm, giống như nữ nhi của hắn chết sống cũng không đáng kể. Chấm. Tất cả mọi người có dạng này nghi hoặc. Tại bọn hắn lý giải bên trong, Diệp Quân Lâm hẳn là lập tức cầu cứu thần minh hoặc là tìm Trấn Ma Ti cùng Thiên Sư Phủ. Chẳng qua hắn đi Chiến Ưng Quốc. Nói hắn không ái nữ nhi a. Lại so bất luận kẻ nào đều gấp. Ai nói thần minh không được, hắn tự mình tiếp xúc qua thần minh, biết thần minh là dạng gì. Có người quát lớn, Quân Quân mấy vị sư phụ cũng là sốt ruột. Mặc kệ thần minh cuối cùng được hay không, chúng ta đều là muốn thử một lần. Đúng, chúng ta đi cầu thần minh đến cho Quân Quân giải độc. Vâng, Diệp Quân Lâm không đi cầu thần minh, chúng ta tự mình đi cầu. Chấm. Mấy vị lão tổ tông sốt ruột a. Bọn hắn muốn đi cầu thần minh đến cho Quân Quân giải độc. Đúng, tìm thần minh tuyệt đối là biện pháp tốt nhất. Ta nghe nói thần minh trong cơ thể ẩn chứa thần lực không gì làm không được. Có thể hủy thiên diệt địa, cũng có thể tầm bổ vạn vật, giải độc hẳn là không đáng kể. Những người khác phi thường duy trì. Bây giờ đại hạ suy thoái, tìm thần minh không nhất định có thể giúp đỡ. Cho nên con đường này vẫn là rất khó, nhưng chúng ta muốn đi nếm thử. Đoán chừng dù là tìm tới thần minh hỗ trợ, chúng ta cũng phải trả giá cực kỳ giá cao thảm trọng. Mấy vị lão tổ tông nói. Mặt khác, làm phiền các ngươi đi tìm Trấn Ma Ti cùng Thiên Sư Phủ tung tích. Bắc đảo một lang thần minh vẫn lạc, khẳng định là cùng bọn hắn có quan hệ. Bọn hắn còn muốn thúc giục những người khác đi tìm Trấn Ma Ti cùng Thiên Sư Phủ. Tốt, chúng ta cũng đều đi thử xem. Những người khác cũng đều nhao nhao hành động. Thậm chí Thiên Sách Thần Soái cùng Viêm Long Vệ mấy vị thủ lĩnh, bắt đầu tra tìm các loại tư liệu cổ tịch. Đến tìm kiếm chút vận may. Diệp Quân Lâm cùng Hắc Ám bác sĩ tốc độ rất nhanh. Sau đó không lâu liền đạt tới Chiến Ưng Quốc. Tranh thủ thời gian tìm Hắc Ưng đặc công. Diệp Quân Lâm bắt đầu gấp. Vừa vặn Diệp Quân Lâm đụng phải trở về Thượng Đế chi não một đoàn người. Diệp tiên sinh ngươi thật còn sống. Đám người kích động không thôi. Nhất là Thượng Đế chi não xông tới. Không có thời gian giải thích, tranh thủ thời gian tìm Hắc Ưng đặc công đến. Diệp Quân Lâm lập tức nói. Hắc Ám bác sĩ cũng nói, đúng, tiểu tử này trong đầu giấu chữ toàn thế giới rất nhiều tin tức. Để hắn tìm một chút có cái gì kỳ nhân dị sĩ. Diệp Quân Lâm vội vàng đem sự tình nói cho Thượng Đế chi não. Thượng Đế chi não vội vàng bắt đầu tìm kiếm. Không bao lâu, Hắc Ưng đặc công cũng tới. Không kịp để hắn kinh ngạc. Diệp Quân Lâm đem sự tình nói cho hắn. Hắc Ám bác sĩ đều không được, kia hy vọng xa vời a. Chẳng qua ta hỏi thăm một chút Thiên Thuẫn cục chuyên gia, nhìn xem có hay không phương diện này kỳ nhân dị sĩ. Hắc Ưng đặc công nhìn thật sâu liếc mắt Hắc Ám bác sĩ. Ưng sau, ý kia rất đơn giản. Hắc Ám bác sĩ như thế tồn tại cường đại cũng không được lời nói. Những người khác càng không được a. Chẳng qua Hắc Ưng đặc công vẫn là tiếp tục đi làm. Hy vọng xa vời. Nhưng đại biểu cho vẫn là có hy vọng. Hắc Ưng đặc công liên hệ Thiên Thuẫn cục về sau, thậm chí còn liên hệ kết thúc thủ Smith cùng cao tầng Nelson. Xem bọn hắn có biện pháp gì hay không. Dù sao bọn hắn phía sau còn có người. Chỉ là Hắc Ưng đặc công không biết. Muốn hay không mời một ít mới xuất hiện thần minh đi thử một chút. Hắc Ưng đặc công đề nghị. Diệp Quân Lâm trực tiếp cự tuyệt. Nếu là những người khác môn đạo, Diệp Quân Lâm thật đúng là có thể tới thử xem. Chẳng qua những cái này thần minh lai lịch ra sao, Diệp Quân Lâm so với bọn hắn rõ ràng hơn. Bọn hắn biến dị là bắt nguồn từ Diệp Quân Lâm thân thể loại bỏ sau linh khí. Diệp Quân Lâm đều không được. Bọn hắn có thể có biện pháp nào?
Hắc ưng đặc công có mấy phần kỳ quái. Thần minh không được. Diệp Quân Lâm vì sao như thế chắc chắn? Chẳng qua hắn cũng không có đi truy đến cùng. Hiện tại mời đến một cái thần minh cũng khá là phiền toái. Mà lại chiến ưng quốc tạm thời quyết định không cùng thần minh liên hệ. Tạm thời vẫn là không thể tiếp xúc. Hắn chỉ có thể tuân theo Diệp Quân Lâm ý tứ. Thượng đế chi não tự thân liền tương đương với thịt người siêu não. Hắn bắt đầu sàng chọn lên. Chẳng qua độ khó cực lớn. Bởi vì cần ứng cử viên tối thiểu phải là hắc ám bác sĩ cấp bậc này đơn chỉ y thuật. Cho nên vô cùng khó khăn. Khả năng sàng chọn đến cuối cùng. Một cái nhân tuyển thích hợp đều không có. Thiên Tuấn Cục bên này nghiên cứu chuyên gia, bắt đầu lợi dụng các loại thiết bị xem xét Quân Quân tình huống cụ thể. Diệp Quân Lâm để phòng vạn nhất, gắt gao canh giữ ở Quân Quân bên cạnh. Dụng cụ phương diện. Quả nhiên Thiên Tuấn Cục lợi hại một điểm. Dù sao bọn hắn một mực nghiên cứu đồ vật đều là vượt mức quy định. Ví dụ như giải phẫu một chút không biết sinh vật loại hình. Phương diện này bọn hắn có kinh nghiệm cùng các loại dụng cụ tân tiến. Nghe nói độc dược này lợi hại. Cục thủ Smith cùng cao tầng Nelson còn phái một chút đỉnh tiêm chuyên gia cùng cao thủ giải độc đến tham dự. Thậm chí mang đến Thiên Thuẫn Cục đều chưa từng có tiên tiến dụng cụ. Chỉ nhìn liếc mắt, mọi người liền có thể phát giác ra được những dụng cụ này vật liệu. Kết cấu chờ một chút đều là cùng mọi người thấy qua không giống. Hiển nhiên loại này công nghệ cao chỉ có cao tầng biết. Hắc ưng đặc công loại này cấp bậc đều chưa từng có thể tiếp xúc. Chẳng qua loại này thời điểm then chốt, mọi người đi đâu so đo cái khác. Diệp Quân Lâm đối với cái này một điểm tâm tư đều không có. Toàn tâm đều tại Quân Quân trên thân. Sau đó không lâu, Thượng Đế chi não sàng chọn ra tới 7 người cũng bị từng cái tìm tới. Hắc ưng đặc công rất cho lực, đem bọn hắn từng cái tiếp đến. Liên hắc ám bác sĩ cũng đầu nhập trong đó. Gần như trên 100 vị đỉnh tiêm chuyên gia, vận dụng nhất dụng cụ tân tiến, đối Quân Quân tiến hành phân tích trị liệu. Đoán chừng cũng liền Quân Quân chúng độc đặc thù, khả năng một lần tính đem nhiều như vậy nhân vật lợi hại toàn bộ tụ tập lại. Diệp Quân Lâm nhìn thấy một tia hy vọng. Nói không chừng thật có thể. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. 5 tiếng. 10 giờ. Chấm. Cuối cùng đi qua 17 tiếng. Mọi người rốt cục thương lượng ra một cái kết quả đến. Diệp Quân Lâm lập tức giật mình tỉnh lại. Khoảng thời gian này, hắn cũng đang nghĩ biện pháp. Nhìn xem như thế nào vận dụng mình thực lực cường đại tới lui trừ Quân Quân trên người độc dược. Cho dù là chuyển rời đến trên người mình cũng được a. Để Quân Quân sống sót. Mình đi tiếp nhận. Dường như mình bên trong cái này độc lời nói. Ngay tại hắn nghĩ mê mẩn thời điểm, một bên hắc ưng đặc công nhắc nhở hắn có kết quả. Diệp Quân Lâm một chút tỉnh táo lại, lập tức xông tới. Trên 100 vị đỉnh tiêm chuyên gia, đã mệt mỏi thở hồng hộc. Dù sao bọn hắn đây là cao độ tập trung. Rất nhiều người trên mặt đều là hưng phấn. Nhưng hắc ám bác sĩ lại mặt âm trầm. Trước mắt liền cái này một cái biện pháp có thể thực hiện. Liền nhìn ngươi có nguyện ý hay không rồi. Một đám chuyên gia toàn bộ ánh mắt rơi vào Diệp Quân Lâm trên thân, đều nhìn chòng chọc vào hắn. Diệp Quân Lâm bởi vì sốt ruột, vội vàng hỏi, cái gì? Biện pháp gì? Rất nhiều chuyên gia, trên mặt tràn đầy vui sướng. Biện pháp chúng ta là thật tìm được. Bọn hắn hưng phấn nguyên nhân là chính xác tìm được biện pháp trị liệu. Hắc ám bác sĩ thì là thở dài. Hiển nhiên đối với phương pháp kia không thế nào hài lòng. Diệp Quân Lâm đem biểu tình của tất cả mọi người đều bắt được. Nhìn thấy hắc ám bác sĩ thần sắc, trong lòng của hắn hơi hồi hộp một chút. Ý thức được không ổn. Phương pháp đâu, kỳ thật rất đơn giản để đứa nhỏ này cùng với nàng trên người độc tố hoàn mỹ cùng tồn tại. Trong đó một vị nghiên cứu viễn cổ độc dược chuyên gia nói. Cái gì, cùng tồn tại, có ý tứ gì? Diệp Quân Lâm có chút không quá lý giải. Hiện tại Quân Quân không phải liền là cùng độc dược này cùng tồn tại sao? Làm sao còn muốn cùng tồn tại? Vẫn là ta đến nói đi. Hắc ám bác sĩ đứng dậy, đối Diệp Quân Lâm nói ra, bọn hắn nghiên cứu sau khi thương nghị biện pháp chính là cùng tồn tại, mà cùng tồn tại có ý tứ là để độc tố triệt để chiếm cứ Quân Quân thân thể, đem Quân Quân triệt để biến thành chân chính độc dược. Hắc ám bác sĩ ý tứ Diệp Quân Lâm minh bạch. Quân Quân hiện tại đi chính là quá trình này. Quân Quân cuối cùng mình lại biến thành độc dược. Trước mắt hắn có thể làm chính là trì hoãn tốc độ. Đây không phải triệt để chiếm cứ sao, thế nào lại là cùng tồn tại? Diệp Quân Lâm không hiểu ý tứ này.
Cùng tồn tại có ý tứ là quân quân ý thức giữ lại tồn tại, nhưng là thân thể lại biến thành độc dược, lại quân quân không cách nào điều khiển thân thể của mình. Hắc ám bác sĩ tiếp tục giải thích nói. Diệp Quân Lâm dần dần minh bạch. Hắn vội vàng nói, ý tứ chính là nói quân quân sẽ triệt để biến thành độc dược, chỉ là ý thức của nàng sẽ bảo lưu lại đến. Nhưng là không cách nào điều khiển thân thể của mình, như vậy không thể sử dụng miệng con mắt mũi những thứ này. Chúng ta chỉ có thể thông qua chuyên môn dụng cụ đến cảm ứng ý thức của nàng tồn tại. Ầm ầm. Diệp Quân Lâm đã thất tha thất thểu. Hắc ám bác sĩ gật gật đầu, đúng là dạng này. Kỳ thật loại biện pháp này giữ lại không bảo lưu thân thể của nàng đều là giống nhau. Bởi vì áp dụng biện pháp là giữ lại ý thức của nàng, có thể đem ý thức tách ra. Không nhất định phải giữ lại trong thân thể. Hắc ám bác sĩ nói kỳ thật rất ngay thẳng. Quân quân thân thể đều sẽ biến thành độc dược, cho dù là đại não cũng sẽ biến thành độc dược một bộ phận. Chỉ có ý thức loại này hư vô mờ mịt đồ vật khả năng tách ra. Muốn hay không thân thể đều không trọng yếu. Chẳng qua suy xét đến Diệp Quân Lâm niệm tử sốt ruột, cho nên mới sẽ giữ lại thân thể. Thân thể triệt để thôi hóa thành độc dược, ý thức bảo lưu lại đến cùng tồn tại phương pháp. Tối thiểu quân quân xem như ý thức vẫn còn, không chết hết. Cùng người thực vật không sai biệt lắm. Thậm chí mạnh một điểm. Có được cường đại dụng cụ, Diệp Quân Lâm có thể thông qua dụng cụ đến cảm ứng quân quân ý thức, thậm chí có thể trao đổi. Mà lại cam đoan thân thể hoàn chỉnh tính, không đủ để hư thối. Kỳ thật đây coi như là một loại phương pháp. Bằng không, quân quân cuối cùng hạ tràng đó là một con đường chết. Đến lúc đó liền một điểm ý thức đều sẽ bị phá hủy. Hiện tại những chuyên gia này tối thiểu có thể giữ lại ý thức. Chẳng qua nghĩ lại. Trên trăm vị chuyên gia đối độc dược này là không thể làm gì. Loại ý thức này giữ lại cùng tồn tại biện pháp, kỳ thật cũng là hướng độc dược thỏa hiệp. Không có cách nào biện pháp. Không được. Thế nhưng là loại biện pháp này, Diệp Quân Lâm muốn cự tuyệt. Hắn sao có thể để nữ nhi biến thành này tấm quỷ bộ dáng? Vẹn vẹn lưu lại ý thức. Đây tuyệt đối không có khả năng. Đó căn bản không gọi biện pháp. Biện pháp này ta không cách nào áp dụng. Ta muốn để nữ nhi của ta thân thể ý thức đều sống sót. Diệp Quân Lâm đối đám người cúi người chào nói, chẳng qua vẫn là cảm tạ các vị. Ta Diệp Quân Lâm thiếu các ngươi một cái nhân tình, cần một câu, ta tự sẽ trợ giúp. Không quan trọng, chúng ta cũng nghiên cứu thêm một chút đi, chính ngươi lại đi tìm kiếm những biện pháp khác. Mọi người cũng không có đem Diệp Quân Lâm lời hứa để trong lòng. Cũng không phải đương thời thần minh lời hứa. Có làm được cái gì? Tất cả mọi người không có coi là chuyện đáng kể. Diệp Quân Lâm chỉ có thể tiếp tục đi tìm. Chiến ưng quốc nơi nào đó. Cục thủ Smith cùng cao tầng Nelson tụ tập cùng một chỗ. Diệp Quân Lâm nữ nhi chúng độc thuốc chưa từng nghe thấy. Vừa mới thần sứ phát tới tin tức, nói bọn hắn đối loại độc dược này cảm thấy hứng thú. Để chúng ta đem hàng mẫu gửi tới. Nelson nói. Cục thủ Smith liên tục gật đầu, tốt, ta rất nhanh liền đem hàng mẫu gửi tới. Smith lộ ra nụ cười, Diệp Quân Lâm nữ nhi vận khí thật đúng là tốt. Liền bọn hắn đều cảm thấy hứng thú, nói không chừng độc dược này thật có thể giải khai. Chấm. Hiển nhiên, hai vị này nói là chiến ưng quốc thế lực sau lưng. Hiện tại đối quân quân chúng độc thuốc cảm thấy hứng thú. Chẳng qua đây hết thảy Diệp Quân Lâm cũng không biết. Giờ phút này, hắn cùng Hắc Ám bác sĩ cùng Thượng Đế chi não tụ tập cùng một chỗ. Diệp Quân Lâm tiếp tục tại hoàn thiện phía trước ý nghĩ. Nếu như là mình trúng độc, Diệp Quân Lâm cùng Hắc Ám bác sĩ hỏi thăm, nếu như ta mình trúng loại độc này đâu? Hắc Ám bác sĩ kiểm tra Diệp Quân Lâm thân thể, mạnh mẽ nuốt nước miếng một cái, lấy thực lực của ngươi, độc dược này thật đúng là dường như không làm gì được ngươi. Nó thậm chí không cách nào xâm nhập thân thể của ngươi. Thân thể của ngươi khắp nơi đều là cương cân thiết cốt, độc tố không cách nào tổn thương đến. Đây tuyệt đối là hắn gặp qua hoàn mỹ nhất thân thể. Không có cái thứ hai. Thuần nhân loại thân thể làm sao lại mạnh tới mức này đâu. Mà lại hắn hiểu được đây chỉ là một góc của băng sơn thôi. Diệp Quân Lâm liền tựa như một vành mặt trời bày ở trước mắt, để hắn không cách nào nhìn thẳng. Có thể nói như vậy. Độc dược này có thể thương tổn được tất cả mọi người. Thật đúng là không nhất định có thể thương tổn được Diệp Quân Lâm. Quá mạnh. Diệp Quân Lâm nghe xong về sau nói ra, cho nên ta có cái mạch suy nghĩ để quân quân mình trở nên cường đại, đến thử xem, độc dược này có thể hay không bị khứ trừ.
Bởi vì lúc trước ta để Quân Quân vận dụng công pháp hấp thu linh khí thử qua, chỉ cần không chủ động đi khứ trừ độc dược, đơn thuần như vậy hấp thu linh khí là an toàn có thể. Nói cách khác Quân Quân mạnh lên cùng độc dược cùng tồn tại cũng có thể tiến hành. Hắc ám bác sĩ minh bạch Diệp Quân Lâm ý tứ, ta minh bạch người ý tứ để Quân Quân cường đại đến nhất định tình trạng. Độc dược liền không thể làm gì. Thế nhưng là, người có nghĩ tới không? Trong thời gian ngắn, Quân Quân hấp thu linh khí không có vấn đề. Thế nhưng là một khi mạnh lên, kích động đến độc tố đâu? Hoặc là nói, Quân Quân hấp thu linh khí không những không thể tự kiềm chế sử dụng, ngược lại trở thành độc dược chất dinh dưỡng đâu? Chấm. Hắc ám bác sĩ nói ra một loạt vấn đề. Diệp Quân Lâm nghẹn lời. Hắn cũng không biết. Đều là nếm thử. Cảm thấy hơi có thể thực hiện, liền nghĩ lấy ra thử xem. Chẳng qua hắc ám bác sĩ kiểu nói này. Hắn liền sợ hãi. Vạn nhất lại xuất hiện kích động đến Quân Quân tình huống, hắn cũng vô pháp trưởng khống. Vậy liền nguy hiểm. Cho nên vẫn là không thể nếm thử. Phải có xác thực làm được biện pháp mới có thể nếm thử. Vậy làm sao bây giờ? Còn phải tiếp tục tìm. Hắc ám bác sĩ hỏi. Tìm đi, lần này toàn thế giới hoàn cảnh biến hóa lớn về sau, ta nghĩ rất nhiều ẩn tàng đủ sâu kỳ nhân dị sĩ đều lục tục xuất hiện. Thượng đế chi não nói. Hắc ám bác sĩ lập tức phụ họa, đúng, giống cái kia chuyên môn nghiên cứu cổ tu sĩ thế lực cũng là loại này trong lúc mấu chốt xuất hiện. Chắc hẳn còn sẽ có rất nhiều thế lực xuất hiện, chúng ta có thể đi tìm. Tốt, vậy chúng ta liền đi tìm, Quân Quân tình huống ta tạm thời có thể ổn được. Đúng, cái kia cổ xưa thế lực vẫn là phải tìm đến. Ta muốn từng cái ép hỏi bọn hắn, vạn nhất có manh mối đâu. Không thể từ bỏ bất cứ cơ hội nào. Diệp Quân Lâm vốn định chữa khỏi Quân Quân về sau, lại tìm cái này cổ xưa thế lực, đem bọn hắn từng cái giết sạch. Hiện tại xem ra, đám người này khả năng hữu dụng. Vẫn là trước bắt trở lại. Như vậy Thượng Đế chi não người bắt đầu tìm đám người kia ở nơi nào, ta bồi Diệp tiên sinh tiếp tục tìm phương pháp. Hắc ám bác sĩ dặn dò. Lập tức, hắc ám bác sĩ bồi tiếp Diệp Quân Lâm khắp nơi đi tìm. Trạm thứ nhất, chính là tới gần chiến ưng quốc mèo rừng quốc. Nhưng khi hai người vừa tới đạt mèo rừng quốc, liền bị người vây quanh. Xem ra bọn hắn đã sớm chuẩn bị. Đầy khắp núi đồi khắp nơi đều là bị linh khí phóng xạ qua đi cường giả. Cứ việc không có thần minh cấp xuất hiện. Thế nhưng là hắc ám bác sĩ vẻn vẹn nhìn thoáng qua, liền cảm nhận được khủng bố. Từ Quân Quân xảy ra chuyện về sau, hắn mặc dù đã hiểu rõ đương kim thế giới biến hóa. Nhưng những thời giờ này, đều tại đại hạ cùng chiến ưng quốc. Duy chỉ có tránh thoát này thiên đại kỳ ngộ hai cái địa phương. Bởi vậy cũng chưa bao giờ gặp trải qua linh khí phóng xạ sau cường giả. Cái này là lần đầu tiên. Hắn thấy thật sự rõ ràng. Đối mình thực lực, hắn là tương đương có tự tin. Dù sao trước đó, hắn cùng Diệp Quân Lâm giao thủ, đều có thể gánh một hồi. Phía trước đối phó cái kia cổ xưa thế lực thời điểm, hắn thông qua đặc thù biện pháp đề cao thực lực, đem cổ xưa thế lực bức bách phải bó tay toàn tập. Mới cho Quân Quân ăn vào độc dược. Thế nhưng là bây giờ nhìn thấy bị linh khí phóng xạ qua cường giả, hắn mắt trợn tròn. Mình thực lực căn bản không đáng giá được nhắc tới. Quá mạnh. Từng cái linh khí nổ tung. Hắn miễn miễn cưỡng cưỡng khả năng tính trung đẳng. Những người này đều mạnh như vậy. Như vậy thần minh là dạng gì? Phải mạnh đến mức nào? Hắc ám bác sĩ lập tức minh bạch, là người nào người đều nói muốn đi cầu thần minh ra tay. Cái này mẹ hắn chính là thần minh a. Hắn cũng thật cảm nhận được thế giới trong thời gian thật ngắn vậy mà biến thành bộ dáng như vậy. Quá khủng bố. Cái này còn vẻn vẹn mèo rừng quốc. Nghe nói thần minh không có mấy cái thế lực nhỏ. Tại toàn thế giới xếp tại dựa vào sau vị trí. Cái này nếu là chiến hùng quốc trở cường đại quốc gia, sẽ là dạng gì a? Nghe nói thần minh có đặc biệt nhiều. Chẳng qua hắc ám bác sĩ không còn kịp suy tư nữa cái khác. Hắn nhìn xem chung quanh chúng cường giả, trực tiếp chất vấn, các ngươi muốn làm cái gì? Thứ nhất trực giác nói cho hắn, nhóm người này kẻ đến không thiện. Không nhắm vào mình, như vậy chính là nhằm vào Diệp Quân Lâm. Một trận đại chiến, dường như không thể tránh được. Chính hắn không được, chỉ có thể ký thác hy vọng tại Diệp Quân Lâm trên thân. Diệp Quân Lâm một mực không có đem thần minh coi như một chuyện. Hắn hy vọng tình huống thật đồng dạng Diệp Quân Lâm có vốn liếng này. Diệp Quân Lâm cũng cảm thấy kỳ quái. Mình cũng không làm cái gì. Chỉ là mang theo Quân Quân đến tìm biện pháp giải độc.
làm sao biết vừa tiến vào mèo rừng quốc, liền bị tầng tầng vây khốn. Diệp Quân Lâm liếc nhìn toàn trường một vòng, nữ nhi của ta trúng độc, ta tâm tình đặc biệt kém. Hạn 3 giây toàn bộ lăn đi, nếu không ta tất đại khai sát giới. Trước kia Diệp Quân Lâm sẽ còn để cho một điểm, nhưng bây giờ hắn bởi vì Quân Quân nguyên nhân, nội tâm bực bội đến cực hạn. Một điểm liền. Ai cản giết ai? Ha 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 ha. Kết quả Diệp Quân Lâm một câu, dẫn tới tất cả mọi người cười vang. Không có người sẽ cho rằng Diệp Quân Lâm có thể ở vào tình cảnh này đại khai sát giới. Thậm chí nói ở đây trong đó tùy tiện một cái, đều có thể treo lên đánh Diệp Quân Lâm. Lần này thiên địa biến đổi lớn, người người đạt được kỳ ngộ về sau, kỳ thật đều có tiêu chí. Đó chính là linh khí vần quanh. Chỉ là cạn nặng vấn đề. Bình thường người linh khí vần quanh như ẩn như hiện, hoặc là tương đối cạn. Cường giả một hàng, đó chính là linh khí nồng đậm. Mọi người lẫn nhau đều có thể cảm ứng được. Thế nhưng là trước mắt Diệp Quân Lâm vẫn là hắc ám bác sĩ, bọn hắn đều không cảm giác được. Ngược lại là Quân Quân trên thân còn có như ẩn như hiện linh khí. Dù sao trước đó không lâu, Quân Quân dụng công pháp hấp thu qua linh khí. Bởi vậy, bọn hắn rất dễ dàng phán định trước mắt Diệp Quân Lâm bọn hắn tuyệt không trải qua linh khí phóng xạ. Cứ như vậy, dám nói khoác lác, đại khai sát giới. Chẳng phải là tại loạn kéo. Ta ngược lại muốn xem ai muốn đại khai sát giới. Một đạo băng lãnh thanh âm truyền đến. Mấy thân ảnh xuất hiện. Bọn hắn so ở đây còn cường đại hơn. Xem bộ dáng là mèo rừng quốc nhất cường giả đỉnh cao. Đương nhiên thần minh vẫn là không đến. Đoán chừng theo bọn hắn nghĩ, căn bản không dùng đến thần minh cấp. Không thể tùy tiện xuất động. Tạch tạch tạch. Tất cả cường giả cùng nhau để lên đến một bước. Diệp Quân Lâm dựng thẳng lên ngón tay, bắt đầu đếm ngược, 3, 2, 1. Một trận đại chiến hết sức căng thẳng. Liên hắc ám bác sĩ toàn thân nhiệt huyết đều bị điều động, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Trong nháy mắt, có thể đem thực lực mình điều động đến có thể cùng ở đây cường giả một trận chiến tình trạng. Hắc ám bác sĩ nghiên cứu nhiều như vậy chủng tộc cùng không biết sinh vật, nháy mắt đề cao sức chiến đấu, với hắn mà nói rất dễ dàng. Trừ phi là Diệp Quân Lâm loại kia nghiền ép thức thực lực, không phải không ai có thể hạn chế lại hắc ám bác sĩ thực lực tăng lên. Diệp Quân Lâm đã phẫn nộ đến cực hạn, kẻ chặn đường ta, chết. Đang lúc nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, mèo rừng quốc mấy vị cao tầng, vậy mà lên tiếng nói, giết một con kiến hôi, chúng ta căn bản không hứng thú. Chúng ta là tới đón tiếp hắc ám bác sĩ. Tất cả mọi người là nhìn cũng không nhìn Diệp Quân Lâm liếc mắt. Chớ nói chi là để ý uy hiếp của hắn. Cái này khiến Diệp Quân Lâm có chút mộng. Không phải xông mình đến. Xông hắc ám bác sĩ đến. Hắc ám bác sĩ còn có giá trị có thể nói. Chỉ thấy mấy vị cao tầng trực tiếp từ Diệp Quân Lâm bên cạnh đi qua. Những người khác cũng đều là như thế. Tất cả mọi người xem nhẹ Diệp Quân Lâm. Ánh mắt của mọi người đều rơi vào hắc ám bác sĩ trên thân. Chỉ thấy tất cả mọi người đối hắc ám bác sĩ cùng nhau hành lễ, mèo rừng quốc toàn thể hoan nghênh đêm làm đến. Mèo rừng quốc sẽ lấy lễ nghi cao nhất tiếp đãi đêm làm. Bên cạnh một vị cao tầng còn nói bổ sung, tại mèo rừng quốc, ngài có thể xách bất kỳ yêu cầu gì. Là bất kỳ yêu cầu gì. Lần này không đơn thuần là Diệp Quân Lâm mắt trợn tròn. Chính là hắc ám bác sĩ mình cũng mắt trợn tròn. Đêm làm. Chuyện gì xảy ra? Nguyên lai lần này linh khí khôi phục về sau, các nước đều đạt được thiên đại kỳ ngộ, sinh ra rất nhiều thần minh. Thế là Chiến Hùng Quốc trở thế lực cường đại đề nghị, muốn đem linh khí khôi phục người chế tạo hắc ám bác sĩ cùng thượng đế chi não cung phụng, cho bọn hắn tu kiến các loại điêu khắc tượng thần. Hai người càng bị xưng là quang thiên sứ cùng đêm làm. Cái thiên sứ này cùng trước đó phương Tây định nghĩa bên trong thiên sứ vẫn là có chút khác biệt. Ngụ ý thượng thiên phái tới sứ giả, xé nát hắc ám, đem quang minh mang cho thế giới. Cùng linh khí khôi phục quá trình giống nhau như đúc. Thế lực khắp nơi hứa hẹn để bọn hắn trở thành các đại quốc thế lực thượng khách. Dùng cái này đến cảm tạ bọn hắn đối với linh khí khôi phục làm ra kiệt xuất cống hiến. Xác thực như thế. Nếu không phải bọn hắn xuyên phá siêu cấp linh mạch, nơi nào sẽ có linh khí khôi phục chuyện này? Bọn hắn chính là thế giới này sống lại căn bản. Cái quyết nghị này kỳ thật cũng là vừa mới ra tới. Trừ Đại Hạ Liên Minh phe phái cùng Ngân Hà Hộ Vệ Liên Minh bên ngoài, còn lại tại linh khí khôi phục ở bên trong lấy được kỳ ngộ toàn bộ quốc gia thế lực đều nhất trí đồng ý.
Hắc ám bác sĩ cùng thượng đế chi não chính là toàn thế giới tái sinh phụ mẫu. Muốn đem bọn hắn cúng bái. Ai muốn đối phó bọn hắn, chính là cùng toàn thế giới là địch. Mèo rừng quốc vừa vặn nhận được tin tức, hắc ám bác sĩ muốn tới, lập tức tới đón tiếp. Vẫn là cử quốc chi lực, lễ nghi cao nhất. Đêm làm xin ngài thứ lỗi, mèo rừng quốc thần minh cũng không thể tự mình đến nghênh đón ngài. Dù sao hiện tại thần minh là mỗi cái quốc gia thế lực lớn nhất cơ mật. Chẳng qua đợi chút nữa bí mật, ta mèo rừng quốc thần minh sẽ từng cái thấy ngài, bọn hắn cũng muốn làm mặt cảm tạ ngài. Chấm. Một phen giải thích sau. Diệp Quân Lâm cùng hắc ám bác sĩ đã minh bạch chuyện gì xảy ra. Hắc ám bác sĩ may mắn tránh thoát một lần đại chiến. Tất lại không biết ai thắng ai thua. Không nghĩ tới mình bị tôn làm đêm làm. Vậy cũng là chuyện tốt một kiện. Hắn nhìn Diệp Quân Lâm liếc mắt. Có cái thân phận này tại, dường như tiếp xuống làm việc thuận tiện nhiều. Tối thiểu cho quân quân tìm biện pháp trị liệu. Hắc ám bác sĩ nhìn xem mèo rừng quốc đám người hỏi, đợi chút nữa thần minh ta cũng có thể nhìn thấy. Đương nhiên có thể, bọn hắn muốn cảm tạ ngài. Những người khác trả lời. Hắc ám bác sĩ vui mừng, vậy ta cầu bọn hắn làm việc có thể chứ? Đám người sững sờ, đêm làm, chuyện của ngươi chính là chuyện của người khác. Sao là cầu nói chuyện? Vậy thì tốt, dẫn ta đi gặp các ngươi thần minh. Hắc ám bác sĩ cũng không nói nhảm, chỉ muốn cho quân quân chữa bệnh. Diệp Quân Lâm còn muốn nói điều gì? Nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Vẫn là đi cùng xem một chút đi. Vạn nhất có biện pháp đâu. Nơi này biện pháp không phải chỉ thần minh sử dụng linh khí thủ đoạn, mà là dùng những biện pháp khác. Thần minh dùng linh khí thủ đoạn, vậy khẳng định là không có hiệu quả. Hắc ám bác sĩ cũng không gửi tất cả hy vọng tại thần minh trên thân, bắt đầu cùng mèo rừng quốc cao tầng hỏi thăm kỳ nhân dị sĩ. Hắc ám bác sĩ yêu cầu bọn hắn nhao nhao đáp ứng, lập tức tại cả nước bên trong triệu tập kỳ nhân dị sĩ. Sau đó không lâu, Diệp Quân Lâm một đoàn người bị nghênh đón đến mèo rừng quốc nơi trú quân bí mật. Vì chính là ngăn cách cùng tình huống ngoại giới. Hiện tại các nước đều không dám công bố thần minh số lượng cùng cụ thể ứng cử viên. Đều nghĩ đến giấu một tay. Đương nhiên trừ thần minh số lượng siêu cấp nhiều chiến hùng quốc nhóm thế lực. Người ta chính là nhiều, căn bản không cần giấu giếm. Chỉ có thần minh số lượng không phải rất nhiều, hoặc là ở vào trung đẳng số lượng quốc gia thế lực mới có thể ẩn tàng. Dạng này đối về sau cục diện có lợi. Không phải người thần minh số lượng không nhiều, chính là người ta bên miệng thịt. Cho nên tận lực có thể giấu liền giấu. Đi vào trụ sở bí mật sau. Diệp Quân Lâm cũng bị ngăn cản bên ngoài. Hiển nhiên mèo rừng quốc sẽ chỉ hướng hắc ám bác sĩ công bố thần minh số lượng. Tự nhiên sẽ không để cho Diệp Quân Lâm biết. Diệp Quân Lâm không nói gì, chỉ là chờ lấy. Sau đó không lâu, từng vị thần minh xuất hiện. Từng cái hướng hắc ám bác sĩ hành lễ cảm tạ. Bên ngoài xuất hiện 7 vị thần minh. Nhưng hắc ám bác sĩ mình cũng minh bạch, mèo rừng quốc vẫn là tàng tư. Cứ việc toàn thế giới đem hắn phụng làm đêm làm, đối đãi hắn dùng lễ nghi cao nhất. Nhưng vẫn là tàng tư. Nhưng đoán chừng lưu lại mấy vị thần minh không có xuất hiện. Đại khái số liệu vẫn có thể đoán được. Hắc ám bác sĩ tuyệt không nói nhảm nhiều. Vội vàng để cái này 7 vị thần minh xem xét quân quân chúng độc tình huống. Diệp Quân Lâm vẫn như cũ bị ngăn cản ở bên ngoài, chỉ có quân quân được bỏ vào đi. Chẳng qua Diệp Quân Lâm không quan tâm, trước mắt mã hóa vách tường ngăn không được hắn. Với hắn mà nói, cùng trong suốt không có khác nhau chút nào. Hắn như thường thấy rõ rõ ràng ràng. Hắn làm sao lại đem quân quân tùy tiện giao cho người khác đâu. Chỉ có quân quân gặp nguy hiểm. Hắn sẽ xông đi vào lập tức ngăn cản. 7 vị thần minh cùng Diệp Quân Lâm nói thủ đoạn đồng dạng, đều là dùng cường đại linh khí đến xem xét. Cũng chính là bị đám người nói vô cùng kỳ diệu thần lực. Có thể giải quyết hết thảy thần lực. Thế nhưng là cụ thể xem xét quân quân tình huống về sau, mọi người sắc mặt nhao nhao đại biến. Cái này độc quá bá đạo. Bọn hắn linh khí căn bản là không có cách khứ trừ. Thậm chí nghiêm trọng, chính bọn hắn cũng sẽ nhiễm phải loại độc dược này. Tùy tiện nhiễm một điểm, bọn hắn cũng đều muốn phế. Căn bản không có ngăn cản biện pháp. Cái gì, độc dược này liền thần minh lực lượng đều vô dụng. Hắc ám bác sĩ kinh ngạc. Nhưng mèo rừng quốc đám người càng phát kinh ngạc. Theo bọn hắn nghĩ, thần minh là không gì làm không được thiên thần A. Có thể sáng tạo, có thể hủy diệt. Chớ đừng nói chi là giải độc.
Đây không phải là dễ dàng sự tình sao? Rất nhanh, trong đó mạnh nhất một vị thần minh nói ra, độc dược này mạnh đến mức siêu thoát ra chúng ta phạm trù. Ta có thể nói như vậy, nhưng phàm là thần minh vận dụng thần lực lời nói, là không cách nào giải quyết. Dù sao thần minh lại như thế nào biến hóa, kỳ thật bản chất đều là giống nhau. Gặp linh khí phóng xạ, linh khí đối nó vô dụng. Hắc ám bác sĩ minh bạch hắn ý tứ, lập tức hỏi, cũng chính là độc dược này thần minh đều không có cách nào. Có thể nói như vậy, chẳng qua cũng phải bài trừ một chút nghịch thiên tồn tại, nhưng gần như không có khả năng. Chỉ có thể lại tìm vận may. Nghe xong về sau, hắc ám bác sĩ âm u đầy tử khí. Diệp Quân Lâm ngược lại là một mặt bình tĩnh. Hắn chỉ là tìm vận may. Sớm biết đã không có khả năng. Mà lại là tất cả thần minh đều không được. Chỉ cần dùng thần minh thủ đoạn liền tuyệt đối không được. Sau đó, mèo rừng quốc kỳ nhân dị sĩ nhao nhao chạy đến. Từng cái bắt đầu xem xét. Nhưng kết quả đồng dạng không có cách nào. Diệp Quân Lâm chỉ có thể ôm trở về Quân Quân. Muốn trị tốt, còn phải đi đại quốc thế lực lớn. Ngay từ đầu mèo rừng quốc đám người cảm thấy không phải liền là cái độc sao. Có bao nhiêu lợi hại. Thần minh tùy tiện ra tay liền có thể cầm xuống. Nhưng là bây giờ mọi người rốt cục đều biết cái này độc khủng bố đến mức nào. Liền thần minh đều không thể làm gì. Diệp Quân Lâm nữ nhi chỉ có thể chờ đợi chết rồi. Diệp tiên sinh ngươi yên tâm, mèo rừng quốc không được, địa phương khác còn sẽ có. Chúng ta khắp thế giới tìm, ta liền không tin. Mà lại có cái đạo lý ngươi phải hiểu được, theo ta nghiên cứu được đi ra một cái kết luận, tự nhiên vạn vật đều là có quy luật, vật chất ở giữa đều là tương sinh tương khắc. Ví dụ như xuất hiện một loại độc dược, như vậy nhất định có khắc chế giải dược của nó. Không phải liền là 87 loại độc dược sao? Chúng ta tìm ra 87 loại khắc chế giải dược chẳng phải được rồi. Ta đã tại phân tích cái này 87 loại độc dược, tìm tới giải dược ở trong tầm tay. Trong thời gian này, ngươi chỉ cần ổn định lại Quân Quân tình huống là được. Hắc ám bác sĩ kích động nói. Mặc dù biết hắc ám bác sĩ là an ủi mình, nhưng lời này nghe đề khí. Mà lại lý luận là đúng. Có thuốc độc, liền có giải dược. Cứ việc cái kia cổ xưa thế lực chỉ có thể nghiên cứu ra độc dược. Không cách nào nghiên cứu ra độc dược. Nhưng nghe hắc ám bác sĩ kiểu nói này, Diệp Quân Lâm tin tưởng khẳng định có siêu cấp đại năng có thể giải độc. Dù là một lần tính giải không được, cục bộ giải độc cũng có thể. Một loại độc giải. Trên đời không việc khó, chỉ sợ người hữu tâm. Vì nữ nhi, sự tình gì Diệp Quân Lâm đều có thể làm. Huống chi hắn hiện tại cường đại như vậy. Nhất định có biện pháp. Quân Quân cũng hướng về phía Diệp Quân Lâm gật gật đầu, ba ba, ta tin tưởng ngươi sẽ có biện pháp. Sau đó, Diệp Quân Lâm cùng hắc ám bác sĩ từ mèo rừng quốc rời đi. Tiếp tục tìm vận may. Tìm kiếm một chút thánh dược hoặc là kỳ nhân dị sĩ chờ chút. Vừa rời đi mèo rừng quốc, Diệp Quân Lâm liền tiếp vào đến từ Thượng Đế chi não tin tức. Hắn tra được cho Quân Quân hạ độc cổ xưa thế lực hướng đi. Cái gì, bọn hắn đầu nhập chiến hùng quốc. Đồng thời bị đối đãi như thượng khách. Hắc ám bác sĩ nhìn thấy tin tức về sau, khiếp sợ không thôi. Cũng đúng, cái này cổ xưa thế lực một mực nghiên cứu cổ tu sĩ, liền loại độc dược này đều có thể nghiên cứu ra được. Khẳng định còn có rất nhiều bí mật cùng kỹ năng. Cho dù là hoàn cảnh đột biến thành như thế, cũng không có người sẽ cự tuyệt. Thậm chí chiến hùng quốc. Hắc ám bác sĩ đối với cái này thoải mái. Diệp Quân Lâm một mặt lạnh lùng. Hắc ám bác sĩ tiếp tục nói. Cái này cổ xưa thế lực bị chiến hùng quốc trực tiếp xác phong thành hộ quốc giáo đình. Có được thần minh bảo hộ tư cách. Đây cũng chính là nói, ai dám động đến bọn hắn, chính là cùng chiến hùng quốc là địch. Hắc ám bác sĩ sắc mặt đại biến. Ngữ khí cũng nghiêm túc lên, như vậy, chỉ cần bọn hắn không rời đi chiến hùng quốc, một mực tiếp nhận chiến hùng quốc che chở, chúng ta chẳng phải là không cách nào báo thù rồi. Yên tâm đi, bất kể là ai. Dưới gầm trời này không ai có thể bảo vệ được bọn hắn. Diệp Quân Lâm thản nhiên nói. Tại trước đó hắn có lẽ không dám nói lời này. Còn muốn kiêng kỵ một chút người. Nhưng bây giờ hắn căn bản không cần kiêng kỵ, e ngại bất luận kẻ nào. Ai dám che chở bọn hắn, Diệp Quân Lâm liền giết ai. Xem ai có thể bảo vệ được. Hắc ám bác sĩ tiếp tục nói, thế nhưng là, chiến hùng quốc khác biệt a. Là đương kim đệ nhất đại thế lực a. Bọn hắn là tập thể trực diện lần này linh khí khôi phục. Bởi vậy bọn hắn thần minh số lượng nhiều nhất, chỉnh thể cao thủ cũng nhiều nhất mạnh nhất.
cũng tỉ như vừa mới mèo rừng nhân tài của đất nước tầm 10 vị thần minh, liền đã khủng bố như vậy. Phải biết chiến hùng quốc nghe đồn có hơn ngàn thần minh a, cái này ai có thể là đối thủ a? Không phải hắc ám bác sĩ không tin Diệp Quân Lâm. Thực sự là chiến hùng quốc quá cường đại. Trước đó hắn đối thần minh cũng là khịt mũi coi thường. Thế nhưng là tại mèo rừng quốc tận mắt nhìn đến thần minh cường đại sau. Hắn mới biết được chiến hùng quốc hơn ngàn thần minh mang ý nghĩa thần minh. Kia tuyệt không phải một người có thể khiêu chiến. Chờ xem, có một ngày như vậy, ta sẽ giết sạch tất cả mọi người. Diệp Quân Lâm băng lãnh thanh âm vang lên. Hắn căn bản không có đem chiến hùng quốc để vào mắt. Thế gian này ai dám bao che cái này cổ xưa thế lực, Diệp Quân Lâm liền giết ai? Chiến hùng quốc thần minh nhiều. Như vậy tới bao nhiêu giết bấy nhiêu. Cái kia thế lực dám cùng hắn khoe khoang, kia Diệp Quân Lâm liền đem cái kia thế lực thần minh giết sạch. Hắc ám bác sĩ hỏi, vậy làm sao bây giờ? Chúng ta trực tiếp giết tới chiến hùng quốc đi. Đối với cái này, hắn cũng không phải rất lo lắng. Mình cùng Thượng Đế chi não bây giờ bị tôn sùng vì quý khách. Nhất là đây là chiến hùng quốc cái thứ nhất nói ra. Bọn hắn nếu là tìm chiến hùng quốc thương lượng lời nói, có lẽ chiến hùng quốc sẽ thả ra bộ phận người đến cho Diệp Quân Lâm. Thậm chí Diệp Quân Lâm gây họa, bọn hắn cũng có thể quần nhau một phen. Đây chính là phụng làm đêm làm chỗ tốt. Bởi vậy hắc ám bác sĩ hỏi thăm Diệp Quân Lâm, dù là hắn đi chiến hùng quốc. Mình cũng có thể cùng theo. Diệp Quân Lâm chăm chú nhìn hắc ám bác sĩ hỏi, người cảm thấy bọn hắn có bao nhiêu nắm chắc? Hắc ám bác sĩ suy nghĩ một chút, nghiêm túc trả lời, không có nắm chắc, một điểm đều không có. Độc dược này bọn hắn không có biện pháp giải quyết. Diệp Quân Lâm thở dài một hơi, như vậy đi tìm ý nghĩa của bọn họ không phải rất lớn, thậm chí có thể nói là phí công. Đúng, tìm tới bọn hắn, kỳ thật chính là hỏi ra 87 loại độc dược tình huống cụ thể. Hắc ám bác sĩ nhìn xem Thượng Đế chi não, chuyển đề tài nói, như vậy đi, người đi chiến hùng quốc. Dùng thân phận của mình, nhất thiết phải đem cái này 87 loại độc dược tình huống cụ thể cầm về. Có cái khác tài liệu tương quan, cũng đều cầm về. Yên tâm đi, người bây giờ được tôn vị quang thiên sứ, cùng chiến hùng quốc thảo luận, hẳn là không vấn đề gì. Thượng Đế chi não nhìn Diệp Quân Lâm một cái nói, yên tâm đi, Diệp tiên sinh, ta khẳng định mang đến tin tức tốt. Mặt khác, ta đã tại trong phạm vi toàn thế giới tìm kiếm cao thủ giải độc cùng linh đan diệu dược. Vừa có tin tức, ta lập tức thông báo ngươi. Tốt, hạnh khổ, ta Diệp Quân Lâm thiếu các ngươi một cái nhân tình. Diệp Quân Lâm gật gật đầu. Thượng Đế chi não sau đó cấp tốc rời đi, tiến về chiến hùng quốc. Một bên khác, chiến hùng quốc, Siberia thành, đã từng nơi này cơ hồ là chiến hùng quốc gian nan nhất khu vực. Lâu dài bị băng thiên tuyết địa bao trùm. Hoàn cảnh ác liệt đến cực hạn, tài nguyên thiếu thốn, rất khó sinh tồn. Bởi vậy chiến hùng quốc có cái khiến người nghe tin đã sợ mất mật trừng phạt chỉ cần là lật trọng đại sai lầm, liền phải bị lưu vong tại Siberia băng nguyên, chung thân không được bước ra một bước. Cho tới nay, Siberia băng nguyên đều là chiến hùng quốc đám người ác mộng. Ai cũng không nguyện ý đến nơi này. Nhưng ai có thể nghĩ tới trong thời gian thật ngắn, nơi này hoàn cảnh biến đổi lớn. Đã từ ác liệt nhất hoàn cảnh biến thành ốc đảo. Tài nguyên phong phú, hiếm thấy dị thảo lượt sinh. Còn trở thành chiến hùng quốc cảnh nội linh khí nồng nặc nhất địa phương. Là bây giờ chiến hùng quốc thực sự đệ nhất thánh địa. Trước kia là không người đến nơi này. Nhưng hôm nay, từng cái cướp tới đây. Siberia trở thành chiến hùng quốc số người nhiều nhất địa phương. Không ít người tới đây, hấp thu linh khí tiến hành bước tu luyện tiếp theo. Mà nghiên cứu cổ xưa tu sĩ cái kia cổ xưa thế lực đầu nhập chiến ưng quốc về sau. Được an bài tại Siberia băng nguyên. Giờ phút này, cái này cổ xưa thế lực mấy vị thành viên chính cùng Titan chiến thần bọn người tụ tập cùng một chỗ. Titan chiến thần đã là thần minh cấp bậc. Mà lại so với bình thường thần minh, Titan chiến thần mạnh hơn rất nhiều. Dù sao lúc đầu hắn liền rất mạnh, mà lại sẽ các loại công pháp chiến kỹ. Bị linh khí phóng xạ về sau. Đối với linh khí sử dụng, tự nhiên so cái khác thần minh mạnh rất nhiều. Cứ việc chúng ta ở đây, vẫn như trước sợ hãi a. Chúng ta đắc tội Diệp Quân Lâm, hắn nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế tới giết chúng ta. Cổ xưa thế lực mấy người rất là lo lắng. Biến tướng tại cho chiến hùng quốc tạo áp lực. Giết các ngươi, buồn cười, tại chiến hùng quốc, tại Siberia băng nguyên lên. Chỉ cần ta tại, không ai dám động các ngươi.
Titan chiến thần tiếp tục nói, bây giờ các ngươi dưới chân mảnh đất này cái này đương kim không có chút nào tranh cãi mạnh nhất. Chúng ta có thần minh số lượng nghe rợn cả người. Hơn ngàn, đây chẳng qua là ngoại giới lung tung nghe đồn thôi. Một góc của băng sơn thôi. T. Đám người nghe được hít vào khí lạnh. Đây quả thực thật đáng sợ. Thần minh số lượng 1000 đã là khủng bố đến cực hạn. Đương kim đệ nhất thế giới. Mèo rừng quốc cũng liền tầm 10 vị thần minh, đều như vậy phách lối. Hơn ngàn thần minh đây không phải là đi ngang. Hiện tại nghe nói hơn ngàn thần minh số lượng chỉ là một góc của băng sơn. Làm sao không để người rung động? Chân chính thần minh số lượng. Mấy ngàn. Hơn vạn. Mọi người đã không dám nghĩ. Đây cũng là cái này quốc gia cương nghị. Lúc trước tất cả mọi người đang tránh né tai nạn thời điểm. Bọn hắn mình trần ra trận, tay không tấc sắt tới đón tiếp trận này hạo kiếp. Cái này quốc gia con dân cũng liền tối đại hóa tiếp nhận linh khí phóng xạ tẩy lễ. Mới có thể xuất hiện toàn thế giới số lượng nhiều nhất cường giả cùng thần minh. Nhiều nhất cùng mạnh nhất đều tại chiến hùng quốc. Titan chiến thần rất là hài lòng phản ứng của mọi người. Muốn chính là cái này hiệu quả. Ta đem lời đặt ở cái này. Các ngươi cửu đầu xà chỉ cần ở trên vùng đất này. Ta liền có thể bảo đảm các ngươi. Ai dám động đến các ngươi, chính là cùng chiến hùng quốc đối nghịch. Các ngươi sau lưng có vô số thần minh tại cho các ngươi chỗ dựa. Ở đây, trên thế giới này ai cũng không giết được ngươi nhóm một người. Không động đậy các ngươi một cọng tóc gáy. Ta nói. Huống chi một lần tính có 20 tên thần minh bảo hộ các ngươi. Ai dám động đến? Titan chiến thần la lớn. Cũng không phải hắn cuồng vọng. Là thật có tư cách này. Mà lại hắn là không sai biệt lắm biết chiến hùng quốc đến cùng có bao nhiêu thần minh. Ai có thể động đến bọn hắn a? Từng cái chẳng phải là đang tìm cái chết. Đến hàng vạn mà tính thần minh. Ai dám ở chỗ này động thủ a? Huống chi còn phái ra trọn vẹn 20 tên thần minh tại chung quanh bọn họ bảo hộ. Cái này ai chịu được? Cửu đầu xà đám người gật gật đầu, vậy chúng ta cứ yên tâm, thanh thản ổn định cho các ngươi làm việc. Cái này cổ xưa thế lực nguyên lai gọi cửu đầu xà. Tồn tại cực kỳ lâu thời gian. Thu thập một đám tà ác hắc ám người. Bọn hắn đem ngăn cản ví von thành trong Hy Lạp thần thoại cửu đầu quái vật Hydra. Mà cái quái vật này đặc thù chính là chặt xuống một cái đầu, chỗ cũng mọc ra hai cái đầu đến, ngụ ý vĩnh viễn không tiêu vong. Bọn hắn từ viễn cổ đến bây giờ, chính là nghiên cứu cổ tu sĩ, nghiên cứu độc dược những cái này vân vân. Bởi vậy giá trị của bọn hắn rất cao. Không phải chiến hùng quốc cũng sẽ không coi trọng như vậy bọn hắn, càng sẽ không phái ra một lần tính 20 tên thần minh đến bảo vệ bọn hắn. Còn nữa nói, Diệp Quân Lâm hiện tại lấy cái gì đến giết các ngươi a? Đại hạ đều đã thành cái dạng kia. Không ít thần minh một mực đang thương lượng chia cắt đại hạ, đi đại hạ chiếm cứ tư nguyên của mình cùng nô lệ. Titan chiến thần cười lạnh nói. Cửu đầu xà đám người cũng đều cười, đúng a? Diệp Quân Lâm vô luận như thế nào cũng không thể tới giết chúng ta. Hắn chỉ có thể bồi tiếp con gái nàng đi chết, cũng không biết con gái nàng như thế nào, chúng mạnh nhất độc dược, còn có thể sống lâu như thế, cũng coi là kỳ tích. Ha ha ha, ta ngược lại là hy vọng con gái nàng bởi vì độc dược biến thành một cái mạnh nhất độc vật, để ta tận mắt nhìn thấy một cái. Trước mắt mà nói, là có khả năng này. Ha 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 ha. Chấm. Cả đám phát ra biến thái đến cực hạn nụ cười. Gần như tất cả mọi người cho rằng Diệp Quân Lâm là không thể nào tới giết bọn hắn. Cũng không có thực lực này a. Bọn hắn thế nhưng là tại toàn thế giới cường đại nhất thổ địa bên trên, có loại nhiều nhất kinh khủng nhất chỗ dựa. Ai dám giết bọn hắn? Bởi vậy cửu đầu xà vô hạn ngông cuồng, chủ động thả ra tin tức toàn bộ cửu đầu xà tổ chức đều tại chiến hùng quốc, hoan nghênh những người khác đến tìm phiền phức. Bọn hắn không che giấu. Trực tiếp bại lộ thân phận cùng hành tung. Chờ cửu ra tới cửa. Dù sao cửu đầu xà tồn tại nhiều năm như vậy. Tại toàn thế giới góp nhặt rất nhiều cửu địch. Diệp Quân Lâm chỉ là một cái trong số đó thôi. Bọn hắn có số lượng địch nhân không thể so Diệp Quân Lâm thiếu a. Trước kia bọn hắn sẽ còn trốn trốn tránh tránh. Hiện nay trực tiếp nghênh ngang bộc lộ ra vị trí cùng hành tung tới. Chính là chờ lấy địch nhân đến trả thù. Rất nhiều bọn hắn đối thủ vừa nghe đến chuyện này, lập tức muốn hành động, hận đến nghiến răng. Nhưng khi biết là chiến hùng quốc về sau, nháy mắt liền âm u đầy tử khí, không có bất luận cái gì động tĩnh. Đây chính là chiến hùng quốc a. Ai dám đi đâu báo thù a? Nhất là cửu đầu xà là chiến hùng quốc thượng khách.
Titan chiến thần trực tiếp bắn tiếng chỉ tên điểm họ muốn bảo vệ. Như vậy mọi người càng thêm không dám. Chỉ có thể trơ mắt nhìn. Đương nhiên phần lớn người là như thế này. Cũng có một phần nhỏ người, đối cửu đầu xà hận thấu xương. Cho tới nay, đều đang tìm tung tích của bọn hắn. Bây giờ nghe vị trí của bọn hắn, dù là lại hiểm trở cũng phải mạo hiểm. Dù sao cừu hận lớn hơn sinh tử. Dù là chết, mọi người cũng muốn đi báo thù. Chỉ là trước đó khổ vì không có bọn hắn bất kỳ tin tức gì. Một bên khác, Diệp Quân Lâm cùng Hắc Ám bác sĩ đã rời đi mèo rừng quốc. Tiến vào một chỗ thâm lâm bên trong. Hắc Ám bác sĩ cũng vừa tiếp vào cửu đầu xà chủ động bại lộ địa vị, thả ra tin tức sự tình. Liên tục suy xét về sau, Hắc Ám bác sĩ vẫn là đem chuyện này nói cho Diệp Quân Lâm. Ha ha ha! Diệp Quân Lâm đột nhiên cười. Đây là tại hướng ta thị uy đâu. Tốt, rất tốt, càng kiên định hơn ta giết lòng của các ngươi. Chờ quân quân tình huống có chút chuyển biến tốt đẹp, ta liền tự mình đi chiến hùng quốc giết các ngươi. Diệp Quân Lâm ngữ khí băng lãnh, tựa như từng thanh lợi kiếm tại xuyên qua. Chúng ta tiếp tục đi thôi, ta biết có một nơi, nói không chừng có thể thử xem. Diệp Quân Lâm lại không có đem chuyện này để ở trong lòng. Dù sao vô luận như thế nào, cửu đầu xà tất cả mọi người mệnh đều là mình. Để bọn hắn sống lâu một chút thời gian. Hai người tiến lên sau một thời gian ngắn. Lúc này, Hắc Ám bác sĩ đột nhiên nói ra, Diệp tiên sinh, ta ngược lại là có cái tìm vận may biện pháp, có thể thử một lần. Diệp Quân Lâm lên lòng hiếu kỳ, nhìn về phía hắn hỏi, biện pháp gì a? Ta cũng là vừa mới nghe nói. Lần này hoàn cảnh biến đổi lớn, vạn vật đều bị linh khí phóng xạ tẩy lễ. Cứ như vậy, rất nhiều nơi bởi vì linh khí sinh sôi nguyên nhân, liền mọc ra rất nhiều thiên tài địa bảo. Càng là linh khí nồng đậm, hoàn cảnh ác liệt địa phương, liền có càng lợi hại thiên tài địa bảo. Hắc Ám bác sĩ giải thích nói. Diệp Quân Lâm gật gật đầu, như thế. Hắn mặc dù không có tận mắt thấy. Nhưng biết Nam Cực sông băng hạ siêu cấp linh mạch bộc phát địa điểm có không ít thiên tài địa bảo. Hắc Ám bác sĩ tiếp tục nói, phía trước chính là hoàn cảnh tương đương ác liệt địa phương, linh khí nồng đậm, là mèo rừng quốc phổ biến bình quân 3 lần trở lên trình độ. Nhưng cũng tràn ngập nguy hiểm, bị mèo rừng quốc cùng xung quanh 3 quốc gia liệt vào cấm địa. Bên trong có kinh khủng hung thú tồn tại, khả năng nhất định phải thần minh ra tay mới có thể. Diệp Quân Lâm hỏi, ý của ngươi là nói bên trong khả năng tồn tại thiên tài địa bảo. Dù sao chính là thử một lần, vạn nhất đâu. Hắc Ám bác sĩ nói. Tốt, vậy chúng ta liền đi nhìn thử một chút. Diệp Quân Lâm nói. Hắc Ám bác sĩ để lộ ra một chút do dự, ngươi cũng không cần lo lắng. Thực lực của ta không kém, lớn không được thời khắc mấu chốt ta hướng mèo rừng quốc thần minh cầu cứu. Cứ như vậy, hai người tiến vào mảnh này thâm lâm bên trong. Yên tĩnh. Lạ thường yên tĩnh. Theo lý mà nói, loại hoàn cảnh này hẳn là tầm bổ rất nhiều chim bay tẩu thú. Thâm lâm bên trong hẳn là rất náo nhiệt mới là. Nhưng mà hiện thực lại là yên tĩnh. Yên tĩnh đến giống như bên trong cái gì cũng không có đồng dạng. Có chút cổ quái a. Hắc Ám bác sĩ cũng cố gắng cảm thụ được hết thảy. Diệp Quân Lâm cười cười, không có gì cổ quái. Đều ở phía trước. Hắc Ám bác sĩ cảm thấy rất ngờ vực, đều ở phía trước. Đến liền biết. Diệp Quân Lâm bọn hắn tiếp tục đi tới. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 60.